Phong Phi Vân mang theo Hiên Viên Nhất Nhất đi tới một tòa tiên sơn, Tả Kính Tiên Sơn có một cái sơn cốc, bên trong có từng tòa Phật cung tường đỏ lục ngói, còn có một ít Phật tháp cao ngất che trời. Ở đây thúy trúc mọc lên san sát như rừng, lá trúc bích lục như phỉ thúy, trong rừng có một góc rác mái cong vểnh lên đi, có từng tòa lánh đời thần miếu. Nguyên một đám Phật âm linh động từ bên trong Phật cư ẩn trong rừng trúc truyền ra, mang đến cho người một loại cảm giác yên tĩnh và tường hòa, như có một Phật đã ẩn cư ở chỗ này, khiến nhân tâm sinh hướng tới. Những đệ tử ngự thú trai đều xếp bằng trên tảng đá, tu tập Phật hiệu, mặc dù là Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất đến, cũng không kinh động các nàng. Các nàng cũng đều đang tĩnh tâm tìm hiểu, tâm tình yên lặng tới cực điểm. Việc tuyển đồ của ngự thú trai rất nghiêm khắc, tuyệt đại đa số đều là nữ tử lòng yên tĩnh vô trần. Phật tôn của tòa Phật trai này cực kỳ nghiêm khắc, đám đệ tử một lòng hướng Phật, thanh tịnh như nước, tuyệt đối so với thủy nguyệt thiên cảnh các ngươi càng giống một phương tịnh thổ. Trên mặt Phong Phi Vân mang theo vui vẻ, chuyện trò vui vẻ, dọc theo một mảnh rừng trúc, bước vào sâu trong trai đường. Hiên Viên Nhất Nhất cũng nhẹ gật đầu, cảm giác được một bầu không khí tươi mát lịch sự tao nhã, cảm giác mình lúc trước tựa hồ đã hiểu lầm Phong Phi Vân rồi. Một vị nữ tử mặc Phật y màu trắng đi đến, tóc xanh chạm đất, khuôn mặt thanh lệ, người đẹp như liễu, đôi mắt thâm thúy. Da thịt phu thanh họa trắng nõn đến có chút quá Phật, trong mắt mang theo một ít mê mang, tựa hồ như đang suy tư gì đó. Từ sau khi một đêm xuân tình với Phong Phi Vân trên Phật tháp, tâm nàng lại càng thêm bất an, bồi hồi giữa hồng trần và Phật, lộ ra có chút tiểu tụy. Nàng như một hồi khói trắng chạy qua, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân thật sâu, nói. Ta nghĩ thông suốt rồi, ta không thể rơi vào hồng trần, dục vọng chỉ là vân yên thoáng quá, đại đạo không thể hủy, đêm hôm đó, coi như là một hồi mộng xuân, sau khi mộng tỉnh, tâm cũng nên tỉnh. Nói xong lời này, nàng trực tiếp rời đi, trốn vào trong Phật tháp, cửa Phật tháp cũng đóng lại. Từ đó về sau, cửa Phật tháp cũng không thấy mở ra nữa. Phong Phi Vân sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tòa Phật tháp thần thánh kia, trong lòng có chút đắng chát, tựa hồ có thể hiểu rõ dãy giụa, gút mắc, bất đắc dĩ, hiểu ra trong lòng Vu Thanh Họa. Mình tựa hồ cũng không thật sự cởi nàng mà. Nàng là ai thế? Hiên Viên Nhất Nhất nói. Là Phật tôn tòa Phật trai này. Khục khục, Thánh Nữ Điện Hạ lần này ngươi nhất định phải nghe ta giải thích, quan hệ giữa chúng ta cực kỳ phức tạp, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ đâu. Phong Phi Vân mặt già đỏ lên, mình nói chuyện tựa hồ không có chút lực lượng nào cả. Đúng lúc này La Ngọc Nhi từ trong rừng trúc vội vã chạy ra, sau khi chứng kiến Phong Phi Vân khuôn mặt đỏ lên, có chút lo lắng nói. Thai Nhi trong bụng La Phù tỷ tỷ đang động, sinh ra dị tượng, Phong thiếu gia, ngươi. Ngươi mau đi xem một chút đi. Phong Phi Vân đã triệt để không thể giải thích cho Hiên Viên Nhất Nhất được nữa, được rồi, hắn cũng thừa nhận thiên quốc tựa hồ thật sự có chút ít chướng khí mù mịt. Sao lại đột nhiên sinh ra dị tượng, dẫn ta qua xem thử. Phong Phi Vân và La Ngọc Nhi vội vàng rời đi, lông mày Hiên Viên Nhất Nhất có chút cau lại, trong nội tâm cũng sinh ra hiếu kỳ, đi theo. Lúc Phong Phi Vân đuổi tới lầu các mà Long La Phù ở lại, rất nhiều người đã tụ tập ở đây. Thiên Vu thần nữ, Diêu Cát, Tuyết Lang, Quý gia hai tỷ muội, Phong Khanh Khanh. Dị tượng sinh ra ở đây rất lớn, chấn nhiếp nhân tâm. Có một đạo cột sáng màu tím từ trên lâu các vọt lên, xuyên phá hư không, thẳng vào đám mây, tựa hồ như muốn xung phá toàn bộ cao cấp bí cảnh. Thảm thực vật chung quanh đều đang điên cuồng sinh trưởng, bịt kín một tầng ánh sáng chói lọi màu tím, óng ánh sáng long lanh, như tử ngọc tạo hình. Từng đạo đại đạo thần âm xuyên thẳng qua trên hư không, có vô số quang vũ từ trên trời giáng xuống, trong quang vũ xuyên thẳng lấy lôi đình, thần tính mười phần, như có một vị lôi thần hàng lâm mảnh đại địa này vậy. Tất cả mọi người bắt đầu lui về sau, cổ lực lượng này thật sự quá mức khiếp người, hủy diệt và sinh cơ cùng tồn tại, tòa lầu các kia trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, mà thực vật chung quanh lại sinh trưởng nhanh hơn. Trong nội tâm Phong Phi Vân rất lo lắng cho Long La Phù, nhiều lần muốn đi qua. Nhưng lại đều bị lôi đình bổ trở về. Đây không phải là lôi điện bình thường, có thể diệt nhân đạo. Đây là thai kiếp mà chỉ khi thánh thai xuất thế mới có thể sinh ra, chẳng lẽ có một thánh linh tương lai muốn xuất thế sao? Hiên Viên Nhất Nhất tiên con mắt linh động, nhìn xuyên tất cả vô căn cứ, trong nội tâm khiếp sợ dị thường. Thánh thai chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại thời Thái Cổ, ở trên điển tịch cổ xưa mới thấy được ghi lại, trong hiện thực không thể gặp.
Mao Ô Quy nhảy xuống, ánh mắt lấm lấm, kích động dị thường, nói. Đây không phải thánh thai, là thần thai chỉ cần trải qua một lần thai kiếp là có thể xuất thế, nhưng thần thai cần trải qua ba lượt thai kiếp, lúc này mới chỉ là lần thai kiếp đầu tiên thôi. Vô luận là thánh thai hay là thần thai đều sẽ khó tồn tại, sẽ bị trời ghét, lúc nó còn ở thai nhi thượng thiên đã nghĩ cách muốn gạt bỏ, không thể để cho yêu nghiệt bực này xuất thế. Ầm ầm, lôi điện càng thêm kinh khủng đánh xuống dưới, chừng trên trăm đạo, điện quang như đao, chảm phá đại địa trời xanh. Phong Phi Vân rất lo lắng, không biết Long La Phù giờ phút này thế nào rồi. Mao Ô Quy vô cùng đau đớn, nói. Cháu nuôi ta vẩn chỉ là một thai nhi, còn chưa uẩn dục ra thần trí đã gặp phải kiếp nạn như thế, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài, ô hô ai tai. Vậy thì phải xem trời xanh có bổn sự đó không đã. Phong Phi Vân trực tiếp bay lên trên trời xanh, sát nhập trong kiếp vân, xuyên thẳng qua giữa lôi điện. Đây là thiên phạt kiếp lực, ngoại nhân nếu hỗ trợ, sẽ thừa nhận gấp kiếp lực 10 lần, đủ khiến ngươi thần hồn câu diệt rồi. Hiên Viên Nhất Nhất không nghĩ đến Phong Phi Vân lại xúc động như thế, tế ra một thanh cổ kiếm, muốn đánh Phong Phi Vân trở về. Không quản được nhiều vậy rồi, gấp 10 lần thì gấp 10 lần a. Tốc độ Phong Phi Vân cực nhanh, thi triển ra đại diễn thuật. Vặn vẹo không gian, thân thể lướt qua bên cạnh cổ kiếm của Hiên Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân tư thế oai hùng trác tuyệt, dựng trên đám mây, trên người bộc phát ra một cổ hạo nhiên thần lực, Phật mang vạn trượng từ trong thân thể lao ra, thủ hộ lấy bản thân, làn da bịt kín một tầng vàng rực. 3. Hơn 10 đạo lôi điện oanh kích lên người hắn, tựa như một tòa lôi hải bao vây lấy hắn, hủy diệt lực khiến nhân tâm phải rung động. Trong đôi mắt Hiên Viên Nhất Nhất tràn đầy vẻ phức tạp. Rất khó hiểu nhìn chằm chằm vào bán yêu, không nghĩ đến gia hỏa bất cần đời này cũng có lúc xả thân làm người, đây là một loại tình cảm sâu đậm thật vĩ đại, người bình thường rất khó làm được. Đối mặt với lôi kiếp đáng sợ như thế, ngay cả nàng cũng thập phần kiêng kỵ, không dám lên trước, nhưng Phong Phi Vân xông tới, dùng thân đón kiếp, thấy chết không sờn, khiến người khâm phục. Trận lôi kiếp này rằng co cả buổi, tuyệt đại đa số lôi điện đều bị Phong Phi Vân ngăn lại. Hắn bị đánh đến miệng lớn thổ huyết, trên người da chóc thịt bong, toàn thân đều trở nên cháy đen, giọt giọt máu tươi chảy ra ngoài cơ thể. Từng đạo điện quang vẫn còn lưu động trên làn da cháy đen, như một chuôi đao đang cạo xương, không chỉ có thể cạo xương, thậm chí còn có thể cạo đến linh hồn người nữa. Sau khi lôi kiếp kết thúc, Phong Phi Vân từ trên trời cao ngã xuống. Bành! Huyết tương trên người hắn cũng đã khô lại, hóa thành một tầng vỏ cứng màu đen bao trùm toàn thân. Chỉ có một đôi mắt ở bên trong vỏ cứng lộ ra ngoài, vẫn còn chuyển động để chứng minh lấy hắn vẫn là một người sống. Phong Khanh Khanh và La Ngọc Nhi đều giàn giụa nước mắt, rất là đau lòng. Đều đã qua rồi, không có chuyện gì đâu. Thanh âm Phong Phi Vân lộ ra rất nhàn nhạt, mang theo vài phần khàn khàn, yết hầu tựa hồ như đã bị lôi kiếp đánh nát vậy. Hắn quay người đi đến mảnh đại địa bị hủy diệt lợi hại nhất kia, cảnh hoang tàn khắp nơi, đất khô cằn đầy đất. Ôm lấy Long La Phù đã bị cháy đen lên. Nàng cũng đã trọng thương, huyết nhục mơ hồ, khó phân biệt dung nhan, bị Phong Phi Vân dùng một tấm áo choàng màu hồng bọc lấy. Tu vị Long La Phù quá thấp, lực lượng thai kiếp lại quá mạnh mẽ, cho dù thần thai ngăn cản được cổ lực lượng thiên phạt kia nàng cũng khó mà ngăn nổi. Một khi nàng chết bên trong thai kiếp, vậy thì thần thai mất đi mẫu thế, cũng sẽ chết từ trong trứng nước ngay. May mắn Phong Phi Vân giúp nàng chặn tuyệt đại đa số lực lượng. Bằng không thì nàng nhất định đã cùng thai thi bỏ mạng trong lôi kiếp rồi. Sau khi sắp đặt tốt cho Long La Phù, xác định thương thế của nàng sẽ không chuyển biến xấu, Phong Phi Vân lúc này mới lại bắt đầu ho ra máu, một cổ cảm giác suy yếu tập kích đến, thiếu chút nữa đã té trên mặt đất. Ca! Phong Khanh Khanh muốn đi đỡ hắn. Phong Phi Vân khoát tay nói. Không không sao, Tiểu Khanh Khanh, Diêu Cát, hai người các ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan 3 ngày. Phong Phi Vân lúc này đây quả thật bị thương không nhẹ, chính là bị lực lượng lôi kiếp gây thương tích, nếu không phải hắn tu luyện qua kiếp diệt vạn đạo pháp thì khẳng định đã thần hình câu diệt, nhưng hắn lại cho rằng tất cả điều này đều đáng giá, nếu hắn không làm như vậy, Long La Phù và thai nhi trong bụng khẳng định đã bỏ mạng dưới thiên phạt kiếp uy rồi. Từ xưa tới nay, nữ tử có thể hoài thánh thai không ai không phải là đại thần thông giả, chỉ có Long La Phù là xem như tu vị thấp nhất, vừa mới đạt tới niết bàn đệ nhất trọng cảnh thôi. Coi hắn như vậy cảnh giới, muốn ngăn cản thần bào thai kiếp, nói dễ vậy sao?
Bất quá trải qua lôi kiếp tẩy lễ lần này, Phong Phi Vân đối với kiếp diệt vạn đạo pháp càng thể ngộ sâu hơn một bậc, thân thể như biến thành một tòa thế giới, một cổ kiếp lực vận chuyển trong thân thể hắn. Phong Phi Vân cảm giác mình thật giống như biến thành một loại kiếp lực, thiên địa vạn đạo đều vận chuyển nơi thân. Vỏ cứng trên người hắn rơi xuống từng khối, phát ra thanh âm rạn nứt, lộ ra làn da trắng muốt, tinh tế tỉ mỉ giống như hài nhi mới sinh vậy, thương thế trong thân thể đang nhanh chóng khỏi hẳn, từng sợi điện quang đều bị hắn thu nạp vào trong cơ thể, vận chuyển trong thân thể, dung hợp đến huyết nhục và trong xương tủy. Bành, bành, lại có hai khỏa phượng cốt sinh ra đời, đều ở vào phần lưng của Phong Phi Vân, hào quang thập phần chói mắt, vô cùng, nóng rực. Đây là khối phượng cốt thứ 31, thứ 32. Lực lượng và thể chất Phong Phi Vân đều lần nữa kéo lên, trong mơ hồ đã đụng chạm đến cảnh cửa thiên tài cấp bậc truyền kỳ rồi. Chẳng lẽ nhân họa đắc phúc, thật sự đạt tới hàng ngũ thiên tài cấp bậc truyền kỳ rồi. Tâm Phong Phi Vân ầm ầm mà động, ở kiếp trước hắn chính là Phượng Hoàng Chi Chân, cũng chỉ là thể chất cấp bậc truyền kỳ mà thôi. Thân thể ở kiếp này vốn yếu hơn kiếp trước rất nhiều, có thể tu luyện tới một bước như hiện giờ quả thật rất gian nan, chẳng lẽ hiện giờ thật sự đạt đến cấp bậc truyền kỳ rồi sao? Hắn rốt cuộc không kiềm được kích động trong lòng nữa, định bắt đầu trùng kích thể chất cấp bậc truyền kỳ. Thánh bầu quả, thất sắc tuyền, vũ hóa huyết. Phong Phi Vân lấy ra từng linh tài mà mình thu thập được, đều là chân bảo hiếm thấy, đối với trùng kích thể chất cấp bậc truyền kỳ rất có trọng dụng. Ngoài ra còn có đại lượng linh thạch bị lấy ra, để cung cấp linh lực cho trùng kích thiên tài cấp bậc truyền kỳ. Trùng kích tư chất cấp bậc truyền kỳ thật sự là chuyện rất gian nan, hơn nữa tồn tại hung hiểm cực lớn. Nếu có thể có được Dương Thần Thánh Thai trong tay hai nha đầu quý gia kia thì tốt rồi, nắm chắc khẳng định sẽ càng lớn, bất quá điều kiện của hai nha đầu này thật sự quá hà khắc, vẫn nên thôi đi. Phong Phi Vân đối với Dương Thần Thánh Thai mà quý gia tỉ muội nắm giữ rất thèm thuồng, đây chính là vô thượng kỳ bảo, đừng nói là hắn, coi như là cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh nghe được danh tự Dương Thần Thánh Thai chỉ sợ cũng sẽ điên cuồng ngay. Thánh thai ở đây chỉ cũng không phải huyết nhục thai nhi, mà tu luyện đan điền của mình thành hình thái cùng loại với thai nhi, chính là hài nhi từ đan điền chi khí tụ tập thành, cùng loại với bất tử nguyên anh mà đạo gia nói đến, được xưng là thánh thai. Muốn trở thành thánh linh trong truyền thuyết, nhất định phải tu luyện đan điền mình thành thánh thai, cho nên chỉ có thánh linh mới có thể có được thánh thai. Mà Dương Thần Thánh Thai lại càng thêm lợi hại, thuần dương vô âm, mà ngay cả cổ chi thánh linh cũng rất khó đạt đến một bước này. Có thể nói Phong Phi Vân hiện giờ nếu đạt được Dương Thần Thánh Thai, lập tức có thể bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc truyền kỳ, hơn nữa tu vị sẽ đột nhiên tăng mạnh, gia tăng một mảng lớn, chiến lực không biết sẽ tăng vọt đến trình độ nào nữa. Chỉ tiếc quý gia tỷ muội thật sự rất cố chấp, Phong Phi Vân phải lấy các nàng mới bằng lòng giao Dương Thần Thánh Thai cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng đã uy bức lợi dụ, nhưng vẫn không thể khiến các nàng nhả ra, khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cho dù không có Dương Thần Thánh Thai, có hai đầu Thâm Uyên Linh Mạch là Tam Hỏa Linh Mạch và Huyết Tuyền Linh Mạch trợ giúp, có lẽ cũng có thể trùng kích đến thể chất cấp bậc truyền kỳ rồi. Phong Phi Vân thi triển đại diễn thuật, điều động địa thế, dẫn Tam Hỏa Linh Mạch 8.000 dặm trong lòng đất qua, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt trong lòng đất, khiến cả một mảnh địa đại đều bị hòa tan thành nham tương. Thân thể Phong Phi Vân chui vào bên trong Linh Mạch. Tam Hỏa Linh Mạch chính là do ba loại hỏa diễm tụ tập thành. Kể cả nhất vị nguyên hỏa, nhị vị minh hỏa, tam vị chân hỏa. Phong Phi Vân ăn vào thánh bồ quả và hai loại thất sắc tuyền vào, thân thể trở nên óng ánh tươi sáng, từng đạo lực lượng xuyên thẳng qua trong thân thể, có Phật lực, có thánh quang, có lực lượng thất sắc tuyền, có hỏa diễm lực lượng của Phượng Hoàng. Thân thể của hắn như biến thành một khối ngũ thải thạch, thập phần thần dị, luyện hóa xương ống chân, huyết dịch, bức ra từng chút tạp chất trong thân thể. Oanh! Đột nhiên! Hỏa diễm bên trong Tam Hỏa Linh Mạch trở nên cuồng bạo, hóa thành một tòa qua luân, bắt đầu khởi động vào trong thân thể hắn. Thân thể Phong Phi Vân tuy rằng rất cường đại, nhưng vẫn bị lực lượng Tam Hỏa Linh Mạch trùng kích đến rách tung tóe, căn bản không ngăn được lực lượng của Tam Vị Chân Hỏa. Tam Vị Chân Hỏa được xưng là Hỏa Chi Quân Hỏa, chính là quân vương trong lửa, đủ để nhìn ra lực hủy diệt của hỏa diễm này ra sao. Mà bên trong Tam Hỏa Linh Mạch lại có pha lấy loại hỏa diễm này. Phong Phi Vân cưỡng ép luyện nhập Tam Hỏa Linh Mạch vào thân thể để tăng lên thể chất, đây quả thực là hành vi vi phạm thiên lý, là vũ nhục với Hỏa Chi Quân Vương, tự nhiên cũng sẽ bị Tam Vị Chân Hỏa phản kích. Bành!
huyết mạch Phong Phi Vân không ngừng bị thiêu hủy, thân thể cũng bốc cháy lên, hòa tan huyết nhục, xuyên thẳng xương tủy. Dược lực của Thánh Bổ Quả và Thất Sắc Tuyền đều đang không ngừng chữa trị thân thể Phong Phi Vân, nhưng lại không thể ngăn được lực phá hủy của hỏa diễm. 32 khối phượng cốt trong thân thể Phong Phi Vân bộc phát ra, mỗi một khối đều ẩn chứa không gì sức mạnh to lớn sánh kịp, huy hoàng đại uy, thủ hộ thân thể, chống đỡ lại lực lượng của tam vị chân hỏa. Huyết Tuyền Linh Mạch. Một đầu linh mạch khác tuôn ra, như mạch máu đại địa, phiên giang đảo hải, bay thẳng như thân thể Phong Phi Vân, không ngừng dung nhập trong thân thể, trợ hắn khôi phục huyết khí. Lực lượng tam hỏa linh mạch đang không ngừng đốt luyện thân thể của hắn, mà lực lượng huyết tuyền linh mạch lại đang không ngừng khôi phục thân thể của hắn, kiến tạo thành một loại trạng thái cân đối. Nhưng sự cân bằng này cũng không bảo trì bao lâu, liền lần nữa bị đánh phá, mỗi một khối xương của Phong Phi Vân đều bốc cháy lên, linh hồn phảng phất đều như bị hòa tan vậy. Muốn trùng kích thể chất cấp bậc truyền kỳ cấp bậc thật sự rất khó khăn, muốn ở hậu thiên bước vào cảnh giới này, chỉ có thánh linh trong truyền thuyết lúc còn trẻ mới có thể làm được. Nếu hắn không buông tha thì rất có thể sẽ chết đến nỗi ngay cả cho cũng không còn lại. Không thể buông tha, tuyệt không buông bỏ, Phượng Hoàng bất tử, Niết Bàn tái sinh. Phong Phi Vân ăn vào một quả Niết Bàn đan, muốn được ăn cả ngã về không, định liều chết tiến hành Niết Bàn lần thứ 7, dùng Niết Bàn sinh tử chi lực để trùng kích thể chất cấp bậc truyền kỳ. Thân thể Phong Phi Vân hoàn toàn bị hai linh mạch bao lấy, tựa như hai đầu long quấn quanh trên thân thể hắn vậy. Thời gian đang không ngừng trôi qua, không ai biết Phong Phi Vân có phải đã thần hình câu diệt hay không nữa. Cũng không biết đã qua bao lâu, một điểm vầng sáng từ trung tâm linh mạch quấn nhau kia tách ra, một cổ sinh cơ đang không ngừng trở về, như một đầu phượng hoàng đang phát triển trong phần sáng kia, phát ra một tiếng kêu to rung trời động địa. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh bên trong thiên quốc đều bị kinh động, đều có thể nghe được rõ ràng tiếng phượng hoàng kêu to kia. Theo một tiếng kêu to vang lên, tựa hồ mảnh bí cảnh này cũng trở nên không giống với lúc trước, tất cả quy tắc và linh khí đều hội tụ về phía hắn. Hiên Viên Nhất Nhất đứng trên đỉnh một tòa Phật điện, áo trắng bồng bềnh, tiên tâm mênh mông, như một vòng ánh trăng sáng tỏ không tì vết đọng ở trên cung điện. Nàng nhìn đoàn hỏa diễm từ từ bay lên trên trời, nhuộm hồng cả nửa bầu trời, tựa như một vòng mặt trời mới mọc, cùng nàng tranh nhau phát sáng, mang đến cho nàng một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Đoàn hỏa cầu kia càng lúc càng cường thịnh, có người mơ hồ nhìn thấy một cặp cánh chim cực lớn vỗ trên thiên mạc, chỉ riêng một cây lông vũ cũng dài đến mấy trăm dặm, nhìn không tới điểm cuối. Hỏa diễm thiêu đốt suốt một ngày trên bầu trời mới chậm rãi dập tắt. Phong Phi Vân xếp bằng ở trên đại địa hoang vu, chung quanh một mảnh đất khô cằn, đại địa cơ hồ đều bị đốt thành mặt kính. Da của hắn óng ánh sáng long lanh, so với làn da của nữ tử còn muốn tinh tế tỉ mỉ hơn, tóc dài rủ xuống. Trên người lưu động lấy vô số hỏa diễm chi lực, mỗi một đạo hỏa diễm đều có uy lực hòa tan một tòa núi lớn. Hắn giờ phút này giống như hoàn toàn do hỏa diễm hội tụ thành vậy. Khí tức trên thân thập phần thuần túy, cũng cực kỳ khiếp người. Thế giới chung quanh thân thể hắn đều như hóa thành hỏa vực, không ai có thể đến gần, tràn đầy hủy diệt chi lực. Xôn xao. Trong thân thể hắn sáng lên 42 điểm hỏa quang, mỗi một điểm hỏa quang đều mang theo uy năng huy hoàng. Có thể áp xấu một phương đại địa. Đó là 42 khối phượng cốt. Hấp thu hai tòa Thâm Uyên linh mạch, đột phá đến Niết Bàn đệ thất trọng. Phượng cốt trong thân thể của hắn trực tiếp gia tăng lên 10 khối, đạt tới 42 khối, trong thân thể tạo thành một cái tuần hoàn, lực lượng không suy kiệt. Tu vị Phong Phi Vân không biết gia tăng lên gấp bao nhiêu lần, nhưng đến cùng có đạt tới thể chất cấp bậc truyền kỳ hay không thật ra ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Vô luận là thể chất cấp sử thi cũng tốt, cấp truyền kỳ cũng tốt, kỳ thật đều không có một giới tuyến rõ ràng. Cái này không giống như tu vị, mỗi lần niết bàn liền đại biểu tu vị cao thâm thêm một trọng, thể chất tuy rằng tăng lên một đoạn rất lớn, hơn nữa cảm ngộ đối với thể chất cấp bậc truyền kỳ càng sâu, nhưng đến cùng C đạt tới thiên tài cấp bậc truyền kỳ hay không lại không phải Phong Phi Vân có thể định đoạt, cái này phải trải qua chiến đấu tẩy lễ, quyết đấu thực lực. Phong Phi Vân bắt đầu thu nạp lực lượng. Thu tất cả hỏa diễm tràn ngập trong hư không chung quanh lại vào trong thân thể. Thời gian dần trôi qua, khí tức trên thân hắn đều đã thu liễm vô hình, trở nên càng lúc càng bình thản. Ca, tu vi của ngươi lại tăng lên. Phong Khanh Khanh ôm mèo con Đạm Đạm, đôi mắt sáng ngời không ngừng nháy lấy, lông mi rung rung. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, cười nói.
vận khí tốt. Sao ngươi tu luyện luôn nhanh như vậy thế? Phong Khanh Khanh lộ ra có chút không vui, cảm giác lại bị bỏ qua một đoạn, cảm giác mình sẽ trở thành con ghẻ ký sinh. Mình đã nhận được truyền thừa của Bạch Cốt Thiên Vương, sao có thể trở thành con ghẻ ký sinh được, không được, tuyệt đối không được. Phong Phi Vân gõ lên cái trán trắng muốt của nàng một phát, cười nói. Thiên tư của ngươi rất cao, trong thân thể cũng có ma tính rất mạnh, chỉ là ngươi quá lười, cho nên mới bị ta bỏ qua, nếu ngươi cố gắng một chút, nói không chừng tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả ta đấy. Thật vậy chăng? Đó là tự nhiên. Con mắt Phong Khanh Khanh đều sáng ngờ, hôn lên mặt Đạm Đạm một cái, sau đó liền chạy đi nhanh như chớp, nói không chừng đã đi bế quan tu luyện rồi. Phong Khanh Khanh cũng giống như Nạp Lan Tuyết Tiên vậy, tựa hồ vĩnh viễn cũng không trưởng thành. Phong Phi Vân rất quan tâm đến an nguy của Long La Phù, trước tiên liền tiến đến xem nàng. Long La Phù còn tốt hơn Phong Phi Vân nghĩ nhiều, hơn nữa trên người nhiều hơn một cổ lực lượng thần kỳ, giơ tay nhấc chân đều thai nghén lấy quy luật thiên đạo thần tắc. Khí chất trên người nàng trở nên càng thêm uy nghiêm, Long Hoàng chi khí chiếm giữ trong thân thể nàng, nhìn thấy Phong Phi Vân đi qua, ngón tay tuyết trắng liền điểm ra ngoài, một đạo điện toa từ đầu ngón tay của nàng bay ra. Bá! Kim tầm Phật vực tự động bay ra, bao phủ lấy thân thể Phong Phi Vân, ngăn trở lấy lực lượng đạo điện toa kia. Bất quá vẫn có chút ít dòng điện xuyên thấu kim tầm Phật vực, đánh vào trên thân thể Phong Phi Vân, khiến thân thể Phong Phi Vân có chút tê dần. Thật mạnh! Đây là cảm giác của Phong Phi Vân giờ phút này. Phải biết rằng dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện giờ, lực phòng ngự của kim tầm Phật vực mạnh mẽ đã không phải lực lượng bình thường có thể công phá. Mà đạo điện toa mà Long La Phù điểm ra lại có thể xuyên thấu kim tầm Phật vực, đây là chuyện khiến Phong Phi Vân rất là giật mình. Phong Phi Vân cũng không ngại công kích đột nhiên của nàng, thu hồi kim tầm Phật khí, từ từ đi tới, nói. Lực lượng ngươi vừa sử dụng thật tinh thuần. Long La Phù nhẹ nhàng mà đứng, thân thể càng lúc càng đẫy đà, ngọc ngực cao ngất đến lợi hại, mà ngọc eo thì vẫn không nhô lên bao nhiêu, vẫn nhỏ nhắn như thủy xà, nhìn nhìn ngón tay của mình, nói. Sau khi vượt qua thai kiếp lần thứ nhất, ta thật giống như thoát thai hoán cốt vậy, hiện giờ ngay cả bản thân có ít lúc không thể khống chế nổi lực lượng bành trướng trong cơ thể. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói. Đây là biểu hiện bình thường, ở tu đạo giới được xưng là mẫu bằng tử quý, trong thân thể ngươi hoài chính là thần thai từ trong bụng mẽ đã tu luyện, thôn phệ thiên chi tinh khí, địa chi linh căn, trong quá trình thần thai tu luyện cũng sẽ mượn nhờ thân thể của ngươi làm môi giới. Trong những thiên chi tinh khí, địa chi linh căn này có một bộ phận sẽ trong vô chi vô giác truyền vào thân thể của ngươi, giấu ở sâu trong thân thể ngươi. Lúc độ thai kiếp lần đầu tiên, những thiên chi tinh khí và địa chi linh căn giấu ở sâu trong thân thể ngươi đều bị kích phát ra, đã trở thành lực lượng của ngươi, lực lượng hiện giờ của ngươi đã không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng nữa rồi. Ở tu đạo giới tồn tại hai loại hiện tượng, trong đó một loại tương đối phổ biến, chính là tử bằng mẫu quý, tử bằng phụ quý. Nói cách khác phụ thân hoặc mẫu thân cường đại, hài tử sinh ra về mặt thiên thiên đã cường đại hơn hài tử khác, khởi điểm cũng cao hơn hài tử bình thường nhiều. Một loại khác thì tương đối hiếm thấy, được xưng là mẫu bằng tử quý. Cũng chính là thiên tư và tu vị mẫu thân cũng không cường đại lắm, nhưng lại hoài thánh thai, trong tình huống này, thánh thai sẽ phản hồi mẫu thân, đồng thời khi mình phát triển cũng sẽ khiến mẫu thân cũng trở nên cường đại hơn. Long La Phù hiện giờ gặp phải chính là tình huống này. Cái này đương nhiên là tê chuyện tốt, nhưng nếu mẫu thân không khống chế được lực lượng đột nhiên bành trướng, vậy thì chuyện tốt cũng sẽ biến thành tai nạn ngay. Phong Phi Vân truyền cho Long La Phù một loại công pháp đỉnh cấp, khiến nàng càng thêm dễ dàng khống chế lực lượng trong cơ thể, sau khi giúp nàng thông hiểu đạo lý công pháp này thì Phong Phi Vân y mới yên tâm rời đi. Phong Phi Vân đối với Dương Thần Thánh Thai vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi tìm Quý Gia tỉ muội một lần. Lần này vẫn không có kết quả. Các nàng căn bản không lùi bước, Phong Phi Vân cũng chỉ có thể lần nữa buông tha. Mệnh lý hữu thì trung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cường cầu. Sau khi Phong Phi Vân đạt tới Niết Bàn thất trọng trong lòng đột nhiên có một loại cảm ngộ khác. Sau khi đạt tới cảnh giới này, Phong Phi Vân rất muốn đi tìm Hiên Viên Nhất Nhất tái chiến một lần, hiện giờ hai người ở cùng cảnh giới, đều là Niết Bàn đệ thất trọng, có rất ít người có thể đạt tới cảnh giới này. Phong Phi Vân rất muốn biết. Rốt cuộc là bất tử phượng hoàng thân, kim tàm kinh mình tu luyện mạnh, hay là tâm ngự tính tâm kiếm điển và thiên nhai đạo mà nàng tu luyện mạnh hơn. Nàng có chỉ xích thiên nhai bộ,
Phong Phi Vân có luân hồi tật tốc. Lòng của nàng tĩnh kiếm vô địch, Phong Phi Vân cũng có thể kiếp diệt vạn đạo. Phong Phi Vân ở kiếp trước chính là chết dưới tâm ngự tính tâm kiếm điển của Thủy Nguyệt Đình, bị nàng một kiếm phá vỡ phượng hoàng thân, nhưng là nàng ra tay từ sau lưng. Một kiếm ra, không nương tay, long trời lở đất. Phong Phi Vân lúc ấy căn bản không chính thức lĩnh giáo được sự cường đại của loại kiếm quyết này. Trong bất chi bất giác, Phong Phi Vân đi tới một mảnh bờ biển mênh mông, ngẩng đầu nhìn lại. Trên biển sinh trăng sáng, hà khí vân trưng úy, nước biển dưới ánh trăng tựa như vảy cá màu bạc nhẹ nhàng lắc lư dưới gió nhẹ, mang đến cho người một loại mỹ cảm đặc thù. Phong Phi Vân chân đạp sóng biển, như dẫm trên đất bằng, mỗi một bước rơi xuống, trên mặt biển đều sinh ra một đóa hoa sen, chính là Phật khí tinh hoa ở giữa thiên địa. Cảm giác được lực lượng tinh thuần trong thân thể Phong Phi Vân nên tự động tụ tập qua, biến thành hoa sen. Cũng không biết đã đi trên biển bao nhiêu bước, xa xa nhìn lại trên mặt biển có một hải đảo, ở trên đảo đứng một tiên ảnh bạch y, yên tĩnh như u lan, lưng cõng cổ kiếm đứng dưới ánh trăng. Nàng thân tư mênh mông, như một vị trích tiên không tì vết, lâm phong mà đứng, nói. Đã biết rõ ngươi sẽ đến. Phong Phi Vân dừng bước lại, bất động trên mặt biển, và nước dưới chân rung động hóa thành một Phật ảnh, thánh khiết mà mênh mông. Ta muốn kiến thức một kiếm mạnh nhất của ngươi. Hiên Viên Nhất Nhất lắc đầu, nói. Tâm ngự tính tâm kiếm điển chú ý chính là dùng tâm ngự kiếm, muốn thi triển một kiếm mạnh nhất, nhất định phải hao phí tất cả tâm lực, một kiếm ra, tâm liền chết. Một kiếm ra, tâm liền chết. Phong Phi Vân thì thào tự nói. Phong Phi Vân chậm rãi giơ thủ trưởng lên, bàn tay bày biện ra một mảnh Phật hiệu thế giới, thiên địa càn khôn đều thai nghén lòng bàn tay, núi cao thành lĩnh, hồ nước hóa biển, niết cửu thiên thập địa trong tay. Đây là càn khôn trưởng ấn thiên địa, là đại thừa Phật hiệu thần thông của bước tầm đồ thứ 3 trong Kim Tàm Kinh, đã hòa tan 300 vạn loại Phật hiệu biến số, sau đó hội tụ thành một loại trưởng ấn thiên địa. Ầm ầm, tuy rằng còn chưa đạt tới hỗn nguyên, cũng đã chấn động trời xanh. Nhất niệm sinh diệt, Hiên Viên Nhất Nhất nhắm hai mắt lại, tiên nhàn óng ánh, tóc dài lưu ti, cổ kiếm trên lưng bay lên, như một vòng trăng sáng nhô lên cao, ánh trắng cả một mảnh biển cả. Càn khôn thế giới tan vỡ, minh nguyệt nghiền nát. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Một trận chiến này cuối cùng vẫn không đánh, cũng bởi vì một câu kia của Hiên Viên Nhất Nhất, một kiếm ra, tâm liền chết, tất cả chiến ý trên người Phong Phi Vân liền không còn nữa rồi. Trong miệng một mực đang niệm một câu nói kia, một mực niệm đến khi chân trời ngân bạch sắc. Khi tia nắng ban mai rơi vãi xuống, Phong Phi Vân đã đi ra khỏi hòn đảo nhỏ kia. Ta tất nhiên sẽ đánh với ngươi một trận, bất quá phải đợi lần sau rồi. Tâm Phong Phi Vân đã không yên, đúng lúc này cho dù có đánh một trận với Hiên Viên Nhất Nhất cũng là bại nhiều thắng ít. Hắn ngồi xếp bằng bên bờ biển suốt hai ngày, trong lòng suy nghĩ kỹ càng mới lần nữa vững vàng lại. Lần này đã ở bên trong thiên quốc vài ngày, Phong Phi Vân sợ bị những người kia của cảnh chủ phủ khám phá ra khôi lỗi phân thân của mình, vì vậy liền vội vàng rời khỏi thiên quốc, không cùng giao thủ với Hiên Viên Nhất Nhất nữa. Phong Phi Vân mới từ trong thông đạo thiên quốc đi ra liền cảm giác được hào khí rất không đúng, trong phòng của mình có thêm một người. Khôi lỗi phân thân của mình cũng bị chấn giết, đánh bể thành bột đá. Đây là một bóng lưng rất mỹ lệ. Nàng ngồi ở dưới cửa sổ. Áo tím trên người sáng rõ, tóc dài mềm mại, trong tay cầm một thanh quạt xếp, đưa lưng về phía Phong Phi Vân, thanh âm bất thiện nói. Ngươi rốt cục đã ra rồi. Phong Phi Vân thu hồi cự Phật màu vàng, nếu Lưu Tô Tử đã không làm hỏng kim Phật này thì cũng nói rõ tâm tình của nàng còn không xấu tới cực điểm. Hắn cười cười, nói. Ta đây là đang cố ý khảo nghiệm nhãn lực của Tử Công Tử, không nghĩ đến nhãn lực Tử Công Tử siêu phàm. Liếc mắt liền khám phá ra được khôi lỗi phân thân của ta, lợi hại, lợi hại. Ta hiện giờ chỉ muốn biết Nhất Nhất ở đâu rồi. Thần sắc Lưu Tô Tử rất nghiêm túc, đông lạnh trước nay chưa từng có, trên người mang theo một cổ khí thế bức nhân, tựa hồ muốn toàn bộ phòng ốc đều bị đóng băng vậy. Phong Phi Vân nói, ngươi nói là Thủy Nguyệt Thánh Nữ sao? Vậy ngươi cho rằng ta còn có thể nói ai khác à? Lưu Tô Tử tranh phong tương đối nói. Ha ha. Tử Công Tử sao lại tới chỗ ta tìm người thế, Thủy Nguyệt Thánh Nữ thiên tư tuyệt đại, thần long không thấy thần vĩ, ta làm sao có thể biết rõ loại nhân vật thần tiên như nàng đi đâu chứ, các ngươi không phải phát tiểu sao, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không biết nàng đi nơi nào sao? Phong Phi Vân ngồi xuống, trên mặt treo vui vẻ,
lộ ra phong khinh vân đạm, không chút sợ bị Lưu Tô Tử nhìn ra sơ hở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho dù bị nàng nhìn ra sơ hở thì sao, Thủy Nguyệt Thánh Nữ chính là tự nguyện dừng lại ở Thiên Quốc, lại mặc kệ chuyện của hắn. Tu vị Lưu Tô Tử tăng lên một đoạn rất lớn, đã tiến nhập Niết Bàn Đệ Lục Trọng, mỗi một đạo khí tức trên người đều như một đầu tử long, nếu là tu sĩ khác ở trước mặt nàng, sớm đã bị khí thế trên người nàng đè gục xuống rồi. Đây đều là công lao của tòa tế đàn do cảnh chủ phủ dựng lên kia, khiến cho nàng đã nhận được một đạo lực lượng tín ngưỡng của Thái Cổ Thần Linh, hoàn thành Niết Bàn lần thứ 6. Chỉ sợ chỗ tốt nàng đạt được cũng không chỉ thế này, trong thân thể khẳng định còn tích xúc, một khi bộc phát ra thì uy năng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đãi ngộ của quận chúa một cảnh, những tu sĩ khác căn bản không thể hưởng thụ tẩy lễ như vậy được. Trên mặt nàng lúc này cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng đối với tu vị hiên viên nhất nhất rất là tự tin, tuyệt đối không tin tên bán yêu trước mắt này có thể làm gì được nàng ta, tổn thương nàng một sợi tóc cũng khó có khả năng. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, một lần cuối cùng nhìn thấy hiên viên nhất nhất thì hiên viên nhất nhất công bố là muốn đi tìm tên bán yêu này. Từ đó về sau, nàng cũng không thấy hiên viên nhất nhất đâu nữa, hơn nữa ngọc phi phù nàng truyền ra cũng không thu được đáp lại của hiên viên nhất nhất. Cái này khiến nàng cảm thấy không ổn, cảm giác hiên viên nhất nhất rất có thể đã xảy ra chuyện, cho nên mới đến tìm Phong Phi Vân. Ngươi thật sự chưa từng thấy nàng sao? Lưu Tô Tử nhíu mày. Ngược lại có thấy một lần, bất quá đó là chuyện một tháng trước rồi. Thần sắc Phong Phi Vân khẽ động, ân cần nói. Thánh nữ điện hạ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lưu Tô Tử nhíu mày càng thêm chặt, nói. Phi, mỏ quạ đen. Tu vị nhất nhất không phải ngươi có thể tưởng tượng, bá chủ thế hệ trước không ra, không có mấy người có thể lưu nàng lại, chỉ là. Nàng đã mất tích gần một tháng rồi, người cuối cùng nàng gặp chính là ngươi. Nàng có thể nào đã trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rồi không? Phong Phi Vân nói. Lưu Tô Tử lắc đầu, nói. Cho dù nàng trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì nhất định cũng sẽ đáp lại ngọc phi phù của ta. Vậy thì kỳ quái. Phong Phi Vân sờ lên cằm, trầm tư. Sau đó lại nói. Bất quá tử công tử ngươi cũng không cần lo lắng, hiên viên nhất nhất chính là thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đương kim chi thế ngoại trừ những tu sĩ yêu tộc ra, không ai dám động đến nàng đâu. Yêu tộc, thần sắc Lưu Tô Tử khẽ động, sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên đứng lên, sau đó vội vàng rời đi. Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng, không hề vì chuyện này mà lo lắng, bắt đầu củng cố tu vị vừa đột phá. Mấy ngày nay, cảnh chủ phủ trở nên càng lúc càng náo nhiệt, có rất nhiều tu sĩ cường đại từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, tuyệt đại đa số đều là tài tuấn một đời tuổi trẻ, đến từ hơn 8.000 vực trong Diệp Hồng Cảnh. Đỉnh tiêm tài tuấn của mỗi một vực đều đến cảnh chủ phủ, có vực cường đại còn điều động hơn 10 vị tài tuấn, mà một ít vực tắc nhỏ yếu thì chỉ có một người với tư cách đại biểu tiến đến. Đương nhiên mỗi một vực đều có cường giả thế hệ trước dẫn đội, những lão nhân này cũng đều là bá chủ uy chấn một phương. Sưng hùng ở một vực, khiến vô số người kính sợ. Ở trong đó tự nhiên không thiếu một ít người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm, trong đó có một vị thiếu niên đến từ Mạc vực, tên là Mạc Ngấn, hắn đi tới trong cảnh chủ phủ đại chiến tứ phương, đánh cho tất cả thiên chi kiêu tử đều đầy bụi đất, triển lộ ra chiến lực siêu phàm. Mạc gia ngược lại che giấu được sâu, không hổ là một trong 36 cổ thế gia tại Diệp Hồng Cảnh, người thừa kế bồi dưỡng ra cũng cường đại như thế. Trước kia chưa từng nghe nói qua danh tự Mạc Ngấn bao giờ. Nghe nói Mạc gia đưa kẻ này đến Thiên Đô Sơn tu hành, ngày gần đây mới quay về. Thì ra như thế, dĩ nhiên là đệ tử từ đó đi ra, chẳng trách mạnh như thế, quả thực so với vị lão bát kia của Cố gia còn mạnh hơn. Không chỉ Mạc Ngấn bộc lộ tài năng, còn có một nữ đệ tử của một tòa đạo môn tinh cung cũng có biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, nhưng nàng lại bảo chỉ ít xuất hiện, không ai biết nàng mạnh như thế nào. Chỉ có một lần một vị thiên kiêu kiệt xuất của trung cổ thế gia ngấp nghé mỹ mạo của nàng, muốn cùng nàng bắt chuyện, nhưng lại bị nàng dùng một sợi tóc dài đánh bay. Sau này có người chuyện, vị nữ đệ tử này chính là thiên kim của vực chủ Thủy Kỷ vực, bái nhập dưới trướng đạo môn Vô Thọ Tinh Cung, hiện giờ chính là tinh nữ của Vô Thọ Tinh Cung. Phong Phi Vân đứng trên một phiến thư nhai, tay nâng một cuốn cổ kinh, ngẩng đầu nhìn qua thần xa, phi châu không ngừng bay qua thiên mạc. Có vô số tu sĩ ngang trời mà qua, hít một tiếng. Xem ra đã phải lên đường rồi. Nhiều khi, đạt tới Niết Bàn Đệ Lục Trọng là có thể trở thành đệ nhất thiên kiêu của một cảnh.
Bất quá đệ nhất thiên kiêu cũng chỉ là bọn hắn tự phong thôi, một người truyền, mười người truyền. Cũng không nhất định chính là đệ nhất thiên kiêu chính thức. Dù sao một cảnh thật sự quá mức rộng lớn, thậm chí một vực cũng có khoảng cách cả ức dặm, không ai biết đến cùng còn bao nhiêu cường giả lánh đời không ra, có được thực lực cường đại. Trong một ít thánh thôn cổ xưa, dưới địa đề cung lâm vắng vẻ, hồng hoang đại xâm viễn cổ đều có thể ẩn cư một ít thánh hiền, đệ tử bọn hắn dạy dỗ ra cũng chưa chắc đã xuất thế. Bọn hắn lại một mình tinh tu, không muốn người biết. Cường giả hiển lộ ra cũng chỉ là một bộ phận cực nhỏ nổi mặt ngoài, chỉ đến khi chính thức cần đến bọn hắn mới sẽ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hiện giờ chính là lúc cần đến bọn hắn rồi. Những thiên kiêu che giấu của các trung cổ thế gia kia đều được triệu hoán về gia tộc, đám người hung ác quanh năm lĩnh lãm rèn luyện ở vạn tộc chiến trường cũng đều nhao nhao trở về. Lần này tiến đến Thánh Đình là do ta và Lưu Tô Tử dẫn đội, những thiên chi kiêu tử đến từ tất cả các vực, trung cổ thế gia này hãy cùng giải quyết đi, bọn hắn đều kiệt ngao bất tuần, làm thiêu niên thiên vương một phương, đoán chừng sẽ không dễ ở chung đâu. Lưu Tô Hồng lưng vác hai tay, trên người có từng đoàn lực lượng mạnh mẽ đang lưu động. Nàng và Phong Phi Vân vào hai ngày trước đã đính hôn, lúc ấy ba vị thất cấp bán yêu của bán yêu minh cũng đều trình diện, cùng nhau chứng kiến việc này. Bán yêu minh đối với cái này thập phần nhận đồng, ba vị thất cấp bán yêu kia cũng đều lệ nóng doanh tròng, kích động không thôi, cảm giác được địa vị bán yêu thật sự đã bắt đầu không giống trước kia rồi. Tin tức bán yêu lấy quận chúa này truyền lại bán yêu minh, dẫn tới kinh thiên đại chấn động. Tất cả bán yêu đều trở nên hãnh diện. Ai con mẹ nó còn dám nói bán yêu là tồn tại như đầy tớ nữa, nô lệ có thể cưới được quận chúa đẹp như tiên nữ sao? Ảnh hưởng của chuyện này xa không chỉ có thế, không chỉ tạo thành động đất ở Diệp Hồng Cảnh, càng dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai truyền đến các cảnh khác, cái này đối với tất cả bán yêu trong thiên hạ mà nói tuyệt đối là một sự kiện mang tính lịch sự. Bán yêu tổng minh của đệ lục Trung ương Vương Triều cùng ngày liền phát ra công văn, truyền bá việc này cho tất cả phân bộ bán yêu minh ở Trung ương Vương Triều. Đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ chấn động, cơ hồ khiến ý chí chiến đấu của những tu sĩ bán yêu minh kia đều sục sôi. Con cóc cũng không phải không thể thịt thiên Nga, chỉ cần con cóc đủ cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở thành ếch xanh vương tử. Dĩ nhiên đối với những anh tài trung cổ thế gia và con nối dõi vực chủ kia mà nói đối với chuyện này đều cực kỳ căm tức, cảm thấy sinh vật hèn mọn như bán yêu nên bị diệt tộc. Rõ ràng cưới được quận chúa, cái này quả thật là đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, thật sự là đồ tốt bị cho heo ăn rồi. Coi như là rất nhiều tu sĩ không biết Phong Phi Vân và Lưu Tô Hồng cũng đều có cách nghĩ muốn giết Phong Phi Vân cho thống khoái. Cái này rất giống với tên ăn mày lấy công chúa, những tên khất cái kia tự nhiên cảm thấy hãnh diệt, nhưng đám đệ tử nhà giàu tùy thời đều có thể mang ăn mày ra đùa giỡn nghe được tin tức như vậy, tự nhiên là rất muốn giết chết tên ăn mày cưới công chúa kia. Sau đó thay thành mình rồi. Đây là một loại tâm tính không công bằng của ngươi. Ta cũng chỉ có thể nhìn lên quận chúa, ngươi còn đê tiện hơn cả ta, dựa vào gì ngươi có thể cưới được quận chúa. Trung quy mà nói, Lưu Tô Hồng và Phong Phi Vân đính hôn có lợi cũng có tệ, có lợi ở chỗ, nàng có thể có được sự ủng hộ của tất cả bán yêu trong thiên hạ, những cường giả trong bán yêu minh nhất định cũng sẽ trợ giúp nàng trở thành người thừa kế cảnh chủ. Mà chỗ bất lợi chính là, nàng nhất định bị tất cả các đại tước phủ đả kích, dù sao địa vị đại biểu cho một loại vinh quang. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng nói lời vừa rồi, đây là đang nhắc nhở Phong Phi Vân, tình cảnh tiếp theo của ngươi sẽ rất xấu hổ đấy. Phong Phi Vân thả cổ thư đệ lục Trung ương Vương Triều sử sách xuống, nhìn thoáng qua các thiên tài tuấn kiệt đến từ các đại vực ở phương xa, nói. Ta không ở chung với bọn họ là được, bất quá ta cảm thấy ngươi có lẽ muốn hảo hảo xích gần quan hệ với bọn họ. Dù sao bọn hắn đối với người thừa kế cảnh chủ vẫn có lực ảnh hưởng nhất định. Bởi vì chuyện Phong Phi Vân và Lưu Tô Hồng đính hôn truyền ra, hiện giờ người cầm lái của rất nhiều vực cũng không coi trọng nàng lắm, nhao nhao đều đầu nhập vào dưới trướng Lưu Tô Tử. Chỉ có những vực mà Lưu Tô Hồng nhất mạch một mực kinh doanh là còn đứng về phía nàng, bất quá cũng chỉ là thiểu số. Kỳ thật, ta vẫn rất coi trọng đại quận chúa, nghe nói vị hôn phu của đại quận chúa không phải bán yêu bình thường. Ở trong di chỉ cửu Uyên Tiên Thành lấy được đại lượng linh thạch, còn có một kiện kỳ bảo không gì sánh kịp nữa. Một vị lão giả mặc vực cười nói. Ta ở bán yêu minh có chút tai mắt, nghe nói tổng bộ bán yêu minh cũng không thể kiểm tra ra được huyết dịch của Phong Phi Vân, máu của hắn rất có thể thật sự chính là huyết dịch phượng tộc,
đây không phải là chuyện đùa, tiềm lực khó nói nên lời. Một tu sĩ cổ thế gia trong đó nói, tứ tổ là tồn tại đa mưu túc trí bực nào, đại quận chúa cũng tâm trí vô song, sẽ không làm chuyện vô ích đâu, hãy chờ xem, vị cô gia bán yêu này có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ lớn đấy. Cũng có không ít người nhận được một ít tin tức đặc thù, đoán được sự bất phàm của Phong Phi Vân, mạo hiểm đặt nước cờ ở trên người đại quận chúa. Lúc này tiến đến Thánh Đình không chỉ là tước phủ ước định, mà càng là một lần giao phong cuối cùng của hai vị quận chúa, người thắng trở thành người thừa kế cảnh chủ, kết cục kẻ bại chính là chết. Đối với những vực chủ và trung cổ thế gia kia mà nói, đây cũng là một hồi đánh bạc, thành công thì tương lai tất nhiên sẽ được cảnh chủ mới nâng đỡ, cực sai thì khẳng định sẽ bị chèn ép. Đương nhiên, đối với Phong Phi Vân mà nói, Lưu Tô Hồng làm cảnh chủ tự nhiên rất tốt, dù sao hắn hiện giờ chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của Lưu Tô Hồng, Lưu Tô Hồng trở thành cảnh chủ thì đối với những bán yêu kia cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Bán yêu hiện giờ thiếu chính là tin tưởng cùng ý chí chiến đấu, điều này cần có một truyền kỳ đến khích lệ bọn hắn, khiến bọn hắn lần nữa tìm về tôn nghiêm thuộc về mình. Phong Phi Vân định làm cái truyền kỳ này. Chính vì chuyện này, Thanh Tế Đại Nhân đã cùng Phong Phi Vân nói chuyện thật lâu, bản thân Phong Phi Vân mình cũng suy nghĩ thật lâu, không biết có phải vì lần trước giúp Long La Phú ngăn cản lôi kiếp, hay là vì ở lâu với Hiên Viên Nhất Nhất nên khiến hắn cảm thấy có vài lúc người thật sự không thể chỉ lo cho ích lợi của mình, mà càng nên cân nhắc cho người khác nhiều hơn. Đây có lẽ chính là chỗ khác nhau khi làm một nam nhân và phụ thân. Nam nhân sẽ phản nghịch, sẽ được ăn cả ngã về không, sẽ hóa thân thành ma, tàn sát thiên hạ. Tham muốn giữ lấy mãnh liệt, ta vì chiến mà sinh, ta vì chiến mà tử. Nhưng khi một nam nhân chuyển biến thành phụ thân, nhân vật sẽ chuyển đổi, sẽ từ từ bắt đầu suy nghĩ những thứ khác, bắt đầu quan tâm người bên cạnh, bắt đầu phát giác được ta không phải một người đang chiến đấu, bắt đầu cân nhắc sau khi ta giết đối phương, gia đình đối phương sẽ thành ra thế nào, có phải mỗi người đều đáng chết không? Đây không phải không quả quyết, đây là càng thêm lý tính. Đây là chuyển đổi nhân vật của một người nam nhân, cũng là quá trình phát triển của một người nam nhân, thời gian dần trôi qua trở nên thành thục, trở nên càng có mị lực, trở nên càng có trách nhiệm, trở nên không hề ngây thơ như vậy nữa, trở nên càng thêm ổn trọng. Trong thân thể Phong Phi Vân cũng chảy xuôi huyết dịch của người, cũng đi tới một bước này. Đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu nhất khiến hắn đáp ứng đính hôn với Lưu Tô Hồng, nếu là trước kia. Hắn cho dù chết trận ở cảnh chủ phủ cũng khó có khả năng đáp ứng việc này. Đương nhiên, nếu một lần nữa cho Phong Phi Vân một lần lựa chọn, khi Nam Cung Hồng Nhan chết đi, hắn sẽ vẫn uống vào ma huyết, đại khai sát giới, tàn sát thiên hạ, đây không phải xúc động, không phải không đủ lý tính, đây là một loại tâm huyết, vô luận là nam nhân hay là phụ thân, đây đều là thứ không thể thiếu. Nam nhân ổn trọng quá mức sẽ trở nên bó tay bó chân, sợ đầu sợ đuôi. Tâm huyết trong thân thể Phong Phi Vân trước giờ không hề thiếu, nên có ổn trọng sẽ có, nhưng sẽ tuyệt đối không sợ đầu sợ đuôi, lúc nên ra tay tất nhiên sẽ long trời lở đất. Tu vị Lưu Tô Hồng cũng đạt tới niết bàn đệ lục trọng, da thịt trong trắng lộ hồng, nói. Mỗi một vực đều có bá chủ thế hệ trước đi theo, người dẫn đội cảnh chủ phủ chính là 7 vị lão tổ trong, lão tổ đoàn, tứ tổ và lục tổ đều là một trong số đó. Phong Phi Vân nhíu mày. Có những lão bất tử này đi theo thật là một chuyện đau đầu, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho đại khôi lỗi thuật và thứ gọi là kỳ bảo kia, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ bọn hắn ra chiêu, binh đến tướng ngăn cản, nước đến đất chặn thôi. Rốt cục chờ đến ngày xuất phát, đội ngũ trở nên càng thêm khổng lồ, hơn 10 vạn tên tu sĩ, người trẻ tuổi chiếm cứ đại bộ phận, chỉ có số rất ít là lão nhân. Đương nhiên chi đội ngũ này trong vô tri vô giác cũng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận ủng hộ dưới trướng Lưu Tô Tử, một bộ khác phận thì thuộc trận doanh Lưu Tô Hồng. Về mặt số lượng thì trận doanh Lưu Tô Tử chiếm cứ tuyệt đối, cơ hồ có 7 phần đều coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thông qua địa cực cổ trận đài, đội ngũ Diệp Hồng Cảnh trong cùng ngày đã đến Nam Cực Tinh của Thánh Đình. Đây là một trong ngũ đại chủ tinh của Thánh Đình, lơ lửng trên trời cao, cách mặt đất 8.000 trượng, có thang trời có thể từ mặt đất leo đến Thiên Cực Tinh. Thánh Đình tuy rằng đã suy nhược lâu ngày nhiều năm, nhưng dù sao đã từng là nơi uy nghiêm nhất đệ lục trung ương vương triều, độ phồn vinh ở đây khiến người hoa cả mắt, linh mạch tại đây cũng như tinh hà xuyên thẳng qua trên 9 tầng trời. Không có quá nhiều thời gian đi thưởng thức vẻ cường thịnh phồn hoa ở đây, Phong Phi Vân và những tu sĩ Diệp Hồng Cảnh đã tiến vào Chú Thiên Phủ,
nơi này chính là sản nghiệp của Lưu Ly gia tộc, đã kinh doanh nhiều năm. Lưu Ly gia tộc dù sao chính là chư hầu một phương, mặc dù là ở Thánh Đình cũng có một chỗ cắm rùi, khiến rất nhiều người kính sợ. Nhưng còn chưa đợi sắp xếp xong xuôi, Lưu Tô Tử và Lưu Tô Hồng liền phân biệt phái người đi đưa bái thiếp cho thần thiên tước phủ. Mà người Lưu Tô Hồng điều động chính là Phong Phi Vân. Chữ Lưu Tô Hồng yêu mỹ, bút pháp tinh tế, xinh đẹp linh động, ẩn chứa đạo kính, sau khi viết trong bái thiếp liền trang nghiêm đứng dậy, đưa cho Phong Phi Vân, nói. Lần này mục tiêu của cảnh chủ là khiến Diệp Hồng Cảnh trở thành địa tước cảnh, dùng nội tình và phồn vinh của Diệp Hồng Cảnh hiện giờ, trong nhân tước cảnh tuyệt đối xem như nổi bậc, tuyệt đối có tư cách trùng kích địa tước cảnh, bất quá tất cả đều phải do Thánh Đình định đoạt. Chủ nhân đương kim Thánh Đình N nhìn như chính là Thánh Đình Chúa Tể, kỳ thật Thánh Đình Chúa Tể bất quá chỉ là một khôi lỗi, chủ nhân chính thức của Thánh Đình chính là Thần Thiên Tước, đệ nhất tước của Đệ Lục Vương Triều. Phong Phi Vân từ trong tay Lưu Tô Hồng nhận lấy thiệp mời, trên thiệp mời có chữ Lâm Các Lão Thân Khải, liền nói. Lâm Các Lão này là người nào? Lưu Tô Hồng nói. Mặc dù là cảnh chủ tự mình tiến đến, cũng chưa hẳn có thể được Thần Thiên Tước ra, người chúng ta muốn mời, chính là một vị tâm phúc của Thần Thiên Tước ra, người này là người mà Thần Thiên Tước ra tín nhiệm nhất, mặc dù chỉ là một vị lão bộc, nhưng năng lực lại không phải chuyện đùa, khiến rất nhiều tước gia cấp bậc cảnh chủ cũng rất kiêng kỵ. Nếu chúng ta có thể được người này trợ giúp, vậy thì đối với đề thăng địa tước cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn. Chiếu theo ngươi nói, người muốn mời hắn chắc chắn không ít, muốn được hắn tiếp kiến, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phong Phi Vân nói. Lưu Tô Hồng nhẹ gật đầu, nói. Người này có một ham mê, đó chính là ưa thích thu thập linh thạch cao cấp nhất, đi bái phỏng hắn, tự nhiên cũng phải hợp ý, một quả linh thạch này ta đã ghi trên thiệp mời. Nếu hắn thấy tấm thiệp mời này khẳng định sẽ tiếp kiến chúng ta, hiện giờ trọng yếu nhất là ngươi có thể khiến hắn nhìn thấy tấm thiệp mời này không thôi, ta tin tưởng dùng năng lực của ngươi, tuyệt đối sẽ không khiến ta phải thất vọng. Phong Phi Vân cầm thiệp mời trong tay, cũng không mở ra xem bên trong đến cùng viết gì, trực tiếp cho vào trong hộp ngọc. Lúc đi ra khỏi chú thiên phủ, Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Tử gặp nhau. Nàng quạt lông khăn chít đầu, tư thế oai hùng ngạo nghễ, cũng đang phái người đi đưa thiệp người. Người được phái ra đúng là vị thiên kiêu kia của trung cổ thế gia Mạc gia, Mạc Ngân. Hai người xa xa đối mặt cười cười, sau đó Phong Phi Vân trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Lưu Tô Tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân, nói. Phong Phi Vân tuyệt đối đáng sợ hơn người nghĩ nhiều, ngàn vạn không nên xem thường hắn. Mạc Ngân ánh mắt lấm lấm, trên người có một cổ ngạo khí, nói. Thất quận chúa yên tâm, nếu ta ngay cả một bán yêu cũng không sánh bằng. Vậy thì làm gì có tư cách mưu sự vì thất quận chúa nữa? Lưu Tô Tử biết rõ Mạc Ngân lòng dạ cao ngạo, thiên tư tuyệt đỉnh, cũng không nhất định kém hơn Phong Phi Vân, bởi vậy cũng không nói thêm gì, nói. Tóm lại một câu, lần này đối thủ cạnh tranh ngươi gặp phải sẽ rất nhiều, mỗi người đều không phải nhân vật đơn giản, ngươi cần phải làm là khiến Lâm Các Lão nhìn thấy tấm thiệp mời này, hơn nữa lại không thể yếu đi khí độ của Lưu Ly gia tộc ta, phải hiển lộ rõ ràng ra phong thái bá chủ một phương. Đi đi, chờ tin tức tốt của ngươi. Phong Phi Vân cũng không phải một người tiến đến, còn có hai người đi cùng hắn, đều là tuyệt đỉnh anh tài một đời tuổi trẻ, thuộc về nhất mạch đại quận chúa. Hai người này Phong Phi Vân cũng không xa lạ gì, đúng là đôi song bào thai tỷ đệ của Vô Thọ Tinh Cung, Du Tử Lăng và Du Tử Lâm, đồng thời cũng là đệ tử của vực chủ Thủy Kỳ Vực. Không nghĩ đến chúng ta rốt cục có một ngày hợp tác với nhau. Phong Phi Vân cười nói. Thủy Kỳ Vực vốn ủng hộ chính là Lục Quận Chúa, Du Tử Lăng và Du Tử Lâm cũng từng đối phó qua Lưu Tô Tử. Sau khi Lục Quận Chúa cạnh tranh thất bại thì vực chủ phủ Thủy Kỳ Vực tự nhiên phải một lần nữa tìm kiếm chỗ dựa, đầu nhập vào Lưu Tô Tử tự nhiên là chuyện không thể nào, bởi vậy nên mới đầu nhập vào Đại Quận Chúa. Du Tử Lâm ăn mặc thanh y đạo bào, vuốt vuốt cái mũi, nói. Ta cũng không nghĩ đến một bán yêu như ngươi lại có thể cưới được Đại Quận Chúa. Cái này quả thực vượt quá dự đoán của rất nhiều người. Phong Phi Vân vẫn cười như trước. Ta nghĩ đến ngươi sẽ lấy thất quận chúa. Du Tử Lâm nói. Phong Phi Vân cười cười, minh bạch vì sao hắn lại có ý nghĩ như vậy, dù sao lúc ở Cửu Uyên Thiên Thành Phong Phi Vân vì bảo hộ Lưu Tô Tử đã từng giết cả Vũ Hóa Hiền giả, tự nhiên cũng khiến vị tiểu đạo sĩ này cảm thấy hoang mang. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói. Ta và thất quận chúa ngược lại coi như là bằng hữu. Đi thôi, xuất phát,
Mạc Ngân đã dẫn người đuổi qua trước rồi, chúng ta cũng không thể để hắn chiếm được tiên cơ được. Du Tử Lăng cũng ăn mặc đạo bào màu xanh, da thịt trắng muốt, đôi mắt dễ thương sáng ngời, có tinh quang quầng sáng quấn thân thể mềm mại. Đi, 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 nữ nhân luôn lải nhải như vậy, vẫn cảm thấy lần này chỉ cần hai người chúng ta đi là đủ rồi, tỷ ta nên lưu lại cùng đại quận chúa. Tỷ, người đừng tốn hơi thừa lời nữa, ta không có ý tứ gì khác, ý của ta là nói việc nhỏ chân chạy này, nam nhân chúng ta làm là được rồi. Nhân vật như ngươi và đại quận chúa nên làm một ít chuyện quan trọng chủ tính chung đại cục. Phong Phi Vân, ngươi nói ta nói có đúng không? Phong Phi Vân một bước leo lên cổ Sa đã sớm chuẩn bị tốt, cười nói. Vẫn có vài phần đạo lý. Hàm răng Du Tử Lăng nghiến vang lên. Lũ ba người Phong Phi Vân đi tới tiên thành mà Lâm Các Lão ở lại thì đã có rất nhiều người đuổi đến, đều sứ giả mà thế tử và quận chúa các cảnh chủ phủ điều động đến. Đều là một phương anh tài. Thiên tư tuyệt diễm, hình dạng xuất chúng, như là tụ hội của thiên kiêu một hồi tuổi trẻ vậy. Tràng diện lộ ra có chút dương cung bạt kiếm, đều coi đối phương là đối thủ cạnh tranh, thậm chí xuất hiện cả chuyện đánh đập tàn nhẫn. Lần này Tây Linh cảnh chúng ta nhất định sẽ trở thành đại tước cảnh, Thương Sơn cảnh các ngươi vẫn mau sớm rời đi thì hơn. Một thiếu nữ đầu đầy tóc dài màu đỏ ra tay, vươn ra cánh tay mảnh khảnh, một chưởng đánh cho một tên to con cao 7 mét phải thổ huyết. Két. Đúng lúc này, thiên môn mở ra, bên trong đi ra một đồng tử, bộ dáng ước chừng 11, 12 tuổi, quét mắt liếc những tu sĩ trẻ tuổi bên ngoài, nói. Các lão có nói, sẽ không nhận thu bất luận một bái thiếp nào, các vị mời quay về đi. Tiểu Đồng Nhi, trở về bẩm báo một tiếng, chúng ta chính là sứ giả mà Lục Thế Tử Tây Linh cảnh chủ phủ điều động đến, Lục Thế Tử chúng ta đối với các lão ngưỡng mộ đã lâu, rất muốn đón tiếp lão nhân gia ông ta, đây là một ít lễ mọn kính dâng. Thiếu nữ đầu đầy tóc hỏa hồng kia đi tới, mặc bạch ngân áo giáp, trên lưng ngọc mảnh khảnh treo một thanh kiếm bản rộng, kiếm còn rộng hơn cả eo của nàng. Nàng đưa một cái hộp đỏ sẫm tới. Đồng tử kia cũng không tiếp nhận lễ hộp, đạm mạc nói. Ta đã nói qua các lão sẽ không nhận thu bất luận bái thiếp nào, tự nhiên cũng sẽ không thu bất luận quà tặng gì. Thiếu nữ kia thân phận không thấp, trước nay chưa từng có ai có thái độ này với nàng, khiến nàng rất tức giận. Nhưng lại đè nén lửa giận xuống, không tùy tiện ra tay. Không thấy thì không thấy, có gì hay chứ, hừ. Nàng mang theo một đám hộ vệ mặc thiết khải quay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn có chút hả hê, rất thích ý nhìn thấy bộ dáng thiên chi kiều nữ mũi dính đầy cho như thế. Mạc Ngân đi đến trước thiên môn, cung kính cúi đầu, nho nhã lễ độ nói. Vị này đồng tử tiểu ca, này ta chính là sứ giả của thất quận chúa Diệp Hồng Cảnh. Thất quận chúa đối với các lão cũng rất ngưỡng mộ, bất quá quận chúa biết rõ các lão bận rất nhiều việc, không dám tùy ý quấy rầy, chỉ viết một lá thư, hy vọng đồng tử tiểu ca có thể thay ta chuyển giao. Mạc Ngân thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khiến vị tiểu đồng tử này nhiều thêm vài phần hảo cảm, có chút chắp tay hoàn lễ nói. Thì ra là sứ giả của thất quận chúa Diệp Hồng Cảnh, các lão từng nói qua, thiên hạ hôm nay, chỉ có hồng chú nhân tước là anh hùng nhất, hùng tài vĩ lược. Ngàn năm thành chiến thần, rất khiến người bội phục. Mạc Ngân thụ sủng nhược kinh, vui vẻ nói. Vậy các lão nguyện ý tiếp kiến thất quận chúa rồi sao? Tiểu đồng tử lắc đầu, nói. Thời gian tước phủ ước định sắp tới, lúc này tiếp kiến các vị thế tử và quận chúa sẽ gây chuyện thị phi, cho nên các lão hiện giờ dù là người nào cũng không gặp, đợi đến sau tước phủ ước định, các lão sẽ đích thân thiết hiến khoản đãi các vị thế tử và quận chúa để bồi tội. Mạc Ngân lộ ra thần sắc thất vọng, người khác cũng đã nói rõ ràng vậy rồi, nếu lại kiên trì không đi thì cũng lộ ra quá không thức thời. Những sứ giả đến từ tất cả các cảnh đều lắc đầu, âm thầm thở dài, nếu Lâm Các Lão đã nói rõ sẽ không nhúng tay vào việc này, như vậy xem như đã triệt để đoạn đi niệm tưởng của tất cả mọi người rồi, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội từ nơi khác thôi. Đều nói vị Lâm Các Lão này xử sự khéo đưa đẩy, đa mưu túc trí, quả nhiên bất hư truyền. Hắn biết rõ nhúng tay vào tước phủ ước định sẽ đắc tội với người, bởi vậy liền tỏ rõ thái độ không nhúng tay vào việc này, như vậy thì không phải đắc tội với ai cả rồi. Du Tử Lăng cũng hít một tiếng. Du Tử Lâm nhíu mày, nhìn về phía Phong Phi Vân, nói. Xem ra chỉ có thể tìm người khác, hắc hắc, Mạc Ngân ăn hết canh cửa, định rời đi rồi. Mạc Ngân vi ép Diệp Hồng Cảnh mấy tài tuấn của Trung Cổ Thế Gia đi qua, lạnh buốt nhìn bọn người Phong Phi Vân, nói. Có cái gì buồn cười,
Lâm các lão tỏ rõ thái độ sẽ không gặp bất luận kẻ nào rồi, các ngươi nếu không sợ mũi dính đầy cho thì cứ đi thử xem. Du Tử Lâm có chút phẫn uất, nói. Chẳng lẽ ta còn không dám sao? Phong Phi Vân dùng một tay ngăn Du Tử Lâm lại, nói. Nếu các lão đã cố ý tránh hiểm nghi, chúng ta vẫn nên trở về đi. Ha ha, đã biết rõ bán yêu đều là loại nhát gan sợ phiền phức, sợ hãi bị người cười nhạo, thậm chí ngay cả đi nếm thử cũng không dám, thật sự là buồn cười, chúng ta đi. Mạc Ngân trên mặt mang theo vẻ mỉa mai, cùng những anh tài kia nghênh ngang rời đi. Đại quận chúa sao lại vừa ý loại bất lực này chứ? Hắc hắc, Du Tử Lâm rất là tức giận, nói. Phong Phi Vân, ngươi sao lại ngăn ta, ngươi sợ mất mặt, ta không sợ, cho dù mất mặt thì sao, chung quy còn tốt hơn bị bọn hắn cười nhạo. Phong Phi Vân một lần nữa leo lên cổ Sa, nói. Vậy ngươi đi đi. Du Tử Lâm liền ngẩn người, quay đầu lại nhìn, tất cả sứ giả bên ngoài thiên môn đều đã nhao nhao thất vọng rời đi. Thiên môn cũng lần nữa đóng lại, nếu lúc đi đi gõ cửa, sợ rằng chỉ khiến Lâm các lão gia tăng ác cảm với đại quận chúa. Du Tử Lăng nói, còn thất thần làm gì, trở về thôi. Nha, Du Tử Lâm tuy rằng rất không cam, nhưng vẫn leo lên cổ Sa, ngồi ở trong xe vẫn rầu rĩ không vui, luôn cảm thấy bị người đánh một tát vào mặt, cực kỳ khó chịu. Phong Phi Vân từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh. Thẳng đến khi cổ Sa rời đi được một canh giờ mới nói với người hầu lái xe bên ngoài. Dừng lại ngay chỗ này. Cổ Sa dừng lại, Phong Phi Vân và ba người từ trên cổ Sa đi xuống, sau đó, lại quay lại tòa tiên thành Lâm các lão ở. Mà cổ Sa thì chú thiên phủ, trên xe chở lấy khôi lỗi phân thân của ba người. Này, Phong Phi Vân người đây là muốn làm gì? Du Tử Lâm rất không minh bạch đuổi theo, ngăn ở trước người Phong Phi Vân. Du Tử Lăng tiên nhàn óng ánh, cặp môi đỏ mỏng như đan, cũng rất tò mò Phong Phi Vân đây là muốn làm gì, người khác Lâm các lão cũng đã nói rõ không muốn dính vào, hắn trở về làm gì, đây không phải là tự mình tìm khổ sao. Phong Phi Vân nói, nhiệm vụ đại quận chúa giao cho còn chưa hoàn thành, cứ như vậy trở về, chẳng phải rất không có mặt mũi sao. Du Tử Lâm cực kỳ tức giận, nói, lúc trước bị bọn người Mạc Ngân cười nhạo ngươi không đi. Giờ phút này mới nghĩ đến sĩ diệt, thật sự là phục ngươi, trời sắp tối rồi, cho dù ngươi đi gõ cửa thì có ai nhìn thấy chứ? Không ai trông thấy, chẳng phải rất tốt sao? Phong Phi Vân cười nói. Không ai trông thấy, sao có thể chứng minh chúng ta từng đi cầu kiến, đám người Mạc Ngân hiện giờ khẳng định đã trở lại chú thiên phủ truyền việc này ra ngoài, đến lúc đó chúng ta liền đều biến thành rùa đen rút đầu rồi, đợi đến ngày mai chúng ta sẽ bị tất cả mọi người cười nhạo mất. Du Tử Lâm nói. Phong Phi Vân sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói. Mục đích chúng ta đi không phải muốn để cho người khác trông thấy chúng ta đi, mà là muốn giao bái thiếp cho Lâm các lão. Nếu Lâm các lão đã không muốn để người biết rõ hắn nhúng tay vào chuyện, tước phủ ước định, vậy thì chúng ta đương nhiên phải chọn lúc không có người mà đưa. Phong Phi Vân đi thẳng vào trong tiên thành, dọc theo đường cũ tiến đến vị trí thiên môn. Du Tử Lâm và Du Tử Lăng cũng không phải người ngu. Giờ phút này rốt cục hiểu rõ lời Phong Phi Vân. Trên mặt Du Tử Lâm tràn đầy vẻ vui mừng, đi theo sau lưng Phong Phi Vân, chậm rãi nói. Chuyện tước phủ ước định quan hệ quá lớn, liên quan đến tranh đấu giữa các vị tước gia, Lâm các lão không muốn đắc tội những tước gia kia, cho nên liền không muốn để mọi người biết hắn nhúng tay vào chuyện này. Nhưng cái này không có nghĩa là Lâm các lão không muốn kiếm chỗ tốt từ đó, chỉ cần chúng ta làm bí mật, không bị người biết được. Vậy thì Lâm các lão cũng có thể mọi việc đều thuận lợi, nếu vậy thì sao hắn lại không hợp tác với đại quận chúa chứ? Ha ha, ta nói đúng không? Có lẽ đúng, cũng có lẽ không. Trong lòng Phong Phi Vân cũng chỉ phỏng đoán như thế, nhưng là hắn đối với Lâm các lão cũng không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không thể suy xét vẹn toàn được. Dù vậy, nhưng như cũng khiến Du Tử Lâm rất bội phục, cảm thấy cái này nửa yêu thật đúng là không thể xem thường. Du Tử Lăng ơ trong quân doanh của Bạch Nhạn yêu tộc đã được chứng kiến sự giảo hoạt của Phong Phi Vân, trong lòng cũng không kỳ quái. Đại quận chúa vốn chính là nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, hiện giờ lại được bán yêu khôn khéo giảo hoạt này tương trợ, thật đúng là như hổ thêm cánh. Phong Phi Vân thi triển đại diễn thuật, bao lấy Du Tử Lăng và Du Tử Lâm vào trong thuật pháp, lại một lần nữa đến bên ngoài thiên môn. Giờ phút này, màn đêm đã hàng lâm. Bên trong thiên môn cung điện ban công mọc lên san sát như rừng, đèn đuốc sáng trưng, có từng con linh thú tuần tra bay qua trên thiên mạc.
Khác với ban ngày chính là giờ phút này thiên môn rộng mở, có một đồng tử đứng trước thiên môn trước, tựa hồ đang chờ người nào đó. Ba người Phong Phi Vân từ trong màn đêm đi ra, từ từ đi đến trước thiên môn. Đồng tử kia nhìn thấy ba người Phong Phi Vân đi tới, cũng không lập tức lên tiếng để ra nghi vấn, thẳng đến sau khi ba người đến gần mới cười dịu dàng nói. Nơi này chính là thiên cung của các lão, ba vị tuấn kiệt thỉnh đường vòng mà đi. Phong Phi Vân cười nói. Tại hạ tên là Phong Phi Vân, chính là chuyên đến để cầu kiến Lâm các lão, nghe nói các lão ở phương diện tầm bảo thuật có tạo nghệ sâu đậm, có thể nói là đại tông sư ở tầm bảo giới, trùng hợp tại hạ cũng tinh thông tầm bảo thuật, rất muốn thỉnh cầu các lão chỉ điểm một, hai. Cái này, tiểu đồng tử lộ ra vẻ làm khó. Phong Phi Vân tiếp tục nói. Tại hạ là từ Diệp Hồng Cảnh trèo non lội suối mà đến, nghe nói các lão thường xuyên chỉ điểm hậu sinh vãn bối, cho nên mới mộ danh mà đến, kính xin tiểu công tử thông truyền một tiếng. Thì ra là thế. Tiểu đồng tử lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu, nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ một lát, ta đi thỉnh các lão có gặp các ngươi hay không thì thật là khó nói. Tiểu đồng tử quay người tiến vào thiên môn, triển khai thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang hư ảnh, liền biến mất ở bên trong thiên cung. Du Tử Lăng và Du Tử Lâm đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Không đến nửa ngày, tiểu đồng tử kia đã phản hồi, nói. Các ngươi vận khí thật tốt, các lão giờ phút này đang ở Vạn Thạch Sơn cắt linh thạch, nghe nói có tầm bảo sư vãn bối đến bái phỏng, liền mừng rỡ, hô to hữu duyên, hiện giờ các ngươi liền theo ta đi Vạn Thạch Sơn đi. Phong Phi Vân trong lòng cười thầm, Lâm các lão này thật đúng là lão hồ ly, làm việc cẩn thận. Các lão thiên cung rất là khí phái, cung điện từng tòa, thiên cung treo trên bầu trời, quả thực có thể so với một tòa cảnh chủ phủ. Tiểu đồng tử mang theo ba người Phong Phi Vân đến một tòa sơn mạch này dài đến vài chục dặm, trên đó không có đất thạch, cũng không có cỏ mộc, chính là do từng khối khoáng thạch xếp thành, có khoáng thạch chỉ lớn chừng nắm đấm, có khoáng thạch còn cao hơn cả một ngọn núi. Đứng phía dưới sơn mạch liếc nhìn lại, đập vào mắt đều là khoáng thạch, nhìn không tới cuối cùng, như một mảnh thạch hải vậy. Có một lối nhỏ từ dưới núi một mực kéo lên đỉnh sơn mạch, mà ngay cả phiến đá trên đường cũng là do khoáng thạch đánh bóng mà thành. Những khoáng thạch này đều mang theo linh tính cường đại, còn có được khí tức khổng lồ khiếp người, tựa như trong viên đá phong ấn lấy một vị thái cổ thánh hiền vậy. Du Tử Lâm và Du Tử Lăng tu vị hơi thấp, sắc mặt biến hóa, bị một ít lực lượng bên trong khoáng thạch trùng kích khiến huyết khí bốc lên, linh hồn cũng như bị ép khiến ly thể vậy. Phong Phi Vân dừng bước lại, nói. Các ngươi đều lưu ở bên ngoài đi, một mình ta đi là được rồi. Không, chúng ta cùng đi. Du Tử Lăng cố chấp nói. Vị tiểu đồng tử kia vẫn lộ ra rất chấn định, nói. Ta ngược lại đã quên một chuyện, bên trong Vạn Thạch Sơn có rất nhiều cổ mỏ cấm thạch, trước khi lên núi, nhất định phải trước tiên dán lên thạch phù, che giấu khí tức trên thân mới được. Hắn lấy ra ba miếng thạch phù đưa cho ba người Phong Phi Vân. Ta còn tưởng rằng tu vị hắn cao bao nhiêu, thì ra là dựa vào thạch phù. Du Tử Lâm lúc trước thật đúng là bị tiểu đồng tử cho hù sợ, cho rằng tu vi của hắn còn cao hơn cả mình. Du Tử Lâm và Du Tử Lăng đều dán thạch phù lên lòng bàn tay, một tầng thạch bì nhàn nhạt bao lấy bàn tay bọn hắn, một cổ thạch khí vần quanh thân thể bọn hắn, ngăn cách liên hệ giữa bọn hắn và ngoại giới, tựa như hóa thành từng khối thạch đầu vậy, đã mất đi chấn động tánh mạng. Phong Phi Vân trả thạch phù lại cho tiểu đồng tử, cười nói. Ta tu luyện tầm bảo thuật, biết rõ làm sao hóa giải lực lượng cấm thạch. Tiểu đồng tử có chút kinh ngạc nhìn Phong Phi Vân, không nói nhiều lời, liền đi trước dẫn đường. Trên đường đi, Phong Phi Vân thấy được không ít thị nữ đi qua, cũng có một ít thần bí nhân ăn mặc áo giáp đi tuần tra trong thạch sơn. Những thị nữ kia còn không có gì, chỉ là lớn lên có chút xinh đẹp thôi. Nhưng những thần bí nhân mặc áo giáp kia đều rất đáng sợ, bọn hắn cũng không dán thạch phù trên người, lại có thể tự do xuyên thẳng qua trong thạch sơn, như nguyên một đám u linh tay cầm chiến thương vậy. Vạn Thạch Sơn, tuyệt đối là một cấm địa. Rốt cục, tiểu đồng tử đưa ba người Phong Phi Vân tới một tòa thạch nguyên khoáng đạt, khoáng thạch ở đây đều cực lớn, một khối nhỏ nhất cũng cao đến 7 mét, khoáng thạch lớn nhất thì khuất cả trong mây. Ở dưới ánh trăng, những khoáng thạch này đều quăng xuống cái bóng khổng lồ, như là một tôn quái thú bất động vậy. Ở đây tụ tập rất nhiều tu sĩ, có thị nữ xinh đẹp, có lão nhân lớn tuổi, cũng có hộ vệ mặc áo giáp tay cầm chiến thương,
chừng hơn 100 người. Những người này đều là tùy tùng của Lâm Các Lão, trong đó có ít người tu vị cực kỳ cường đại, Phong Phi Vân cũng không cảm giác được sâu cạn của bọn hắn. Vị này chính là người trẻ tuổi đến bái phòng các lão. Tiểu đồng tử khom người cúi đầu với lão nhân thân thể khôi ngô kia, nhìn xem Phong Phi Vân. Lão nhân nhàn nhạt nhìn Phong Phi Vân, bờ môi có chút giật giật, thấp giọng nói. Là người đến từ Diệp Hồng Cảnh kia sao? Tiểu đồng tử nhẹ gật đầu. Lão nhân lại nói một câu gì đó, sau đó liền lại nhắm mắt lại. Tiểu đồng tử đi qua, nói. Các lão giờ phút này đang ở trong thạch lâm tìm kiếm cấm thạch bỏ chạy, kính xin Phong công tử chờ chốc lát. Phong Phi Vân chắp tay cười cười, nói. Không sao, không sao, chuyện, các lão làm trọng. Du Tử Lâm ở sau lưng Phong Phi Vân nhỏ giọng thầm nói. Thạch đầu cũng biết tự mình đào tẩu sao. Phong Phi Vân nói. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, khoáng thạch ở đây đều không đơn giản, bất luận một khối nào cầm ra bên ngoài đều bán đi với giá trên trời, xuất hiện một khối cấm thạch thông linh cũng chỉ là chuyện bình thường. Trước khi đến, Lưu Tô Hồng đã nói Lâm Các Lão là một người ưa thích siêu tầm kỳ phẩm linh thạch, những lời này quả thật không giả, khoáng thạch ở đây tuyệt đại đa số đều là linh thạch khoáng thạch, mỗi một khối đều rất bất phàm. Phong Phi Vân bắt đầu dò xét tu sĩ chờ ở chỗ này, những tu sĩ này quần áo đều rất thống nhất, đều là người các lão thiên cung, tuyệt đại đa số đều là tùy tùng và nô bộc, còn có một ít là hậu bối của Lâm Các Lão. Nhưng có một người trẻ tuổi lại khác. Người trẻ tuổi này là một người duy nhất ngồi xuống, hơn nữa y phục trên người hắn cũng không giống với người khác. Hắn đại khái bộ dáng chừng 20, có chút thanh tú, lông mi rất dày, mặt tựa như dùng đao búa khắc ra vậy. Hắn ngồi ở trên một phương cổ thạch, mặc dù chỉ tùy ý ngồi xuống, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác vững chắc như núi, coi như là trời sập xuống cũng không thể khiến hắn lùi bước. Hơn nữa hắn cũng không dán thạch phù trên người. Khi ánh mắt Phong Phi Vân chú ý tới hắn, hắn tự hồ cảm ứng được gì đó, quay đầu nhìn Phong Phi Vân, con mắt có chút co rụt lại, sau đó lộ ra một nụ cười thân mật, tiếp theo liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào thạch lâm. Không bao lâu, một lão nhân tóc trắng từ trong thạch lâm đi ra, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, ăn mặc rất mộc mạc, rất giống một lão nông. Đúng lúc này, tất cả mọi người có chút sửa sang lại y quan, đối với lão nông này rất cung kính. Lão nhân thân thể khôi ngô kia đi tới, cung kính cúi đầu với lão nông nói. Các lão, có tìm được khối cấm thạch bỏ chạy kia không? Lão nông này lại chính là Lâm Các Lão đại danh đỉnh đỉnh. Lâm Các Lão lắc đầu, nói. Cấm thạch này là từ trong một tòa thái cổ thiên khanh đào ra, trên tảng đá có dính máu tươi của thái cổ thánh linh, đã thông linh, hiểu được che giấu khí tức trên thân, đã ẩn nấp, muốn tìm ra nó sợ rằng phải tốn hao không ít thời gian. Lâm Các Lão nhìn về phía người trẻ tuổi trên cổ thạch kia, đi tới khom người cúi đầu với người trẻ tuổi này, cười nói. Nhị thế tử Giá Lâm lại không thông báo lão bộc một tiếng, thật sự là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Người trẻ tuổi ngồi trên cổ thạch kia vội vàng đứng dậy, tiến lên đỡ lấy Lâm Các Lão, nói. Các lão ngàn vạn đừng hành lễ, Gia Lâm vĩnh viễn đều là đệ tử của các lão nếu hành lễ thì Gia Lâm chỉ có thể quỳ trên mặt đất thôi. Lâm Các Lão vẫn rất nghiêm túc, có chút cúi thân, nói. Nhị thế tử Giá Lâm các lão phủ của ta, không biết cần làm chuyện gì. Chữ Gia Lâm từ trong tay một thị nữ lấy ra một hộp ngọc, cung kính đưa vào trong tay Lâm Các Lão. Cười nói. Gia Lâm chính là đến vấn an ân sư, thuận tiện đưa một ít linh dược cho ân sư. Vị nhị thế tử này cùng Lâm Các Lão trò chuyện với nhau thật vui, tuy rằng biểu hiện thì Lâm Các Lão vẫn một mực đều chắp tay hành lễ, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện vị nhị thế tử kia đối với Lâm Các Lão lại thập phần cung kính. Phong Phi Vân đứng ở đàng xa, một mực đều biểu hiện rất bình tĩnh. Chữ Gia Lâm nói. Thái cổ cấm thạch bỏ chạy, đây chính là đại sự. Không cẩn thận sẽ đánh vỡ một ít đồ vật cấm kỵ trong thạch lâm, có cần đệ tử trợ giúp các lão một tay không? Đây quả thật không phải chuyện nhỏ. Lâm Các Lão nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nói. Bất quá nhị thế tử chờ chút đã, hôm nay còn có một vị tiểu hữu đến bái phòng trước, người khác ngàn dặm xa xôi mà đến, cũng không thể chậm trễ hắn được. Lâm Các Lão làm người rất có nghề, cho dù là một hạ nhân đứng ở trước mặt của hắn, cũng có thể khiến vị hạ nhân này sinh ra một loại cảm giác được coi trọng. Lâm Các Lão đi qua, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành thân thiết, nói. Phong Phi Vân,
ngươi chính là vị tiểu hữu đến từ Diệp Hồng Cảnh a, nghe đồng nhi nói ngươi cũng là một vị tầm bảo sư, không biết đạt đến trình độ nào rồi. Chữ Gia Lâm cũng lần nữa rời ánh mắt qua, chăm chú nhìn vào trên người Phong Phi Vân, ánh mắt thập phần cơ trí. Nhưng hắn rất hiểu rõ Lâm Các Lão, không phải bất luận kẻ tiến đến bái phỏng, Lâm Các Lão đều thân thiết hỏi thăm như thế. Tất nhiên trên người người trẻ tuổi này nhất định có chỗ bất phàm, bằng không thì hắn cũng không có khả năng không dán thạch phù cũng đứng được ở chỗ này được. Phong Phi Vân giả ra thần sắc thụ sủng nhược kinh, chắp tay nói. Vãn bối Phong Phi Vân, thật sự tài sơ học thiền, chỉ hy vọng các lão có thể chỉ điểm một, hai, liền hưởng thụ cả đời rồi. Người trẻ tuổi đừng tự coi nhẹ mình, người có thể không dán thạch phù đi dến được đây, nói rõ người ở trên tu hành tầm bảo thuật tuyệt đối lợi hại hơn rất nhiều vũ hóa hiền giả. Lâm Các Lão mặt mỉm cười, đột nhiên nổi lên một cái thích thú, nói. Hôm nay vừa vặn có một thái cổ cấm thạch bỏ chạy, khiến lão phu cực kỳ đau đầu, ngươi và nhị thế tử đều có tạo nghệ sâu đậm ở tầm bảo thuật, nếu không hai người trẻ tuổi các ngươi khoa tay múa chân một chút đi, nếu ai có thể tìm về được thái cổ cấm thạch kia thì lão phu nhất định sẽ đưa tặng một kiện trọng bảo. Phong Phi Vân không xông vào đệ thất cấm khu, rất nhanh rời đi, mà chữ Gia Lâm thì lại thi triển bảo pháp bí thuật, xông vào. Hắn không có bất kỳ sợ hãi, thể hiện ra tự tin hơn người. Vì sao chúng ta không vào, nói không chừng thái cổ cấm thạch thật sự núp bên trong cũng nên. Mao Ô Quy nói. Phong Phi Vân nói. Thái cổ cấm thạch không có ở bên trong. Ngươi sao lại khẳng định như vậy? Mao Ô Quy nói. Chuyện mà ta và nhị thế tử cũng có thể nghĩ ra được, Lâm Các Lão chẳng lẽ không nghĩ đến, hắn khẳng định đã tiến vào đó tìm qua, chúng ta cần gì phải cực khổ lãng phí thời gian ở đó. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại. Ngồi xổm người xuống, từ bên trong một ao nước nhỏ nhặt lên một khối thạch đầu lớn chừng nắm tay. Tảng đá kia ngoại trừ đầy vết lấm tấm ra thì lộ ra rất bình thường rồi, không hợp với những linh thạch khí tức khổng lồ ở chung quanh, giống như đất đá bình thường bị gió thổi qua vậy. Trên ngón tay Phong Phi Vân sinh ra một tầng ánh sáng, một tia khí tức thánh linh xuất hiện trên đầu ngón tay đánh lên trên tảng đá hai cái, trong viên đá chợt lao ra hai vòng hào quang, như bịt kín hai tầng quang hoàn. Mao Ô Quy mở to hai mắt nhìn, nói. Thạch đầu gì thế, còn có quang hoàn nữa. Trong này rất có thể bao vây lấy một khối xương cốt thánh linh, đương nhiên xương cốt thánh linh cũng có thể trở thành thạch. Phong Phi Vân có chút hưng phấn. Cái gì, thánh linh cốt hóa thạch. Mao Ô Quy từ trong túi áo Phong Phi Vân vọt ra, há mồm ngậm lấy tảng đá kia, sau đó bỏ chạy đi. Bành! Phong Phi Vân nhặt lên một tảng đá, quật ngã nó. Sau đó đi qua dẫm mai rùa của nó dưới chân, lấy ra thạch đầu trong miệng nó. Mỗi tảng đá ở đây khẳng định đã được Lâm Các Lão thống kê qua, thiếu đi bất luận khối nào cũng sẽ mang đến phiền toái lớn cho chúng ta. Đây chính là thánh linh cốt hóa thạch, có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra thánh linh đạo đấy. Mao Ô Quy rất không cam lòng, cổ kéo rất dài, rất muốn nuốt thạch đầu trong tay Phong Phi Vân vào bụng. Trong thân thể Phong Phi Vân có 108.000 tôn cho cốt thánh linh. Có được đạo của 108.000 vị thánh linh. Thánh linh cốt hóa thạch đối với người khác có lẽ là vô thượng chí bảo, nhưng đối với hắn mà nói kỳ thật rất gân gà. Chỉ đi lĩnh ngộ đạo người khác, vĩnh viễn không thể thành thánh linh được, có thể thành thánh giả, cũng phải có thánh đạo thuộc về mình. Thanh âm Phong Phi Vân dừng lại, chớ lên tiếng nói. Im lặng, đến. Ai đến? Mao Ô Quy nói. Thái cổ cấm thạch. Phong Phi Vân lặng yên im ắng triển khai đại diễn vực, ngăn cách khí tức của mình, thân thể tựa như hóa thành không khí hư vô. Khối thánh linh hóa cốt thạch kia vẫn lóe lên hai vòng bạch quang, lập lòe trong bóng đêm, như một chiếc thánh đăng, mang đến cho người một loại rung động không hiểu. Cách đó không xa, truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Giống như tiếng bước chân của người, lại giống với thạch đầu đang nhấp nhô. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, đầu ngón tay ngưng tụ ra đại diễn thuật. Điều động thiên thế trong không khí, tùy thời chuẩn bị lôi đình nhất kích. Bá! Một cái bóng bay qua. Thánh linh hóa thạch trên mặt đất chợt biến mất vô tung, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người phải lóa mắt. Oanh! Phong Phi Vân vùng ống tay áo lên, đại diễn thuật bay ra, 18 đạo thiên thế cũng theo đó đè ép xuống, định trụ lấy một hòn đá màu đen lớn như cối xay. Khối thạch đầu màu đen này hình dạng như cối xay, chất liệu như nam châm. Lộ ra thập phần bình thản không có gì lạ, thánh linh cốt hóa thạch lại cứ thế dính vào trên thân nó.
Cối xay màu đen đang không ngừng giãy giụa, phát ra kêu to, nhưng căn bản không thể nào giãy giụa khỏi giam cầm của đại diễn thuật được. Đừng lãng phí khí lực nữa, cùng ta rời đi. Phong Phi Vân thu hồi cả cối xay và thánh linh hóa thạch lớn chừng nắm tay vào trong, sau đó ra khỏi thạch lâm. Phong Phi Vân cũng không phải người đầu tiên quay lại, trước khi hắn trở về, đã có sau tu sĩ tiến vào thạch lâm quay về. Sáu người này đều theo dõi hắn, trông thấy hắn hai tay trống trơn, đều lộ ra dáng tươi cười khinh thường. Thật sự không tìm được. Du Tử Lâm nói. Không biết có tìm đúng không? Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến cười, sau đó liền không nói thêm gì nữa, im im lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, những người khác cũng đều nhao nhao đi ra, mỗi người đều mang theo một khối kỳ thạch. Nhị Thế Tử là người cuối cùng quay lại, cũng hai tay trống trơn. 15 người đứng một hàng, ngoại trừ Phong Phi Vân và Nhị Thế Tử bên ngoài, 13 người khác đều tìm kiếm được một khối kỳ thạch, đều rất giống với Thái Cổ Cấm Thạch, khí tức rất đặc biệt. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy khối Thái Cổ Cấm Thạch bỏ chạy kia khẳng định chính là một trong 13 khối kỳ thạch này. Nhưng Lâm Các Lão lại lắc đầu, nói. Các ngươi tìm kiếm được đều không phải Thái Cổ Cấm Thạch chân chính, các ngươi bị nó lừa gạt rồi. 13 vị tu sĩ vốn còn dương dương đắc ý sắc mặt chợt trở nên khó coi, nhao nhao cúi đầu. Lâm Các Lão điểm ra một ngón tay, 13 khối kỳ thạch chợt liền tự động bay trở về trong thạch lâm, hắn đi qua, có chút chắp tay, nói. Nhị Thế Tử, có thu hoạch được gì không? Chữ Gia Lâm lắc đầu cười nói. Đệ tử học nghệ không tinh, không tìm được Thái Cổ Cấm Thạch. Lâm Các Lão lắc đầu cười, nói. Ngươi đã mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Ít nhất không bị ngụy thạch mà Thái Cổ Cấm Thạch bố trí mê hoặc, tuệ nhãn thanh minh, đây là tiêu chí đã đạt tới tiêu chuẩn thượng khuy thiên, hạ khuy địa, đương thời tầm bảo sư có thể đạt tới cảnh giới này cũng không nhiều. Đa tạ các lão tán thưởng. Chữ Gia Lâm nói. Lâm Các Lão cuối cùng nhìn qua Phong Phi Vân, cười nói. Phong Tiểu Hữu, người thì sao? Phong Phi Vân cung kính chắp tay hành lễ, nói. Vãn bối ngược lại may mắn tìm kiếm được một kiện thạch đầu có chút thú vị. Phong Phi Vân hai tay kết ấn, thiên thế trong hư không bị mở ra, như một đạo hư không thần môn, bên trong có hào quang mênh mông đang lóe lên, vầng sáng bức người. Đây là thiên thế chi môn. Một vị tu sĩ rất là khiếp sợ nói. Phàm là tu sĩ tu luyện qua tầm bảo thuật, giờ phút này đều không thể bình tĩnh, cũng chỉ có tầm bảo sư mới hiểu được thiên thế chi môn đại biểu cho cái gì. Đây chính là thứ mà chỉ có đại tông sư trong tầm bảo sư mới có thể lĩnh ngộ được, mới có thể câu thông được thế giới huyền diệu khó giải thích kia. Thiên thế không gian. Nghe đồn đó là một không gian nửa hư ảo nửa chân thật, tầm bảo sư có thể mở ra không gian đại môn này không ai mà không phải là đại tông sư được ngàn vạn người tôn kính, coi như là cảnh chủ một cảnh cũng sẽ xem loại người này là khách quý. Trong thiên thế chi môn bay ra hai tảng đá, chăm chú dính cùng một chỗ. Một khối như cối xay, một khối chỉ lớn chừng nắm đấm. Phong Phi Vân đóng thiên thế chi môn lại, cười nói. Không cách nào, tảng đá kia ẩn chứa năng lượng thật sự quá lớn, chỉ có thể tạm thời đặt nó trong thiên thế không gian thôi. Tu sĩ ở đây cũng sớm đã bị thiên thế chi môn kinh sợ, thật lâu sau mới chỉ hoãn lại. Lâm Các Lão cao giọng cười, nói. Lão Phu rốt cục hiểu rõ đại quận chúa đính hôn với Phong Hiền chất thật đúng là không phải ngẫu nhiên. Một tầm bảo sư có thể mở ra thiên thế chi môn, đây quả thực đại biểu cho một tòa bảo khố cự đại, tài phú có thể phát hiện ra tuyệt đối sẽ không ít hơn một tòa thái cổ bảo tàng. Nhị Thế Tử chữ Gia Lâm cũng lần nữa lau mắt mà nhìn với Phong Phi Vân, có chút chắp tay thi lễ với Phong Phi Vân một cái. Ồ! Lâm Các Lão nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt chăm chú vào trên khối đá lớn chừng nắm tay, trong đôi mắt già nua tách ra ánh sao sáng chói. Lâm Đo Tam cười lạnh nói. Lão Tổ Tông bảo chúng ta đi tìm Thái Cổ Cấm Thạch, ngươi lại tìm được hai tảng đá như vậy, đây là ý gì? Lâm Các Lão nghiêm nghị nói. Lão Tam, không hiểu thì không nên nói lung tung. Lâm Đo Tam liền vội gậm miệng lại, không dám nhiều lời, đối với Lâm Các Lão cực kỳ kính sợ. Lâm Các Lão mỉm cười, nói. Phong Hiền Chất, ngươi mà nói đi. Vậy ta cũng không khách khí. Phong Phi Vân đi đến bên cạnh hai khối thạch đầu dính cùng một chỗ kia. Ngón tay chỉ vào thạch đầu lớn chừng nắm tay, nói. Bên trong tảng đá này bao lấy một đoạn xương cốt thánh linh, cũng có thể là thánh linh cốt hóa thạch. Oanh!
Câu nói đầu tiên của Phong Phi Vân đã dẫn đến một mảng lớn thanh âm ầm ĩ, chính thức là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Thánh linh cốt hóa thạch, đây chính là thứ chỉ trong truyền thuyết mới có, thật sự là quá chân quý, có thể nói là thánh vật. Làm sao có thể, thánh linh sau khi chết không phải sẽ tỏa hóa thành thiên địa tinh khí, không thì chôn cất trong thiên mộ không ai có thể vào, làm sao có thể có một khối thánh linh cốt hóa thạch xuất hiện được. Thánh linh cốt hóa thạch có ẩn chứa đạo của thánh linh, so với thiên công bảo điển còn chân quý hơn nhiều. Lâm Các Lão cười nói. Đây quả thực chính là một quả thánh linh cốt hóa thạch, ha ha, ngay cả lão phu cũng nhìn lầm rồi, một khối thánh vật như vậy ở bên người lại không tự biết, nếu không phải Phong Hiền Chất tìm ra nó thì chỉ sợ lão phu cả đời sẽ vô duyên với thành vật rồi. Đông. Đúng lúc này, quỳ xuống một mảng lớn, tất cả mọi người rất kích động nói. Chúc mừng lão tổ tông đạt được thánh linh cốt hóa thạch, có thánh linh cốt hóa thạch tương trợ, tu vị nhất định sẽ tiến thêm một bước. Lâm Các Lão lãng tiếng cười dài, đây là tiếng cười phát ra từ nội tâm, có thể thấy tâm tình hắn hôm nay thật sự tốt tới cực điểm, nói. Hôm nay gặp được lớn việc vui lớn như vậy, mỗi người đều có phần thưởng, Phong Hiền Chất cư công chí vĩ, ban thưởng đất phong một vực, quan bái, vực mục lang. Cái gọi là vực mục lang cũng chính là vực chủ. Trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ, năng lực của Lâm Các Lão này quả thật dọa người, câu nói đầu tiên liền có thể phong ban thưởng loại quan hàm như vực chủ. Đây chính là quyền lợi chỉ có cảnh chủ các cảnh mới có được a. Vực chủ mỗi một vực ở Thánh Đình đều có chuẩn bị án, chính là trụ cột của một trung ương vương triều rồi, có được rất nhiều quyền lợi, cũng hưởng thụ một ít đãi ngộ mà người bình thường không hưởng thụ được. Nếu là một cái vực chủ bị người cho ám sát, đó là đối với toàn bộ đệ lục trung ương vương triều quan liêu hệ thống khiêu khích, hung thủ sẽ gặp đến nghiêm khắc nhất trừng phạt. Đây là một loại kết quả của chủ nghĩa bá quyền. Bán yêu phong vực chủ. Cơ hồ là chuyện mới nghe lần đầu. Quả thực tựu là một bước lên trời, đã trở thành một thành viên trong hệ thống bá quyền của đệ lục trung ương vương triều. Cái cảnh chủ khác khẳng định không dám làm ra chuyện như vậy, nhưng Lâm Các Lão lại dám. Phong Phi Vân không quan tâm hơn thua, lần nữa chắp tay hành lễ, nói. Đa tạ các lão phong thưởng. Một quả quan ấn hiện ra, trên đó có khắc bốn chư vực mục lang quân. Vô số tu sĩ đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Phong Phi Vân, một bán yêu trực tiếp trở thành vực chủ, đây quả thực là chuyện kinh thiên, hiện giờ lại trở thành chân thật. Phong Hiền Chất, ngày mai đi tới chỗ thánh cảnh cảnh chủ báo danh A, sau khi ký tên vực mục công văn thì ngươi liền thực sự trở thành một vị vực chủ của đệ lục trung ương vương triều ta rồi. Lâm Các Lão cười nói. Không cần Phong Phi Vân tiếp tục giảng giải, tất cả mọi người đã biết rõ khối thạch đầu như cối xay kia khẳng định chính là thái cổ cấm thạch. Bởi vì trên thái cổ cấm thạch có dính huyết dịch thánh linh, cũng chỉ có thánh linh cốt hóa thạch mới có thể dẫn xuất ra thái cổ cấm thạch. Phong Phi Vân ôm trong lòng quan ấn vực mục lang quân và lệnh bài bổ thiên các đi ra khỏi các lão thiên cung. Giờ phút này, ba người bọn họ đã lên đường quay về chú thiên phủ. Ngồi trong cổ xa, Du Tử Lăng và Du Tử Lâm sắc mặt đều có chút không vui, đối với Phong Phi Vân không có sắc mặt tốt. Phong Phi Vân tự nhiên nhận ra thần sắc của bọn hắn, cười nói. Hai người các ngươi đây là làm sao vậy, thiếp mời của đại quận chúa đã giao cho các lão xem qua chưa? Du Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi bây giờ mới hỏi việc này, ta nghĩ ngươi đã hoàn toàn quên mục đích chuyến đi này của chúng ta rồi chứ? Chỉ sợ có ít người đã đắm chìm trong quan hàm vực chủ, căn bản là sẽ không để đại quận chúa vào mắt nữa. Du Tử Lăng sắc mặt lạnh lùng. Cũng rất không quen nhìn Phong Phi Vân diễn xuất bên trong các lão thiên cung như một tiểu nhân đắc thế. Phong Phi Vân cười cười, nói. Ta không phải đã giao chuyện này cho các ngươi xử lý rồi sao, chẳng lẽ các ngươi đã quên? Du Tử Lăng lạnh lùng trừng Phong Phi Vân, nói. Lâm Các Lão thật sự không có ý định nhúng tay tước phủ ước định, lúc ta đưa bái thiếp lên, hắn căn bản không mở hộp ra liền cự tuyệt ta ngay, vốn tưởng rằng ngươi giúp hắn tìm được thánh linh cốt hóa thạch. Vào lúc hắn đang cao hứng ngươi có thể lần nữa cầu hắn, hắn nói không nhất định sẽ đáp ứng, nhưng ngươi lại quên mất chuyện này, thật sự là buồn cười. Phong Phi Vân sờ lên cái cằm, nói. Lấy cái hộp ra cho ta xem thử. Du Tử Lăng lấy ra hộp ngọc đỏ thắm, giao cho Phong Phi Vân. Trên hộp ngọc còn bố trí lấy phong ấn, chân chính chưa từng mở ra. Phong Phi Vân cười cười, nói. Hắn đã xem qua nội dung bái thiếp rồi. Không có khả năng, hắn lúc ấy căn bản không mở hộp ra,
làm sao có thể thấy được nội dung bên trong. Du Tử Lâm quả quyết bác bỏ. Phong Phi Vân cười nói. Dùng tu vị nhân vật như Lâm Các Lão, coi như là tấm thiếp mời này đặt ở bên ngoài ức vạn dặm, nếu hắn muốn nhìn thì vẫn có thể biết rõ trên đó viết gì. Du Tử Lăng nhíu mày, nói. Đại quận chúa nói, Lâm Các Lão nếu thấy được nội dung bái thiếp thì nhất định sẽ tiếp kiến nàng, nhưng sự thật lại không phải như thế, Lâm Các Lão đã từ chối nhã nhặn chúng ta. Phong Phi Vân nói. Hắn nói thế nào? Hắn nói, Lão Phu chỉ là một người hầu, nào dám để đại quận chúa đến nhà bái phỏng, coi như là bái phỏng, cũng nên là Lão Phu đến nhà bái phỏng đại quận chúa mới phải. Du Tử Lâm học theo khẩu khí Lâm Các Lão nói. Chợt lại nói. Nghe qua đã biết là lời từ chối khéo rồi, người tin tưởng nhân vật như Lâm Các Lão sẽ đi bái phỏng hậu sinh vãn bối như đại quận chúa sao? Phong Phi Vân lắc đầu, cười nói. Người bình thường nghe được lời này của Lâm Các Lão, tự nhiên cảm thấy hắn là đang từ chối khéo, nhưng ta cảm thấy hắn lần này rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc, Phong Phi Vân, người điên rồi sao? Du Tử Lâm nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta tự nhiên không điên, ta hỏi các ngươi một vấn đề, một bán yêu có thể trở thành vực chủ hay không? Du Tử Lâm hừ lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ không phải sao, vực chủ đại nhân. Phong Phi Vân nói. Vậy các ngươi nghĩ xem Lâm Các Lão vì sao lại phong ta là vực chủ? Đó tự nhiên là bởi vì ngươi đã giúp hắn tìm được thánh linh cốt hóa thạch. Du Tử Lăng nói. Phong Phi Vân lần nữa lắc đầu, nói. Nhân vật như hắn. Nếu muốn ban thưởng, có thể ban thưởng rất nhiều thứ, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại ban thưởng cho ta một cái thân phận vực chủ? Các ngươi phải biết rằng vực chủ đã là một thành viên trong hệ thống bá quyền của đệ lục trung ương vương triều, đại biểu cho một loại vinh quang vô thượng, xưng là quý tộc cũng không phải không có lý. Mà bán yêu địa vị thấp, trên nguyên tắc tuyệt đối không có khả năng tiến vào cao tầng thống trị đệ lục trung ương vương triều, cho dù đã trở thành vực chủ, cũng nhất định sẽ bị rất nhiều chỉ trích. Người cáo già như Lâm Các Lão cần gì phải chiêu đến cho mình những phiền toái không cần thiết này chứ? Ý của ngươi là... Du Tử Lăng tựa hồ đã hiểu rõ một chút. Phong Phi Vân nói. Lại hỏi các ngươi một vấn đề, đại quận chúa muốn leo lên vị trí người thừa kế cảnh chủ, trở ngại lớn nhất là ở đâu? Du Tử Lâm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Ngươi! Không sai, chính là ta chính là thân phận bán yêu. Nhưng lại đính hồn với đại quận chúa, tất nhiên sẽ bị đến rất nhiều người thảo phạt. Phong Phi Vân lại nói. Nếu Diệp Hồng Cảnh muốn trùng kích địa tước cảnh thì nhất định sẽ có người mang chuyện này ra nói, nhưng nếu ta đã trở thành một vị vực chủ, có ai còn có thể nói ta địa vị thấp nữa? Du Tử Lăng và Du Tử Lâm đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Phong Phi Vân cười nói. Lâm Các Lão có thể có địa vị và lực ảnh hưởng như bây giờ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bất luận một nước cờ nào đều không thể ra không được, kỳ thật mọi chuyện chỉ có thể có một giải thích, đó chính là Lâm Các Lão đã bắt đầu định hợp tác với đại quận chúa rồi, chỉ là phương pháp mà hắn dùng rất mịt mờ, không bị người bình thường phát giác, đi trước tư duy thường nhân hai bước, chỉ có khi chính thức đến một bước đó, người mới biết được tác dụng của những quân cờ mà hắn hạ từ trước. Du Tử Lăng và Du Tử Lâm đều có chút bị thuyết phục, cảm thấy Phong Phi Vân nói vẫn có chút đạo lý. Nhưng ta vẫn cảm thấy hắn không có khả năng chính thức đi bái phỏng đại quận chúa, dù sao nhân vật như hắn, nhất định có rất nhiều người đều đang chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, nếu hắn đi bái phỏng đại quận chúa, ảnh hưởng tạo thành nhất định sẽ không nhỏ, đây chẳng phải là đét nói rõ với mọi người, hắn muốn ủng hộ Diệp Hồng Cảnh trùng kích địa tước cảnh sao, cái này hoàn toàn trái ngược với ước nguyện ban đầu của hắn. Du Tử Lăng nói, Phong Phi Vân một tay nâng lấy hộp, đặt ở mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ cao thâm mặt chắc. Du Tử Lăng nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bán yêu chết tiệt này lại đang cố lộng huyền hư. Ba người quay về chú thiên phủ, tất cả tu sĩ từ Diệp Hồng Cảnh đuổi đến cũng đã được an trí thỏa đáng, ngay ngắn trật tự. Giờ phút này, chỗ phủ đệ đại quận chúa. Phong Phi Vân, Du Tử Lăng, Du Tử Lâm nối đuôi nhau mà vào, sau đó đóng đại môn lại. Lưu Tô Hồng đứng ở ngay trong đại điện. Chắp tay sau lưng, nói. Thế nào, Lâm Các Lão có xem bái thiếp không? Phong Phi Vân nói. Hắn đã từng xem qua. Du Tử Lăng và Du Tử Lâm đều nói thầm trong lòng, trách Phong Phi Vân thực sự quá tự tin. Lâm Các Lão xem qua nội dung thiệp mời cũng chỉ là suy đoán của hắn thôi, lại dám khẳng định nói trước mặt đại quận chúa như vậy,
thực cho rằng đã trở thành vị hôn phu của đại quận chúa liền có thể lừa trên gạt dưới sao? Ha ha! Lưu Tô Hồng trong sáng cười, xoay người lại, ngọc nhan bách mị, nói. Lúc nãy Mạc Ngân ăn hết canh cửa trở về, tố khổ một hồi với đám lão nhân kia, nói cái gì Lâm các lão sẽ không gặp bất luận kẻ nào gì đó, lại nói các ngươi. Được rồi, nếu thiệp mời đã đưa vào tay Lâm các lão, đợi lát nữa bọn hắn cứ đợi bị đánh mặt đi, đúng rồi, Lâm các lão định lúc nào tiếp kiến ta. Phong Phi Vân nói, Lâm các lão quyết định muốn đích thân đến bái phỏng đại quận chúa. Lưu Tô Hồng hơi sững sờ. Phong Phi Vân lấy ra hộp ngọc kia, xóa đi phong ấn trên hộp ngọc, sau đó mở hộp ra. Bá! Một đạo ánh sáng màu xanh từ trong hộp bay ra, sau đó ngưng tụ thành một lão nhân. Lão nhân này lớn lên giống Lâm các lão như đúc, trên mặt treo vui vẻ, nói. Phong Hiền chất quả nhiên rất lợi hại, lão phu không nhìn lầm người. Du Tử Lăng và Du Tử Lâm đều đã chấn kinh đến tột đỉnh, bọn họ đều nổi tiếng là thiên tài, nhưng lại căn bản không phát giác được Lâm các lão từ lúc nào đã ký thúc một đạo thần niệm vào trong hộp ngọc, thủ đoạn bực này khiến bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Lưu Tô Hồng cũng rất khiếp sợ, liền bước tới trước cúi đầu, nói. Bái kiến các lão, phải là Lưu Tô Hồng tự mình đi bái phỏng các lão mới phải. Hắc hắc, lão phu chỉ là một người hầu, nào dám khiến đại quận chúa bái phỏng, đại quận chúa là nhân vật nên du ngoạn sơn thủy thước ra, lão phu vốn nên chân thân đuổi đến, nhưng Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, bị quá nhiều người nhìn thấy không khỏi sẽ gây thêm chuyện. Lâm các lão liền tranh thủ đỡ Lưu Tô Hồng đứng dậy. Đúng lúc này, bảy vị lão tổ Lưu Ly gia tộc thu được Lưu Tô Hồng truyền âm về sau, đều nhao nhao đuổi qua, nhìn thấy Lâm các lão xuất hiện ở chỗ này liền khiếp sợ được tột đỉnh, cả đám đều khom mình hành lễ. Chuyện tiếp theo thuộc về bí mật tuyệt đối, chỉ có nhân tài trọng yếu nhất Lưu Ly gia tộc mới có thể biết được, Phong Phi Vân và Du Tử Lâm, Du Tử Lăng tự nhiên lui ra. Du Tử Lâm hiện giờ đối với Phong Phi Vân đã bội phục đến mức cúi rạp đầu, nói. Làm sao ngươi biết Lâm các lão đã ký thúc một đạo thần niệm vào trong hộp ngọc? Phong Phi Vân cười cười, nói. Đoán được. Không có khả năng, làm sao có thể đoán chuẩn như vậy được? Du Tử Lâm nói. Nếu không ngươi dạy ta đoán thế nào đi? Phong Phi Vân cười nói. Cái này không thể dạy. Du Tử Lâm tự nhiên sẽ không buông tha như vậy, vẫn quấn quýt lấy Phong Phi Vân. Du Tử Lăng đối với Phong Phi Vân đã có nhận thức càng sâu hơn, cảm thấy bán yêu này thật sự không đơn giản. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng cười không hài hòa. Đây không phải là cô gia của đại quận chúa đây sao, nghe bảo hôm nay đi bái phỏng Lâm các lão lại trở thành rùa đen rút đầu, hắc hắc. Một đám tuổi trẻ tài tuấn đi qua, trong đó đầu lĩnh đúng là Mạc Ngân và người thừa kế của ba trung cổ thế gia, còn có một ít thiên chi kiều nữ, con nối dõi vực chủ. Các ngươi cũng không nên nói khó nghe như Viát, cho dù hắn đi cầu, chắc chắn cũng sẽ không được Lâm các lão tiếp kiến, cần gì phải tự rước lấy nhục nhã, người thức thời như Phong huynh mới đáng cho chúng ta học tập. Mạc Ngân cười cười. Du Tử Lâm lạnh buốt cười. Mạc Ngân, ngươi là thứ gì chứ, ngươi xách giày cho Phong Phi Vân cũng không xứng, ngươi có tư cách nói chuyện sao? Mạc Ngân sắc mặt trầm xuống, nói. Ta mới không xách giày cho một con rùa đen rút đầu. Mẹ nó, con rùa đen chọc phải ICS, con rùa đen co đầu lại cũng bị người xem thường, thật sự là nằng cũng trúng đạn. Mao Ô Quy nằm ở trong túi áo Phong Phi Vân, lầm bầm lầu bầu nói. Du Tử Lâm trong cơn giận dữ, nói. Ngươi mắng ai là rùa đen rút đầu? Mạc Ngân chố mắt nhìn, giọng mỉa mai cười nói. Ta cũng không nói các ngươi, mọi người đều nghe thấy được, ta thật sự không nói bọn hắn a. Ha ha. Lời Mạc Ngân nói lập tức dẫn đến một mảnh tiếng cười nhạo. Du Tử Lăng tú mục hàm yên, trên người kiếm khí lâm tiêu, tế ra một thanh cổ kiếm, ngang trời mà chỉ, nói. Còn ai dám cười một tiếng nữa thử xem. Tất cả mọi người biết rõ sự lợi hại của Du Tử Lăng, đã từng dùng một sợi tóc đánh bay một vị tài tuấn niết bàn đệ ngũ trọng, đánh cho thổ huyết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Mạc Ngân hừ lạnh một tiếng. Gọi ra một cây chiến thương, một cổ chiến ý khổng lồ lao ra, tựa như nắm một đầu cuồng long nơi tay. Đã sớm nghe nói dưới trướng đại quận chúa có một vị cường giả rất giỏi, tinh nữ của Vô Thọ Tinh Cung, hôm nay để cho ta đến lãnh giáo một chút xem ngươi mạnh thế nào đi.
ngươi cũng xứng giao thủ với tỷ ta sao, đạo gia đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Du Tử Lâm gọi ra Chu Tà cổ kiếm, chân đạp thái cực thần dương cổ ảnh, trên hai tay lao ra đạo quang, sáng lạn chói mắt, một kiếm chém xuống, uy thế lâm người. Chúng tu sĩ đều sợ hãi, không hổ là tinh tử của Vô Thọ Tinh Cung, tu vị thật sự quá cường đại. Vô Thọ Tinh Cung chính là một chi của đạo môn, ngay cả trung cổ thế gia cũng tranh nhau đưa đệ tử vào trong đó, có thể trở thành tinh tử, đây là chuyện không dễ dàng chút nào. Hàng! Chiến mâu trong tay Mặc Ngân như rồng, phát ra từng tiếng long ngâm, chiến giáp trên người rất tươi sáng, thân thể không chút sứt mẻ, hóa giải đi thế công của Du Tử Lâm. Xíu, yêu yêu. Mặc Ngân mỉa mai cười, chiến mâu đâm ra, năm đầu long ảnh hiện ra trên chiến mâu, long lân, long giác, long mục đều ngận thanh tích, như cầm trong tay năm đầu chân long, bá đạo khiến tất cả mọi người phải lui về sau. Đây là một trong các tuyệt học của Mặc Ngân, tên là Thiên Đán Long Hồn. Hắn chính là sử dụng chiêu này đánh bại Cố Lão Cửu. Thần thông Thiên Đô Sơn quả nhiên lợi hại, địa vị của Mặc Ngân ở Thiên Đô Sơn tuyệt đối không thấp. Du Tử Lâm hừ lạnh một tiếng. Vạn đạo nhất, kiếm thông minh. Trong thân thể Du Tử Lâm vạn kiếm phun trào, mỗi một đám khí tức chính là một thanh kiếm, hình thành một tòa thông minh kiếm vực. Hai người đều thi triển tuyệt học, chiến đấu đến long trời lỡ đất, viên cảnh chung quanh tòa phủ đệ này đều đã bị hai người bọn họ đánh cho tơi tả. Đây là bởi vì Nam Cực Tinh có Vẫn Thiên Linh Thạch áp chế, bằng không thì toàn bộ Nam Cực Tinh chỉ sợ đều đã bị phá hủy một nửa rồi. Chân nhân bình thường ở Nam Cực Tinh ngay cả linh khí cũng không thể điều động, nhưng bọn hắn lại có thể thi triển thần thông, không thể không nói hai người bọn họ thật sự rất cường đại. Xem ra Vô Thọ Tinh Tử rất có thể cũng đạt tới Niết Bàn Đệ Lục Trọng, bằng không thì không có khả năng đánh với Mặc Ngân tới trình độ này được. Bên người Đại Quận Chúa vẫn có không ít người tài ba. Chỉ là bán yêu kia lại quá phế vật, cho dù hiện giờ tu vị không tệ, cũng không có khả năng đột phá vũ hóa cảnh, cuối cùng khẳng định chỉ sẽ mang đến cản trở cho đại quận chúa. Rất nhiều tu sĩ đều dùng ánh mắt khinh thường hữu ý vô ý nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, cho dù tu vị Phong Phi Vân có cao, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một bán yêu đê tiệt, vĩnh viễn không có khả năng bước vào vũ hóa cảnh, không thành được đại nhân vật chính thức. Ngoài phủ đệ, tiếng bước chân vang lên. Ha ha! Không nghĩ đến chú Thiên Phủ vậy mà náo nhiệt như vậy, đến thật là đúng lúc a. Một đám người nối đuôi nhau mà vào, đi đến, thần khí ngạo nghễ. Bọn hắn đều ăn mặc tiên minh, khí độ bất phàm, từng tòa khí tượng hiện ra trên đỉnh đầu bọn hắn, mỗi người đều tài giỏi cao chót vót, là cường giả trẻ tuổi đương thời. Bọn họ đều cực kỳ xa lạ, không giống như là tài tuấn của Diệp Hồng Cảnh. Đi thuốc ở đàng trước chính là một người trẻ tổ sắc mặt tái nhợt, phong thái bức nhân. Quý khí lâm thân, chung quanh thân thể chạy lấy thiên thế, dưới chân có địa mạch tương theo. Du Tử Lâm và Mặc Ngân cũng đều dừng tay, song song tách ra, cảnh giác đám người trẻ tuổi không mời mà đến này, bọn họ đều là cường giả, có thể cảm nhận được một cổ áp lực khổng lồ, biết rõ lai lịch của đối phương khẳng định không nhỏ. Tự giới thiệu một chút, kẻ hèn này là Phương Đồng Đạo, chính là lục thế tử của Tây Linh Cảnh, chính là chuyên đến cầu kiến quận chúa điện hạ Diệp Hồng Cảnh. Trên cổ người trẻ tuổi này phủ lấy hồ cầu màu trắng, ung dung đẹp đẽ quý giá, khí độ lại bất phàm, hàm dưỡng sâu đậm. Lục thế tử Tây Linh Cảnh. Tu sĩ Diệp Hồng Cảnh biết được thân phận của đối phương, sắc mặt chợt trở nên bất thiện. Tây Linh Cảnh cũng là một tòa cảnh cường đại, sớm đã được đình là một trong các đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Tuy rằng biết rõ người đến bất thiện, nhưng dù sao thân phận đối phương chính là lục thế tử, tương lai chính là cảnh chủ tước ra một phương. Thân phận địa vị cao tuyệt, ở đây quả thật không ai có tư cách nói chuyện với hắn cả. Mặc Ngân cười lạnh nói. Chỗ chúng ta có hai vị quận chúa, không biết thế tử muốn gặp vị nào. Thì ra có hai vị quận chúa, vậy thì gặp cả hai vị đi. Phương Đồng Đạo cười nói. Phong Phi Vân có chút nhíu mày, lúc này bọn người đại quận chúa đang nói chuyện hợp tác với Lâm Các Lão, làm sao có thể tiếp kiến Phương Đồng Đạo được. Du Tử Lăng tự nhiên cũng biết việc này, nói. Đại quận chúa hôm nay có chuyện quan trọng nơi thân, sợ là không tiện tiếp kiến lục thế tử. Cố Lão Cửu cũng nói. Thất quận chúa cũng có chuyện quan trọng nơi thân, không trong phủ, thỉnh lục thế tử lần sau lại đến gặp a. Nụ cười trên mặt Phương Đồng Đạo chợt trở nên đông cứng. Lớn mật, các ngươi cũng quá không tôn trọng lục thế tử chúng ta rồi. Một nữ tử đầu đầy tóc dài hỏa hồng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Rút ra kiếm bản rộng bên hông,
Lâm không một ngón tay. Oanh! Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng năng lượng ẩn chứa trong thân thể lại không phải chuyện đùa, chỉ riêng một cổ kiếm ý ẩn chứa trên thân kiếm đã đánh cho một vị thiên chi kiêu tử văng tung tóe. Lại đả thương người, lý nào lại vậy? Du Tử Lâm gọi ra Chu Tà cổ kiếm, ngưng tụ ra một mảnh kiếm quang, vô số kiếm khí bay lên đánh tới, liên tục giao thủ với kiếm bản rộng của thiếu nữ kia, phi thiên độn địa, bóng kiếm ngàn vạn. Hừ, không nghĩ đến Diệp Hồng Cảnh lại có cường giả như ngươi. Thiếu nữ tóc dài như hỏa diễm, dẫn theo kiếm bản rộng phải lớn hơn thân thể nàng gấp hai lần, tựa như một cái ván cửa, đánh xuống đỉnh đầu Du Tử Lâm. Bành! Lực lượng của nàng lớn như long hổ, dùng tu vị Du Tử Lâm cũng bị nàng bổ cho liên tiếp lui về sau, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Thái cực bát quái ấn. Du Tử Lâm gọi ra thập phẩm linh khí, một bức thái cực âm dương đồ hiện ra trên đỉnh đầu hắn, trong cổ ấn tràn đầy thần hoa, hào quang chói mắt, khiến người không mở mắt ra nổi. Cô gái kia cũng gọi ra một kiện thập phẩm linh khí. Một thanh cự chùy lớn chừng cung điện, tràn đầy dòng điện màu tím. Ầm ầm. Trong chú thiên phủ, rất nhiều tu sĩ đều bị đánh bay. Cổ lực lượng kia thật sự rất cuồng bạo, mặt đất cũng bắt đầu bị sinh sinh vỡ ra, 7, 8 vị thiên chi kiêu tử bị chấn đến thổ huyết. Lúc trước khi Du Tử Lâm và Mạc Ngân giao thủ cũng không ra tay độc ác, có chỗ giữ lại, nhưng giờ phút này đã đánh ra chân hỏa. Tu vị hai người đều đã tiến nhập Niết Bàn đệ lục trọng, là cường giả chân chính, một khi nén giận ra tay, lực hủy diệt tạo thành khó có thể tưởng tượng nổi, khiến rất nhiều người vô tội bị trọng thương. Đại quận chúa, Phương Đồng Đạo đến gặp mặt, ha ha. Phương Đồng Đạo sải bước, bước tới chỗ tòa cung điện mà đại quận chúa ở. Đứng lại, nơi này là phủ đệ của Diệp Hồng Cảnh ta, há lại cho ngươi tùy ý xâm nhập. Bọn người Cố Lão Cửu và Ngọc Thiểu chặn đường lại, đều là anh tài của Trung Cổ Thế Gia. Oanh! Sau lưng Phương Đồng Đạo đi ra một đại hán mọc ra 4 con mắt, không có lông mi, vị trí mi tâm cũng mọc ra một đôi kim đồng, phát ra từng sợi kim mang. Đại hán này thân cao 5 mét, chân như con voi, trên hai tay cột khối sắt, cơ bắp trên người như hoàng kim tạo thành vậy. Các ngươi là thứ gì, cũng dám ngăn đón Lục Thế Tử, chết. Đại hán này vung nắm đấm lên, kim mang mênh mông cuồn cuộn, nắm đấm như thần thiết, đánh bay Cố Lão Cửu, Ngọc Thiểu. Đồng thời đánh cho hơn 10 vị thiên kiêu của Trung Cổ Thế Gia ngã xuống đất. Lực lượng cường hãn như vậy. Rất rõ ràng Lục Thế Tử Tây Linh Cảnh chính là cố ý đến nện chàng, một đám tu sĩ mang đến đều là cường giả, là nhân vật đứng đầu một đời tuổi trẻ, mỗi người đều có thần thông không tầm thường. Đại quận chúa đây là không muốn gặp chúng ta tự mình đi bái phỏng nàng. Phương Đồng Đạo có phần có khí độ, trên mặt vui vẻ. Những tài tuấn chung quanh đã chiến đấu đến long trời lỡ đất, nhưng hắn vẫn phong khinh vân đạm, dưới một đám người túm tụm bước vào sâu trong chú thiên phủ. Oanh! Đại hán kia đứng ở bên trái Phương Đồng Đạo, bất luận kẻ nào muốn ngăn cản bước chân Phương Đồng Đạo đều bị hắn một quyền đánh gục. Quả đấm của hắn không biết ẩn chứa bao nhiêu cân lực lượng, có thể nói vô địch. Đáng giận, thực cho rằng Diệp Hồng Cảnh ta không người sao. Mạc Ngân dẫn theo chiến mâu, trên người hào quang vạn trượng. Dùng mâu làm côn, đánh ra. Giờ khắc này, linh khí trong, toàn bộ không gian đều tựa hồ như bị điều động, rất nhiều người cũng cảm giác được thân thể mít biến nhẹ, tựa hồ như muốn bay lên vậy. Oanh! Chiến mâu đè xuống, đối chiến với đại hán cao 5 mét kia, lực lượng rất khủng bố, như một mảnh thần lãng, đánh bay mảng lớn tu sĩ. Đại hán kia cuồng quát một tiếng. Hảo tiểu tử, lại dám giao thủ với gia gia. Một cái quyền ảnh khổng lồ oanh kích ra ngoài, như một tòa núi nhỏ màu vàng bay ra, khí thế cực kỳ dọa người, khiến chúng tu sĩ nhao nhao chạy thục mạng. Đánh đúng là ngươi đấy. Mạc Ngân khí sông đấu bò, triển khai một tòa đại vực đen kịt, cùng cự quyền ngạnh bính, lực lượng không thua gì đại hán kia. Mạc Ngân chính là người đứng trong hàng ngũ cường giả trẻ tuổi cao cấp nhất Diệp Hồng Cảnh, tuy rằng cùng thế lực một phương đại quận chúa không hợp, nhưng một khi có thế lực bên ngoài đến xâm nhập, cũng sẽ tạm thời buông can qua, nhất trí đối ngoại. Có thể trở thành nhân vật cao cấp nhất một đời tuổi trẻ, đều sẽ hiểu rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Nhân tài dị sĩ bên người Phương Đồng Đạo rất nhiều, ngoại trừ thiếu nữ kiếm bản rộng, đại hán 4 mắt, giờ phút này lại chui ra một thiếu niên vương giả. Vị thiếu niên vương giả này, cầm trong tay kim luân, đầu đầy tóc trắng, trên cổ lại treo một dãy Phật châu, vừa như một vị tà ma, vừa giống như một vị Phật giả.
Phật châu trên cổ, mỗi một khỏa Phật châu đều lớn chừng bóng ra, chừng 36 khỏa, làm thành hai vòng quấn ở trên cổ, cơ hồ như quấn cả đầu lâu hắn vào tổng Phật châu. Oanh! Cánh tay của hắn vung lên, một mảnh hủy diệt chi khí màu xám bay ra, đánh cho hơn 20 vị cường giả tuổi trẻ thổ huyết, hoàn toàn không thể ngăn được hắn. Lục Thế Tử cứ đi bái kiến quận chúa, ở y đây giao cho Âu Dương Vô Đạo ta là được. Thiếu niên tóc trắng này biểu hiện ra tự tin cường đại, Phật châu trên cổ sáng chói chói mắt, khiến tu sĩ ở mấy chục thước chung quanh thân thể hắn đều bị đánh bay ra ngoài, tựa như một đám kiến văng tung tóe vậy. Đây là một hồi đại hỗn chiến, tuổi trẻ tuấn kiệt đến từ Diệp Hồng Cảnh nhao nhao đuổi đến, các loại thần thông đạo pháp vận chuyển, khiến cả nửa chú thiên phủ đều biến thành chiến trường. Giao phong kịch liệt ở đây tự nhiên sớm đã bị một ít cường giả lớp trước của Diệp Hồng Cảnh phát giác ra được. Một đời tuổi trẻ Tây Linh Cảnh cường giả xuất hiện lớp lớp, khí thế hùng hổ dọa người, quả thật có thực lực trùng kích địa tước cảnh. Một lão giả xa xa nhìn ra xa, có chút nhíu mày. Thiếu nữ đầu đầy đầu tóc màu đỏ hồng cầm trong tay kiếm bản rộng kia có lẽ một vị chỉ kiếm nhân của ngũ kiếm động thiên, bước vào niết bàn đệ lục trọng, một khi nàng đột phá vũ hóa cảnh, sẽ không đơn giản đâu. Đại hán mọc ra bốn mắt kia có lẽ chính là nô lệ mà Tây Linh Cảnh chủ mua được trên đấu giá hội của đệ cửu Trung ương Vương Triều vào 70 năm trước, 70 năm qua đi vậy mà phát triển đến tình trạng bực này, một khi đột phá vũ hóa cảnh, chiến lực sẽ rất dọa người. Nhân kiệt Âu Dương gia kia cũng đến, nghe nói hắn đồng thời bái vào mô nhà hai vị nhân vật khủng bố, Sở Giang Vương của âm phủ giới, và một vị cao tăng lánh đời của Thái Cổ Thánh Phật Miếu, Tà Phật Song Tu, đang trùng kích niết bàn tầng thứ 7. Âu Dương Vô Đạo, đây chính là một người trẻ tuổi mạnh nhất Tây Linh Cảnh, từng chém qua mấy vị vũ hóa hiền giả. Lục Thế Tử vậy mà mang người này đến, xem ra là muốn thăm dò thực lực Diệp Hồng Cảnh chúng ta rồi. Một vị lão giả tóc trắng xóa lộ ra thần sắc lo lắng, lắc đầu liên tục. Tu vị Âu Dương Vô Đạo quá mạnh mẽ, coi như là đại quận chúa và thất quận chúa liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, chúng ta có nên. Không, chúng ta không thể ra tay. Lục Thế Tử lần này tiến đến chỉ đem đến tu sĩ trẻ tuổi, nếu chúng ta ra tay, nhất định sẽ gây ra chỉ trích không nhỏ, nơi này không phải là Hồng Diệp Tinh, mọi cử động cần thận trọng. Trong lòng những cường giả lớp trước Diệp Hồng Cảnh trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, mà càng nhiều hơn là kinh dị. Dù sao tu sĩ Niết Bàn Đệ Lục Trọng đã ít càng thêm ít, một cảnh có thể ra hai người đã là chuyện rất giỏi rồi. Diệp Hồng Cảnh chính là vì ra mấy vị thiên kiêu niết bàn đệ lục trọng cho nên mới quyết định trùng kích địa tước cảnh. Tây Linh Cảnh vậy mà cũng cường thịnh như vậy, quỷ tài, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, khiến tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực. Âu Dương Vô Đạo tu vị cái thế, trên người một nửa tà khí, một nửa Phật khí, tựa như một cỗ chiến xa hình người, những nơi đi qua, bất luận tu sĩ gì đụng phải hắn đều bị đâm bay ra ngoài. Tu sĩ Diệp Hồng Cảnh các ngươi thật sự quá không tôn trọng người. Lục Thế Tử chúng ta lấy lòng các ngươi, hạ mình hàng quý đến bái phỏng hai vị quận chúa, lại bị các ngươi ngăn ở ngoài cửa, nếu không giáo huấn các ngươi một chút, truyền đi chẳng phải sẽ khiến Lục Thế Tử chúng ta mất mặt sao? Phương Đồng Đạo vẫn phong khinh vân đạm, chân thành mà đi, giống như đang hành tẩu trên đường cái, vận khí nơi ngực, cười nói. Đại quận chúa, Phương Đồng Đạo tiến đến bái phỏng. Đại quận chúa, có chuyện quan trọng, sẽ không gặp các ngươi. Nếu các ngươi cố ý thêu dệt chuyện, chúng ta nhất định sẽ tử chiến đến cùng. Hơn 10 vị tu sĩ bay ra, gọi ra linh khí, đánh ra hơn 10 đạo thần thông. Vậy thì đi chết đi. Âu Dương Vô Đạo bổ ra một trường, mấy trăm đạo lực lượng lao ra, đè sập cả một tòa cung điện, đè hơn 10 vị tu sĩ dưới cung điện, mỗi người đều thổ huyết. Ta đi gặp hắn. Trên mặt Du Tử Lăng ngọc thể tinh quang sáng rọi, mờ ảo bà sa, trong mi tâm bay ra một chiếc thần đăng. Vẫn nên để ta tới đi. Phong Phi Vân đứng ở ngay bên người Du Tử Lăng, từ đầu đến cuối đều lộ ra thập phần bình tĩnh, lúc này đại quận chúa đang mưu sự với Lâm Các Lão, tự nhiên không thể để cho người Tây Linh Cảnh xông vào được. Du Tử Lăng biết rõ Phong Phi Vân rất mạnh, vì vậy thu hồi vô vọng hàng yêu đăng, nắm ở lòng bàn tay, nhìn thật sâu hắn, ngọc nhan sinh huy, nói. Âu Dương Vô Đạo Tà Phật song tu, rất cường đại, ngươi cẩn thận chút. Phong Phi Vân áo trắng như tuyết, mang theo vài phần nho nhã, gật đầu cười. Hắn chậm rãi đi đến bờ ao, nhìn qua chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm về phía hơn 10 vị cường giả Tây Linh Cảnh, chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian dần qua giơ thủ trưởng lên,
càn khôn trưởng ấn thiên địa niết ở lòng bàn tay. Ngàn vạn Phật khí dũng mãnh vào bàn tay hắn. Đúng lúc này toàn bộ thiên địa đều như bất động, tất cả mọi người cảm giác được một cổ lực lượng trầm trọng đang ngưng tụ, thiên mạc như muốn rơi xuống vậy. Một tòa trưởng ấn thiên địa đè ép xuống. Ầm ầm. Một cổ lực lượng khổng lồ vô biên rơi xuống trên người tất cả những tu sĩ Tây Linh cảnh kia, tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài. Thiếu nữ kiếm bản rộng, đại hán bốn mắt, Âu Dương vô đạo, Lục Thế Tử còn đỡ, chỉ bị đánh bay ra, cảm giác khí huyết sôi trào, cổ lực lượng kia khiến bọn hắn không thể chống cự. Mà những tu sĩ khác của Tây Linh cảnh thì đều miệng lớn thổ huyết, nằm trên mặt đất không bò dậy nổi, tựa như có một tòa thế giới ép lên trên người bọn hắn vậy. Đã đủ rồi. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh ao nước, tay còn bảo trì tư thế trưởng ấn, ánh mắt rất bình thản quét qua những tu sĩ Tây Linh cảnh kia, sau đó chậm rãi thu bàn tay về, nói. Hôm nay đại quận chúa quả thật có chuyện trọng yếu nơi người, không thể tiếp kiến Lục Thế Tử, hôm khác ta tất nhiên sẽ cùng đại quận chúa cùng đến Hoa Thiên Phủ. Đến nhà bồi tội. Thanh âm kia tuyên truyền giác ngộ, tựa như cửu thiên thần lôi, khiến người ngũ tạng đều đang run động. Những tu sĩ của Tây Linh cảnh cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nói xong lời này, Phong Phi Vân bế nghễ liếc qua mọi người, liền vung tay áo rời đi, lưu lại mọi người còn trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó. Một trưởng chi uy, đánh bay tất cả cường giả Tây Linh cảnh, đây là lực lượng bực nào chứ? Thiếu nữ kiếm bản rộng, đại hán bốn mắt, Âu Dương vô đạo không ai không phải là vương giả trẻ tuổi một phương, huyết khí trong thân thể cũng thật lâu không cách nào dẹp loạn. Hiển nhiên đã chịu nội thương, giờ phút này đều rất khiếp sợ, nhìn qua bóng lưng rời đi kia. Người kia là ai? Lục Thế Tử Phương Đồng Đạo cũng bị khiếp sợ. Không chỉ có những tu sĩ Tây Linh cảnh, mà ngay cả những tu sĩ Diệp Hồng cảnh giờ phút này cũng đều ngây ra như phỗng, phảng phất như thấy quỷ vậy, không dám tin vào hai mắt mình nữa. Trong nội tâm Mạc Ngân cũng khiếp sợ đến cực điểm, chăm chú nắm lấy chiến mâu trong tay, trong nội tâm không ngừng hỏi. Sao lại mạnh như vậy, sao lại mạnh như vậy chứ? Hắn là vị hôn phu của đại quận chúa. Du Tử Lăng cũng cực kỳ hoảng sợ, vốn tưởng rằng Phong Phi Vân đã cực kỳ cường đại rồi, nhưng hắn vẫn bị thủ ấn vừa rồi dọa đến mức không nhẹ, chẳng lẽ hắn đã đột phá vũ hóa cảnh rồi sao? Nếu không có đột phá vũ hóa cảnh, sao lại mạnh như vậy? Đây tuyệt đối là một tin tức cực kỳ dọa người. Khi trong lòng Du Tử Lăng toát ra ý nghĩ này, ở sâu trong chú thiên phủ, đám lão nhân của Diệp Hồng cảnh giờ phút này cũng toát ra ý nghĩ như vậy, cái này thật sự quá đáng sợ đi. Bán yêu đột phá vũ hóa cảnh đây là chuyện không thể nào, nhưng một trưởng vừa rồi là thế nào? Nếu đại quận chúa đã thật sự có chuyện quan trọng, vậy thì bản thế tử ngày khác sẽ đến bái phỏng. Tu sĩ Tây Linh cảnh cơ hồ đều đã bị một trưởng của Phong Phi Vân đả thương, Phương Đồng Đạo tự nhiên không dám đợi ở chỗ này nữa. Du Tử Lâm cười vang nói. Cô ra nói. Lần sau sẽ cùng đại quận chúa đi Hoa Thiên Phủ đến nhà bồi tội, Lục Thế Tử cứ chờ là được. Đến lúc đó Mộ Dung Tam Đức nhất định sẽ tiên phong cho đại quận chúa và cô gia, Lục Thế Tử cũng đừng trốn tránh chúng ta, bằng không thì cô gia vạn nhất tính tình không tốt, một trưởng san bằng chọn cả Hoa Thiên Phủ thì chỉ sợ không tốt lắm đâu. Mộ Dung Tam Đức, người nói bậy bạ gì đó, Lục Thế Tử là người có giáo dưỡng, sao lại trốn tránh đại quận chúa và cô gia chúng ta được, ha ha. Phương Đồng Đạo sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, trong mắt mang theo hào quang âm tàn, nhưng cuối cùng vẫn mang người xám xịt rời đi, lực lượng không bằng người, chỉ có thể chịu thua. Màn đêm chìm xuống, không khí rét lạnh như băng. Chú Thiên Phủ, thư khố. Phong Phi Vân bưng lấy thiết mộc thẻ tre, đang đọc lấy cổ văn trên đó, sau khi đánh lui những tu sĩ Tây Linh cảnh, hắn liền đến nơi này, tìm đọc tư liệu về thánh cảnh. Hắn hiện giờ đã là một vị vực chủ của thánh cảnh. Ngày mai sẽ phải đi tới chỗ thánh cảnh cảnh chủ báo danh, tự nhiên phải tìm hiểu về thánh cảnh. Thánh cảnh là đệ nhất đại cảnh của đệ lục trung ương vương triều, tổng cộng có 28 vạn vực, là lệ thuộc trực tiếp của thánh đình. Phong Phi Vân có chút thả ra thẻ tre trong tay, trong lòng có chút kinh ngạc. Một tòa nhân tước cảnh nhiều nhất chỉ có thể thành lập 1 vạn tòa vực, một tòa địa tước cảnh nhiều nhất chỉ có thể thành lập 3 vạn tòa vực, một tòa thiên tước cảnh nhiều nhất chỉ có thể thành lập 5 vạn tòa vực. Mà thánh cảnh lại tổng cộng có được 28 vạn tòa vực, hơn nữa chiếm cứ đều là nơi linh khí cường thịnh nhất, linh tài phong phú nhất đệ lục trung ương vương triều, có thể nói là nắm thiên hạ trong tay. Thánh đình sao lại sa sút đến mức này? Két!
Lưu Tô Hồng mặc màu thiếp thân y đỏ nhạt, phủ lên áo choàng liền mũ màu đỏ thẫm mở cửa ra, một cổ hàn khí từ ngoài cửa thổi vào. Trên người của nàng còn dính lấy một ít bông tuyết, đi vào thư khố, phủi phủi cặn tuyết trên người, ôn nhu cười nói. Trận tuyết này rơi thật gấp, mới ước chừng nửa canh giờ, ngói lưu ly bên ngoài đều đã biến thành màu trắng, ngày mai sợ là cả Nam Cực Tinh đều bị tuyết cho bao trùm mất. Nàng cài cửa lại, thư khố lại trở nên ấm áp. Phong Phi Vân nắm lấy hồ sơ, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt mang theo dáng cười nhạt nhạt nó. Đã nói tốt với Lâm Các Lão rồi sao? Lưu Tô Hồng tóc dài tới eo, áo đỏ lau nhà, dung nhan rất đẹp, đôi mắt đen bóng, khóe miệng có chút cong lên, nói. Trao đổi lợi ích thôi, có gì đâu chứ, người đang xem gì thế? Thái độ Lưu Tô Hồng hiển nhiên không còn kiêu căng như trước kia nữa, có phần nhu tình, chuyện phát sinh lúc trước đã truyền vào trong tai của nàng, khiến cho nàng đối với Phong Phi Vân lại có nhận thức mới. Nàng thản nhiên đi qua. Bộ pháp nhẹ nhàng, bước chân rất tiêu chuẩn, có một loại mỹ cảm đặc biệt, đây đều là lễ nghi bộ pháp được huấn luyện từ nhỏ, chỉ có những quận chúa cảnh chủ phủ, thiên kim vực chủ phủ mới có thể học đến trình độ này, mang theo một loại quý khí khiến người vui vẻ thoải mái. Trước ngực của nàng no đủ mượt mà, vòng eo mềm nhỏ, mang theo một cổ mùi thơm bạch lan nhàn nhạt, nhìn thấy hồ sơ trong tay Phong Phi Vân, ôn nhu cười, nói. Phu quân đang xem thánh cảnh quyển tông sao? Tuy rằng giữa hai người coi như là một loại hợp tác lợi ích, nhưng lúc nàng gọi hai chữ phu quân lại không nghe ra một tia làm vẻ nào cả. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói. Chắc hẳn Lâm Các Lão cũng nói qua với ngươi, ngày mai ta phải tới chỗ thánh cảnh cảnh chủ báo danh, trở thành một vị vực chủ, bất quá đối với sự suy bại của thánh đình ta vẫn còn có chút khó hiểu. Phu quân có gì khó hiểu cứ hỏi thiếp thân là được, những thứ gì từ nhỏ ta đã đọc hết rồi. Lưu Tô Hồng thanh âm ôn nhu. Ngồi ở bên người Phong Phi Vân, ngón tay ngọc hết sức nhỏ rời một chiếc phỉ thúy linh đăng qua. Tuyết ngoài phòng càng rơi càng nhanh, có gió lạnh lăng lệ ác liệt thổi tới, phát ra gào thét phẫn nộ tùy ý. Kỳ thật lúc đầu toàn bộ ranh giới đệ lục Trung ương Vương Triều đều là do Thánh Đình quản lý, nhưng địa vực đệ lục Trung ương Vương Triều thật sự quá khổng lồ, muốn quản lý một cái Vương Triều khổng lồ như thế độ khó không phải lớn bình thường, vì vậy Thánh Đình Chúa Tể lúc đó liền cắt phong từng khối ranh giới. Như vậy không chỉ có thể thu mua nhân tâm, mà còn có thể quản lý vương triều tốt hơn. Không ai ngờ tới, chuyện lại phát triển theo chiều hướng không tốt, cuối cùng tạo thành cục diện các đại tước gia xưng hùng như hiện giờ. Kỳ thật dùng nội tình thánh đình, tăng thêm căn cơ nắm giữ 28 vạn vực thì vẫn có thể cường thịnh, căn bản không có bất kỳ một vị tước gia nào dám làm càn ở trước mặt thánh đình cả. Cái này phải ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước, thánh đình bắt đầu phát sinh nội loạn. Có người đã làm ra thống kê, chỉ trong vòng 3.000 năm đầu tiên, trong thánh đình đã rối loạn hơn 27 lần, những nội loạn này tuy rằng đều bị trấn áp, nhưng cũng khiến nội tình thánh đình hao tổn, cường giả vẫn lạc, phe phái càng nhiều. Cũng ngay lúc đó, các vị tước gia đều thừa dịp giết nhập thánh đình, lấy thủ hộ chúa tể làm danh, kỳ thực chính là cướp đoạt tài nguyên của thánh đình. Đặc biệt là vào 1.3 vạn năm đến 1.2 vạn năm trước, thời gian 1.000 năm này. Trong lịch sử đệ lục Trung ương Vương Triều tuyệt đối là một đoạn hắc ám nhất, vô sỉ nhất, nghe nói lúc ấy ngay cả âm phủ giới, A-tu-la-hải, thần ma cảnh, đều tiến đến thánh đình chia cắt lợi ích, gây ra rất nhiều rèm pha khiến người khinh thường. Trong đó có một lần sỉ nhục trực tiếp đánh cho thánh đình rơi vào vực sâu, nhớ đến lúc ấy kể cả thánh đình chúa tể, thánh phi tử, thánh công chúa, thánh hoàng tử của chúa tể toàn bộ đều bị 3 vị vương giả âm phủ giới bắt cóc đi. Ở âm phủ giới chịu đủ loại lăng nhục không cách nào dùng lời để hình dung. Chuyện này chấn động nhân loại tất cả Trung ương Vương Triều, cuối cùng chọc giận một vị cao tăng Phật môn, hắn giận dữ mà cuồng, một mình một người sát nhập âm phủ giới, thập đại vương giả âm phủ giới lại không thể ngăn cản. 3 vị vương giả kia bị cao tăng Phật môn đuổi giết đến mức trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cuối cùng chạy ra khỏi lãnh thổ nhân loại, nhưng vẫn bị trấn giết tại vạn tộc chiến trường. Phong Phi Vân như có điều suy nghĩ, nói. 3 vị vương giả âm phủ giới kia chính là Diêm Vương, Luân Chuyển Vương, Tần Nghiễm Vương sao? Ngươi cũng nghe qua đoạn lịch sử rèm pha kia sao? Lưu Tô Hồng trừng mắt. Không có, chỉ là khiến ta nghĩ tới lão bát cố ra thôi. Phong Phi Vân cười cười. Kỳ thật Phong Phi Vân chính thức nghĩ đến chính là Diêm Vương. Diêm Vương là vào 1 vạn năm trước chạy trốn tới thần tấn Vương Triều. Lúc ấy đã bị thụ thương rất nặng,
xem ra chính là bị vị cao tăng Phật môn kia đánh thương. Phong Phi Vân cũng rốt hiểu rõ vì sao hắn lại hận Phật tu như vậy, lúc bản thân bị trọng thương vẫn chung kết thời đại Phật tu lúc đó. Chỉ là tất cả tu sĩ đệ lục trung ương vương triều đều biết Tam Đại Vương giả âm phủ giới là vẫn lạc ở vạn tộc chiến trường, nhưng Diêm Vương sao lại xuất hiện ở Thần Tấn Vương triều, trong đó quả thật không tương xứng, chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Lưu Tô Hồng tự nhiên biết rõ Luân Chuyển Vương cũng không chết hết, giấu ở trong thân thể Cố Lão Bát, hơn nữa hiện giờ lại đã nhận được truyền thừa của Huyết Kỳ Bán Thánh, tùy thời đều có thể đông sơn tái khởi. Đây là một nhân vật rất nguy hiểm a hát. Nàng tiếp tục nói, là thần thiên tước ra cứu thánh đình chúa tể, những thánh phi tử, thánh công chúa, thánh hoàng tử thánh đình kia trở về, nghe nói sau khi trở lại thánh đình, những thánh phi tử và thánh công chúa kia đều bị bí mật xử quyết, hạ lệnh chính là thánh đình chúa tể. Phong Phi Vân lắc đầu cười cười, nói, thánh đình chúa tể này thật sự là kẻ bất lực, rõ ràng là mình vô năng, lại đổ mọi sai lầm lên người nữ nhân và lão bà của mình. Hắn đương nhiên là kẻ bất lực. Nhưng thần thiên tước gia lại thích kẻ bất lực như vậy, hơn nữa cách mấy trăm năm đều đến đỡ một người bất lực mới. Phong Phi Vân nói, cách mấy trăm năm sẽ đổi thánh đình chúa tể sao? Lưu Tô Hồng cười nói, trên lý luận mà nói, cách mỗi vạn năm mới có thể đổi thánh đình chúa tể, chỉ tiếc gần vạn năm qua, mỗi đời thánh đình chúa tể của đệ lục trung ương vương triều đều sống không lâu, một vị thánh đình chúa tể tại vị đáng kể nhất, thời gian dài nhất cũng chỉ sống hơn 700 năm. Sau đó liền không hiểu thấu chết trong thánh đình. Trong đó một vị thánh đình chúa tể đoản mệnh nhất cũng chỉ sống được 36 năm. Tuổi thọ ngắn như vậy sao? Phong Phi Vân kinh ngạc. Lưu Tô Tử mị nhãn như tơ, cười nói. Bởi vì vị thánh đình chúa tể đoản mệnh nhất này thiên phú rất cao, đạt đến hàng ngũ thiên tài cấp bậc truyền kỳ, chỉ tiếc lại không đủ thông minh, không hiểu dấu tài. Trong thân thể hậu nhân thánh đình tự nhiên đều chảy xuôi theo huyết dịch chí cường. Có thể ra một ít thiên tài tuyệt đỉnh cũng là chuyện hợp tình lý, nhưng đương kim thánh đình đã sớm bị thần thiên tước ra khống chế, bất luận thánh đình chúa tể nào triển lộ ra thiên phú đều bị gạt bỏ, không có khả năng để hắn phát triển tiếp được. Phong Phi Vân lắc đầu, cười nói. Chỉ ba vạn năm, thánh đình liền từ vô thượng chúa tể, biến thành chính quyền bù nhìn của thần thiên tước ra hiện giờ, sa đọa cũng quá nhanh rồi. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Thánh đình suy bại đó là vì chính quyền bá chủ này đã bị Sa Hoa Dâm Đãng làm cho mục nát rồi. Kỳ thật nói ngắn lại có thể quy nạp thành hai nguyên nhân. Thứ nhất, người thừa kế thánh đình chưa chọn tốt, một thế lực cường đại, nếu để cho một người nhu nhược, vô năng cầm quyền thì nhất định sẽ suy bại rất nhanh. Cũng chính vì nguyên nhân này, hiện giờ tất cả đại cảnh chủ phủ lựa chọn người thừa kế đều thập phần nghiêm khắc, coi như là khiến hậu bối tử tôn đều liều đến máu chảy thành sông, cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần có thể tuyển ra được một người mạnh nhất, vậy thì tất cả đều đáng giá. Thanh âm Lưu Tô Hồng trở nên nghiêm túc, nói. Nguyên nhân thứ hai thật ra là vì thần thiên tước gia quá mạnh mẽ, ở đệ lục trung ương vương triều có thể nói vô địch. Đây là một nhân vật cực kỳ cấm kỵ, khiến người cảm thấy áp lực. Nàng tựa hồ không muốn nói nhiều về thần thiên tước gia, bởi vậy không nói thêm gì nữa. Thật lâu sau, Lưu Tô Hồng mới lần nữa nói. Bên người thần thiên tước gia có ba nhân vật rất giỏi, mỗi người đều là nhân vật dậm chân một phát liền có thể chấn động thiên hạ. Ba người này theo thứ tự là, thánh cảnh cảnh chủ, lâm các lão, thánh đình nhất phẩm thiên thiên quan đạo nhân, đây cũng là ba người không thể trêu chọc nhất. Phong Phi Vân hỏi, thánh cảnh cảnh chủ là người thế nào? Ngày mai Phong Phi Vân sẽ phải đi đến chỗ thánh cảnh cảnh chủ báo danh, tự nhiên phải hiểu rõ thêm một chút. Lưu Tô Hồng nói, trên nguyên tắc mà nói, thánh cảnh cảnh chủ có hai thân phận, hậu nhân thánh đình và đại đệ tử thần thiên tước gia. Phong Phi Vân sửng sốt sau nửa ngày, nói. Hậu nhân thánh đình lại bị thần thiên tước gia thu làm đệ tử, sau đó được phong làm thánh cảnh cảnh chủ. Không có gì phải kinh ngạc cả. Lưu Tô Hồng lại nói. Thánh cảnh chính là một cảnh thánh đình độc lập khống chế, cũng là một cảnh khổng lồ nhất, có được 28 vạn vực, từ khi đệ lục trung ương vương triều thành lập. Thánh đình chúa tể ngay lúc đó đã quy định, cảnh chủ thánh cảnh phải do đệ tử dòng chính Long gia đảm nhiệm, không ai được nhúng chàm cả. Thánh đình chúa tể họ Long. Trong lòng Phong Phi Vân có chút cảm giác kỳ quái. Đúng là họ Long. Lưu Tô Hồng trầm ngâm một lát, lại nói. Mặc dù nói ngươi chính là vực chủ lâm các lão đề cử, nhưng khẳng định sẽ có người làm khó dễ ngươi, ngươi ngày mai nên cẩn thận một chút. Phong Phi Vân cười cười, nói.
ngươi yên tâm là được. Còn có, tu vi của ngươi. Trong đôi mắt Lưu Tô Hồng sinh ra kỳ quang. Không đột phá cảnh giới kia. Phong Phi Vân lắc đầu. Vầng sáng trong đôi mắt Lưu Tô Hồng mở đi một ít, mặc vào áo choàng liền mũ màu đỏ thẫm trên bàn, sau đó mở cửa phòng ra, đi ra khỏi thư khố. Bên ngoài, tuyết bay đầy đất, gió lạnh lạnh thấu xương. Áo đỏ tuyết trắng. Nàng cuối cùng biến mất trong bông tuyết, dần dần từng bước đi đến. Phong Phi Vân cũng buông xuống hồ sơ trong tay, đi đến dưới cửa sổ, vén lấy một căn cành trúc, nhìn qua tuyết rơi ngoài trời, cho đến khi mắt bạc trắng, hàn khí tập kích người. Một hồi tuyết thật tốt a. Trận tuyết này cuốn khắp Nam Cực Tinh, đóng băng vạn dặm, núi cao vạn trượng cũng phủ lên một tầng ngân trang. Trên mặt đất, tuyết đọng dày ba thước, dẫm lên có thể nuốt chừng cả nửa mắt cá nhân. Phong Phi Vân ăn mặc áo trắng sạch sẽ, chát lấy đai lưng khoan hậu, chân đạp mặt tuyết, từng bước một đi trên đường đá cổ xưa, nhìn như đi rất chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều có thể bước ra hơn 10 dặm. Giữa trưa đã đến thánh cảnh cảnh chủ phủ. Tòa cảnh chủ phủ này cũng ở vào Nam Cực Tinh, nhưng lại tọa lạc trên một mảnh bình nguyên rộng lớn, liếc nhìn lại, từng tòa thành quách và cung điện đều bị băng tuyết nhấn chìm, ngẫu nhiên lộ ra một cây cột đỏ thẫm, nhan sắc lộ ra cực kỳ chói mắt. Thánh cảnh thiên khuyết. Phong Phi Vân đứng ở trước cổng chính cảnh chủ phủ, cổ như muốn ngẩng lên bầu trời, mới có thể nhìn thấy bốn chữ to trên tấm biển kia. Bốn chữ này mang theo một loại uy nghiêm đáng sợ, trầm trọng tựa như bốn tòa núi lớn, mang theo bốn loại đạo kính bất đồng, người bình thường đến đây, không thể không bị lực lượng thái nghén trên bốn chữ to kia đè quỳ trên mặt đất. Phong Phi Vân cũng cảm giác được áp lực khổng lồ, chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng như nặng thêm vài phần. Người không có phận sự tiếp cận cảnh chủ phủ, tất cả giết chết. Một đội tu sĩ đi qua, ăn mặc lân khải trầm trọng, hai mắt hữu thần, khí thế khinh người. Bọn hắn vây quanh lấy Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không nhanh không chậm lấy ra ấn, lại cười nói. Tại hạ Phong Phi Vân, chính là đấu vực vực chủ Tân Tấn, tiến đến để ký tên vực mục công văn. Ngươi, vực chủ, tướng lãnh ngồi trên thứ giống như sắt lá kia có chút cúi người. Đánh giá Phong Phi Vân một phen, mỉa mai cười cười, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào quan ấn trong tay hắn. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, cười nói. Đấu vực vực chủ, ta thấy ngươi là đang đùa chúng ta rồi, chỉ bằng ngươi cũng có thể trở thành một vị vực chủ sao, ngươi còn chưa đạt tới vũ hóa cảnh a. Nói không chừng người ta có đại bối cảnh, chính là mua vực chủ. Mua, ngươi đi mua cho ta một cái vực chủ xem thử. Một đội tu sĩ này đều là cường giả, mỗi người tu vị không tầm thường, bằng không thì cũng không có tư cách ở tại Nam Cực Tinh. Trong đó, tướng lãnh kia càng đạt đến cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng, uy thế bức nhân, ở nơi khác tuyệt đối là nhân vật hô phong hoán vũ. Tướng lãnh kia cười nói, quan ấn này đúng là thật, bất quá. Hắn liên tục đánh giá Phong Phi Vân một phen, lại lạnh bốt cười. Tu vị cũng quá yếu, tiểu tử, thành thật khai báo. Quan ấn này của ngươi là từ đâu lấy được? Phong Phi Vân nho nhã lễ độ, chắp tay nói. Lâm Các Lão bảo vãn bối hôm nay đến cảnh chủ phủ báo danh. Thì ra là Lâm Các Lão. Vị tướng lãnh kia mỉa mai cười, nhưng nở nụ cười một nửa liền phản ứng lại. Cái gì, hắn nói cái gì, Lâm Các Lão? Đông, đông. Một đội tu sĩ này toàn bộ đều từ trên thứ giống như sắt lá nhảy xuống. Ngoại trừ vị tướng lãnh vũ hóa đệ nhất trọng kia, đoàn người này toàn bộ đều quỳ xuống trong đống tuyết. Tướng lãnh kia cũng bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, đi qua, cung kính cúi đầu với Phong Phi Vân, nơm nớp lo sợ nói. Không nghĩ đến huynh đài chính là đệ tử của các lão thiên cung, vừa rồi có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội. Đầu của hắn như muốn chôn trên mặt đất, trên trán không ngừng lăn xuống mồ hôi lạnh. Ta không phải đệ tử các lão thiên cung. Phong Phi Vân nói, vậy khẳng định là môn nhân của các lão, có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, ta cũng không phải môn nhân các lão. Tướng lãnh kia kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại không biết nói làm sao. Dẫn ta đi vào tiến hành nhập chức công văn đi. Phong Phi Vân cười nói, trong lòng tướng lãnh kia đối với Phong Phi Vân vẫn rất kính sợ, dù sao đối phương là người mà Lâm Các Lão đề cử qua. Lâm Các Lão là nhân vật nào? Đây chính là nhân vật hô phong hoán vũ ở đệ lục trung ương vương triều. Người trẻ tuổi trước mắt này có thể được các lão coi trọng, sao không phải một vũ hóa hiền giả như hắn có thể đắc tội được?
vực chủ đã là quan hàm tương đối lớn, quá trình cực kỳ phiền toái, một mực bận rộn bôn tẩu một ngày, mới tiến hành xong nhập chức công văn, nhưng Phong Phi Vân lại ngay cả bóng dáng thánh cảnh cảnh chủ cũng chưa từng thấy. Ta chính là một vị vực chủ, trước khi nhập chức, cảnh chủ đại nhân sẽ không gặp ta sao? Phong Phi Vân nói ra. Thánh Đình quân tướng lĩnh mang Phong Phi Vân đi làm thủ tục kia cười nói. Phong huynh đệ chính là người mà các lão đề cử qua, tự nhiên khác với những người khác, nếu đổi thành một vực chủ khác đi nhậm chức, trước tiên phải được cảnh chủ tiếp kiến, sau đó mới tiến hành từng bước một, chỉ riêng đợi cảnh chủ tiếp kiến sợ rằng cũng phải đợi hơn mấy tháng, quá trình làm thủ tục còn tốn nhiều thời gian hơn, còn phải quan hệ bốn phía người khác mới xử lý cho ngươi, toàn bộ quá trình không tốn một năm nửa năm mới lạ đấy. Thánh Đình quân tướng lĩnh này tên là Hoắc Đạt, chính là một vị đại giáo của cảnh chủ phủ, tu vị vũ hóa đệ nhất trọng. Phong Phi Vân cười nói. Nói như vậy ta vẫn tương đối may mắn rồi. Đó là tự nhiên, những lão gia hỏa kia ai dám không cho ngươi mặt mũi chứ? Hoắc Đạt cười dài, sau đó lại nói. Phong huynh đệ tiếp đến chỉ cần chờ cảnh chủ đại nhân tiếp kiến là được, sau đó liền có thể đi nhậm chức rồi. Ta còn phải đi bổ thiên các báo danh, liền cáo từ rồi. Phong Phi Vân cũng không nghĩ đến chuyện còn đơn giản hơn mình nghĩ nhiều, xem ra năng lực của Lâm Các lão còn lớn hơn mình tưởng tượng nhiều. Bổ Thiên Các. Hoắc Đạt bị kinh ngạc nhảy dựng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân rời đi, cảm giác thập phần không thể tưởng tượng nổi, người trẻ tuổi này rốt cuộc là từ đâu đến. Trong mắt Hoắc Đạt tinh mang xoay tròn, mang theo thần sắc suy tư, thân thể khẽ động, sau đó chìm vào lòng đất, biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Lúc hắn lần nữa chui lên khỏi lòng đất đã xuất hiện ở trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, ở đây lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, linh yên mênh mông, như thiên khuyết thần cung vậy. Vị trí phía trên, ngồi một nữ tử mặc khăn quàng vai kim ti. Nàng da thịt tuyết trắng, thần thái ôn nhu, lông mi mảnh khảnh có chút nhíu một cái. Tuổi còn trẻ đã được phong làm vực chủ, xem ra người trẻ tuổi này rất được Lâm Các lão coi trọng, lão hồ ly này đến cùng đang hạ quân cờ gì? Chẳng lẽ hắn định xếp quân cờ vào thánh cảnh sao? Hồi bẩm nương nương, người trẻ tuổi kia không chỉ được phong làm vực chủ, mà còn trở thành thành viên của Bổ Thiên Các nữa. Hoắc Đạt quỳ trên mặt đất. Thành viên Bổ Thiên Các. Nữ tử ngồi ở phía trên bỗng nhiên đứng lên, có chút thất thố. Đúng lúc này, một nữ tử mặc áo trắng từ trong hư không đi ra, trong tay ôm đàn cổ, trên mặt che lụa trắng, không linh tuyệt diệu, đẹp như tiên nữ. Khiến Hoắc Đạt quỳ trên mặt đất cũng cảm thấy tâm thần thất thủ, thật giống như nhìn thấy một vị tiên nữ từ trên trời hạ phàm vậy. Nàng có chút khom mình hành lễ, thanh âm thanh mỹ đến cực hạn, nói. Tuyết thần nương nương, ta cảm thấy việc này chỗ trọng yếu nhất chính là. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là Lâm Các lão điều động qua, hay là thần thiên tước gia điều động qua. Thanh âm của nàng ôn nhu, mang theo một loại linh tính. Linh nhi, cái này có khác nhau sao? Vị tuyết thần nương nương trẻ tuổi xinh đẹp kia nói. Tự nhiên có khác nhau. Nữ tử ôm đàn cổ nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Hoắc Đạt, nói. Người có nghe ngóng được gì từ người trẻ tuổi kia không? Hoắc Đạt bị mỹ mạo của người con gái trước mắt này làm cho rung động, cơ hồ hóa đá, coi như hắn đã đạt đến vũ hóa đệ nhất trọng thì vẫn bị vẻ xinh đẹp này khiến nỗi lòng bốc lên, không sinh ra được nửa phần khinh nhờn, cung kính nói. Hắn nói hắn không phải đệ tử các lão thiên cung, cũng không phải môn nhân của Lâm Các lão. Vị tuyết thần nương nương ngồi ở phía trên kia liền nức nở, điềm đạm đáng yêu, thanh âm bi thương, nói. Nhất định là thần thiên tước, nhất định là hắn đã nhận ra, hắn đã nhận ra rồi. Nữ tử ôm đàn cổ vẫn rất bình tĩnh, lần nữa hỏi. Còn có gì nữa? Hoắc Đạt suy tư một lát, nói. Không có nữa, hắn chỉ nói chừng đó. Bất quá hắn ở cảnh chủ phủ điền công văn nhập chức, chỉ cần tìm đọc một phen, nhất định có thể tra ra được thân phận của hắn, đúng rồi, tên của hắn gọi là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, nữ tử ôm đàn có chút kinh dị, trong mắt đẹp mang theo vầng sáng trí tuệ, ngón tay trắng muốt mảnh khảnh khắp độc, suy tính thiên cơ mệnh lý, rất nhanh liền có kết quả. Thì thào tự nói, quả nhiên là hắn, ngón tay nữ tử ôm đàn nhẹ nhàng chấn động dây đàn, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Trong mắt mang theo thần sắc phức tạp, cuối cùng tụ tập thành sát ý, nói. Phong Phi Vân này không phải thần thiên tước gia điều động qua, chính là một tên bán yêu. Vị tuyết thần nương nương trẻ tuổi xinh đẹp kia, nói.
Bán yêu làm sao có thể trở thành vực chủ? Người này cũng không phải bán yêu bình thường, xảo trá âm hiểm, thiên phú tuyệt đỉnh, tâm trí hơn người. Nữ tử ôm đàn có chút cười. Bất quá chúng ta ngược lại có thể lợi dụng thân phận bán yêu của hắn để kích thích mâu thuẫn giữa thánh cảnh cảnh chủ phủ và các lão thiên cung. Nếu có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa thánh cảnh cảnh chủ và lâm các lão thì đối với kế hoạch của chúng ta sẽ càng thêm có lợi. Nữ tử ôm đàn này thanh mỹ tú lệ, nhưng trên người đã có một cổ long hoàng chi khí khiến người kính sợ, giờ phút này liền hữu ý vô ý giật tản đi. Nếu Phong Phi Vân giờ phút này ở chỗ này liền có thể nhận ra nàng ngay, nàng chính là nữ đế Long Khương Linh đã biến mất từ lâu, bộ dáng giờ phút này đúng là của Thái Vi. Phong Phi Vân lúc này đang trên đường đi đến Bổ Thiên Các, nhưng lại gặp một công tử áo tím. Nàng ngăn ở ngay phía trước Phong Phi Vân, chặn ngang giữa đường, tóc dài đen nhánh, tư thái ngạo nhân, ngũ quan tinh xảo, thanh tú xinh đẹp, nhìn gương mặt kia cũng rất lạnh, so với tuyết dưới mặt đất còn lạnh hơn. Phong Phi Vân liếc nàng, cười nói. Thất quận chúa, khí trời lạnh như vậy, ngươi còn cầm quạt xếp, cái này. Ngươi có ý kiến? Lưu Tô Tử vẫn đong đưa quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, nhãn quang lạnh như băng, nhìn gần lấy Phong Phi Vân. Cái này rất có nội hàm, mang đến cho người một loại cảm giác độc lập độc hành. Phong Phi Vân chợt lại nói. Chỉ là tại hạ còn có chuyện quan trọng cần xử lý, kính xin thất quận chúa nhường một con đường, để tại hạ đi qua. Nếu ngươi không nói cho ta biết nhất nhất đã bị ngươi làm gì, hôm nay đường này thật sự không thể đi được. Ánh mắt Lưu Tô Tử rét lạnh như băng. Nàng đã quay lại chú Thiên Phủ, biết rõ tin tức Phong Phi Vân một trưởng đánh bay hơn 10 vị cường giả Tây Linh Cảnh, đây cũng không phải là lực lượng bình thường, nếu không phải lúc đó có rất nhiều người trông thấy, nàng căn bản không thể nào tin được. Phong Phi Vân đã có lực lượng cường đại như thế, lại quỷ kế đa đoan, Hiên Viên Nhất Nhất tuy rằng tu vị cao cường, nhưng thật sự cũng có khả năng bị hắn ám toán. Vì vậy, nàng liền lập tức đuổi qua, chặn đường Phong Phi Vân, muốn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Phong Phi Vân ngẩng đầu lên, nhìn bông tuyết tung bay đầy trời, cười nói. Ta có thể làm gì Thánh Nữ Điện Hạ chứ, chuyện này không phải ta đã nói rất rõ rồi sao? Thật sự không liên quan. Lưu Tô Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, nói. Đó là bởi vì ta không biết tu vi ngươi hiện tại, cho nên mới bị ngươi lừa gạt, có phải ngươi đã đạt đến Niết Bàn Đệ Thất Trọng không? Phong Phi Vân hít một hơi hàn khí thật sâu, cười cười, nói. Ta hiện giờ chính là cô gia của Lưu Ly gia tộc, vị hôn phu của Đại Quận Chúa, theo đạo lý mà nói, ngươi nên gọi ta một tiếng Đại Tỷ Phu mới phải, nào có cô em vợ nào lại mạnh mẽ đặt nghi vấn với Đại Tỷ Phu như thế chứ? Bị người nhìn thấy sẽ có lời không hay, đối với thanh danh của thất quận chúa không tốt đâu. Lưu Tô Tử mài mài hàm răng, không chút sợ uy hiếp của Phong Phi Vân, thanh âm thanh mỹ, cất cao giọng nói. Đại tỷ phu đúng không, nếu ngươi không thành thật khai báo thì hôm nay ta sẽ khiến biến thành đại thái giám. Nàng không chút che giấu thanh âm của mình, rất nhiều tu sĩ đều nghe được lời của nàng, nhao nhao ghé mắt nhìn qua, chỉ trỏ, đàm tiếu nghị luận. Đó hình như là thất quận chúa của Diệp Hồng Cảnh, nam nhân đứng đối diện nàng hẳn là bán yêu Phong Phi Vân gần đây đang huyên náo xôn xao. Bán yêu kia không phải đính hôn với đại quận chúa Diệp Hồng Cảnh rồi sao, con cóc ăn thịt thiên Nga, thật là khiến người hâm mộ ghen ghét. Ta sao lại cảm thấy thất quận chúa cùng bán yêu này có khúc mắc, hắc hắc, thật là quái sự mỗi năm có a hát. Lưu Tô Tử không chút nào để ý tới ngôn từ của những tu sĩ kia, đôi mắt dễ thương như hàn tinh. Nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lông mi thon dài, ánh mắt sắc bén. Đúng lúc này 7, 8 tu sĩ đi qua, đều là nhân vật cường thế, có là cường giả một đời tuổi trẻ, cũng có hiền giả thế hệ trước. Cút ngay, biết rõ chúng ta là ai không? Một lão giả tóc bạc ra mồi điểm ra một ngón tay, bộc phát ra khe hở mang tính hủy diệt, giam cầm một tu sĩ chặn đường vào trong quang hoàn, khe hở co rút lại, tu sĩ chặn đường này bị đập vỡ thành một đoàn huyết nhục lớn chừng nắm đấm. Ồ, đoàn huyết nhục này bị lão giả luyện hóa, hút vào trong thân thể. Đám người kia thật sự quá bá đạo, chỉ chặn đường đã bị chém giết, ngay cả huyết khí tinh hoa cũng bị cắn nuốt. Mọi người mau lui lại, đó là người của Bát Thế Tử Phủ, chúng ta không trêu chọc nổi đâu. Bát Thế Tử Phủ, ông trời, y ngắn. Mấy tu sĩ vốn còn muốn báo thù nghe được mấy chữ Bát Thế Tử Phủ đều bị hù sợ, sau đó rút đi rất nhanh, không dám trêu chọc đám người kia. 7,
tám tu sĩ này trực tiếp đi đến trước mặt Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Tử, vây quanh lấy Lưu Tô Tử. Lão giả tóc bạc ra mồi kia bộ pháp tập tễnh, ăn mặc trường bào màu xám, mắt trợn trắng, nhìn không thấy đồng tử, đúng là một lão mù loà. Chung quanh thân thể hắn tràn đầy quy tắc chi lực đang vận chuyển, một cổ vận luật cổ xưa tản mát ra, như là một khối hóa thạch còn sống, thanh âm khàn khàn, nói. Bát Thế Tử, chúng ta vừa rồi có duyên gặp mặt cô nương một lần, muốn thỉnh ngươi đến Nguyệt Thượng Tiên Cung một chuyến. Lưu Tô Tử có chút ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vòng ánh trăng cực lớn treo trên trời cao, thản nhiên nói. Trở về nói cho Thế Tử các ngươi biết, bổn công tử không có hứng thú. Lớn mật, Bát Thế Tử, chúng ta muốn gặp ngươi, đó là vinh hạnh lớn lao của ngươi, đừng cho mặt lại không biết xấu hổ. Một trung niên nam tử thân cao chín xích mặc huyền y quát lạnh một tiếng. Một cước giẫm nát mặt đất, từng khối huyết cương ngọc thạch bản bị chấn nát, phi tuyết bay đầy trời. Trên người Lưu Tô Tử có ngạo nghễ chi khí, một mảnh tử mang từ bên trong da thịt giật tràn ra ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm óng ánh sáng long lanh, chạm phá hộ thể thần cương của trung niên nam tử này, mũi kiếm chỉ vào cổ họng hắn. Một cổ hàn khí từ trên mũi kiếm phun ra, ở trên cổ trung niên nam tử đông lạnh lên một vòng băng tinh. Hít hầu trung niên nam tử bị phá nát. Huyết dịch phảng phất bị đọng lại, trong lòng có chút hoảng sợ, biết rõ đối phương không dễ chọc, nhưng vẫn không sợ, nói. Ta chính là tùy tùng của Bát Thế Tử, ngươi dám làm khó dễ ta sao? Phong Phi Vân ở trong lòng mặc niệm cho người này. Phốc, đầu trung niên nam tử này trực tiếp bay ra ngoài, trong cổ vọt lên huyết tuyển cao ba thước, nhuộm đỏ cả phi tuyết bay trên bầu trời. Bành, thi thể ngã xuống đất. Lưu Tô Tử là nữ tử kiêu ngạo bực nào? Không chịu nổi nửa phần vũ nhục, kiếm chỉ bát phương, tư thế oai hùng ngạo nhân, nhãn quang bế nghễ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết Bát Thế Tử các ngươi là con nối dõi của vị tước gia nào, nếu muốn gặp bản quận chúa, thì cứ đến chú thiên phủ, đừng có thả chó ra cắn loạn người. Quận chúa, ta không cần biết ngươi là quận chúa gì, nhưng ngươi giết tùy tùng của Bát Thế Tử chính là sông đại họa, toàn bộ tước phủ các ngươi đều xong rồi. Một thiếu niên tà khí lẫm nhiên tay ôm cổ kiếm. Lạnh buốt cười. Những tu sĩ chung quanh cũng đều nghị luận nhau nhau, mang theo ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Tử. Ở đệ lục trung ương vương triều ai dám đắc tội Bát Thế Tử, quận chúa không biết từ đâu đến này xong rồi. Trước nay chưa từng có ai dám giết người của Bát Thế Tử, lần này Bát Thế Tử chỉ sợ động đại tức giận rồi. Chờ coi a, có người muốn xui xẻo. Phong Phi Vân phát giác được hào khí có chút không đúng. Dù sao dưới tình huống bình thường thế tử và quận chúa đều có địa vị ngang nhau, nhưng những tu sĩ kia chung quanh lại đều cực kỳ kiêng kỵ vị thế tử kia, chẳng lẽ vị Bát Thế Tử kia rất có lai lịch sao? Lão giả tóc bạc ra mồi cười lạnh, thanh âm khàn khàn mà khô cạn. Ngươi một quận chúa nhân tước cảnh nho nhỏ cũng dám giết người của Bát Thế Tử thần thiên tước phủ, đây quả thực là khiêu khích ha hát, thật to gan, ta thấy người Diệp Hồng Cảnh các ngươi cũng quá không để thần thiên tước ra vào mắt rồi. Bát Thế Tử thần thiên tước phủ. Nghe được bốn chữ thần thiên tước phủ, sắc mặt Lưu Tô Tử cũng có chút biến đổi. Bát Thế Tử này dĩ nhiên lại là Bát Thế Tử của thần thiên tước phủ, trong lòng Lưu Tô Tử cũng có chút bối rối, nàng đã sớm nghe qua lời đồn về Bát Thế Tử này, có thể nói là thánh đỉnh nhất ác. Bát Thế Tử vô cùng háo sắc, tu luyện âm dương tạo hóa công, tuy rằng không phải một vị thế tử mạnh nhất thần thiên tước phủ, nhưng là một vị thế tử nhiều nữ tử nhất. Nghe đồn hắn đã từng cường bạo một vị quý phi mà thánh đỉnh chúa tể yêu mến nhất, hơn nữa lúc ấy còn bị thánh đỉnh chúa tể tận mắt thấy, nhưng lại không dám đắc tội hắn, tự động rút đi. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, rất nhiều tu sĩ đều biết. Tuy rằng rất nhiều người cũng biết vị Bát Thế Tử này chuyện ác bất tận, nhưng lại không ai dám động hắn, bởi vì hắn chính là thế tử thần thiên tước phủ, địa vị so với các thế tử và quận chúa khác cũng cao hơn một mảng lớn, nhìn thấy hắn liền trốn đi rồi. Còn ai dám đi trêu chọc hắn nữa? Thiên hạ hôm nay, ai dám gây khó dễ thần thiên tước phủ? Chỉ sợ sẽ dù là đám tước gia nhìn thấy thế tử thần thiên tước phủ cũng phải lễ nhượng ba phần. Thất quận chúa, chúng ta về TAS thiên phủ. Hai vị lão nhân bay qua. Chính là hai vị hộ đạo nhân của Lưu Tô Tử, đều là vũ hóa hiền giả, hộ lấy nàng ở chính giữa, muốn mang nàng rời đi. Ta xem hôm nay người nào đi được. Lão giả tóc bạc ra mồi kia duỗi ra một thủ chảo, trong năm ngón tay bay ra năm đạo thần mang, tinh khí bỏng mắt, đám cho những tu sĩ chung quanh đều bay ra ngoài. Bành, bành,
hai vị hộ đạo nhân kia của Lưu Tô Tử cũng không phải kẻ yếu, từng người gọi ra thập phẩm linh khí, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Một tùy tùng của Bát Thế Tử phủ giết ra ngoài, trên mặt mang theo nụ cười lạnh dữ tợn, tay cầm song kiếm, đóng đinh hai hộ đạo lão nhân kia trên đường cái, máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả hai tay hắn. Ha ha! Hai vị tu sĩ lớp già Diệp Hồng Cảnh lại cứ như vậy nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm lên trời cao. Hai vị hộ đạo nhân liền cứ như vậy mà chết. Các ngươi! Lưu Tô Tử tức giận tới cực điểm, nhưng mà lại đem một cỗ nộ hỏa này áp chế lại, trong mỹ mâu lúc sáng lúc tối, nàng tự nhiên cũng rất kiêng kỵ thần thiên tước phủ, nhưng mà cũng không muốn thỏa hiệp, dù sao nàng cũng có ngạo khí của nàng. Rốt cuộc là người nào đang khiêu khích, người sáng suốt đều thấy được, người muốn bẻ cong sự thật, đây sự rằng chỉ khiến cho Bát Thế Tử chọc đến phiền toái không cần thiết. Ha ha, xung quanh đây đều là người sáng suốt, nhưng là... có người nào thấy được, người nào thấy được chứ? Những tu sĩ kia của Bát Thế Tử phủ cao giọng cười dài, mục quang lạnh lùng quét về phía những tu sĩ ở chung quanh. Những người kia đều là tránh còn không kịp, không dám ở chỗ này đợi lâu, sợ đại họa lâm đầu, làm sao có người nào có lá gan dám đắc tội Bát Thế Tử của thần thiên tước phủ. Lưu Tô Tử tự nhiên là biết tình cảnh đối với chính mình rất không ổn, nơi này chính là địa bàn của thần thiên tước phủ, đối phương có đông đảo cường giả, nàng không muốn ở lại lâu, tính toán trước tiên trở về chú thiên phủ, tránh cho việc gặp phải bất trắc. Khoản nợ nần ngày hôm nay sau này chúng ta lại tính, thị phi hắc bạch tự có định luận. Lưu Tô Tử liền muốn rời đi. Buồn cười, hiện tại ngươi còn không đi được, đem nàng trói lại đây cho ta, dẫn đến Nguyệt Thượng Thiên Cung, để cho Bát Thế Tử phát lạc. Lão giả da nhăn tóc bạc kia cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, một vũ hóa hiền giả liền đi ra ngoài. Vũ hóa hiền giả này mặc tăng bào, đầu không có tóc, đồng thời trên đỉnh đầu cũng không có chấm hương nào. Giống như là một hòa thượng nhưng cũng không phải là hòa thượng. Oanh! Vũ hóa hiền giả mặc tăng bào này bộ pháp trầm ổn, trên khuôn mặt dữ tợn mang theo nụ cười có mấy phần phóng đãng mà nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Tử, cánh tay trắng kiện đẩy ra một cái, một đạo kim sắc trưởng ấn bay ra, đầy trời đều là Phật văn bay múa, đem chung quanh chiếu thành kim sắc. Tâm trí của Lưu Tô Tử kiên định, tu vi không tầm thường, mở chiếc phiến ra, triệu hồi một phiến tử sắc lôi điện bao phủ lấy thân thể mềm mại. Oanh! Cái Phật trưởng này kinh khủng vô cùng, đem những tử sắc lôi điện kia ma diệt, đem chiết phiết trong tay Lưu Tô Tử chém nát. Thân thể mảnh khảnh của Lưu Tô Tử lùi lại, lực lượng không địch lại vị vũ hóa hiền giả mặc tăng bào kia. Ha ha! Vũ hóa hiền giả mặc tăng bào kia cười dài một tiếng, lực lượng rất kinh khủng đánh ra trưởng ấn không ngừng, khiến cho Lưu Tô Tử bại lui liên tiếp. Dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, nếu không phải trên người Lưu Tô Tử mang theo rất nhiều thủ hộ thần bảo, chỉ sợ sớm đã bị đối phương chấn áp rồi. Thất quận chúa, biết điều một chút thì thúc thủ chịu trói đi, Bát Thế Tử coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi. Vũ hóa hiền giả mặc tăng bào chắp tay trước ngực, trên lưng sinh ra một vòng Phật hoàn, một cái kim sắc Phật ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem Lưu Tô Tử đánh lui lại lần nữa. Khóe miệng tiên diễm hồng nhuận của nàng tràn ra một tia máu, tóc dài trên đầu rơi xuống lả tả, sợi tóc đều mềm mại, dung nhan thanh mỹ, da thịt trắng nhuận, trong lúc vô tình đã thối lui đến bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, thay ta giết hắn, ta liền thối lui ra khỏi chàng tranh giành người thừa kế cảnh chủ. Giữa kẽ da Lưu Tô Tử tràn đầy tia máu, ánh mắt lạnh như băng từ trước tới giờ chưa từng có. Nàng là một người từ trước đến giờ đều không chịu nổi nửa phần ủy khuất. Ngạo khí trong lòng so với người nào khác cũng đều cao hơn, đối phương cho dù chỉ là có một tia bất kính với nàng thì nàng cũng muốn mạng của đối phương. Ở thời điểm lần đầu tiên Phong Phi Vân đi tới Đệ Lục Trung Ương Vương Triều gặp nàng, cũng biết nàng là một người như vậy rồi. Phong Phi Vân cũng không nghi ngờ những lời nàng đã nói là sẽ thối lui khỏi tranh giành người thừa kế cảnh chủ, dù sao hiện tại nàng đắc tội với người của thần thiên tước phủ, nếu như trở thành người thừa kế cảnh chủ của Diệp Hồng Cảnh. Như vậy liền biến thành cả Diệp Hồng Cảnh đắc tội thần thiên tước phủ. Nàng tự nhiên hiểu được quan hệ lợi hại trong chuyện này, cho nên mới chủ động nói lên việc thối lui khỏi chàng tranh giành người thừa kế cảnh chủ. Nhưng mà, người ta nhưng là người của thần thiên tước phủ, đắc tội với thần thiên tước phủ đối với ta thì có ích lợi gì? Phong Phi Vân cũng không muốn làm chim đầu đàn, hơn nữa còn đối với mình không có chỗ tốt nào. Rốt cuộc là ngươi có giết hay không? Mỹ mâu của Lưu Tô Tử trừng lên, từng chiếc lông mi dựng lên,
cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dừng lại một chút, nói. Được rồi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cứu ngươi khỏi nước sôi lửa bỏng, ngươi thật đúng là hồng nhan họa thủy, trêu chọc địch nhân một lần so với một lần càng lợi hại hơn. Mặc dù Phong Phi Vân không muốn dây vào, nhưng mà nếu như hắn thật sự trơ mắt nhìn Lưu Tô Tử bị người của Bát Thế Tử Phủ mang đi, như vậy sau này những người kia của Diệp Hồng Cảnh chọc không nổi Thần Thiên Tước Phủ, khẳng định sẽ đem tất cả sai lầm đổ lên trên người của hắn, đến lúc đó hắn sẽ phải trả nợ cho chuyện phong lưu của Bát Thế Tử, đây cũng không phải là tác phong của Phong Phi Vân hắn. Coi như là trả nợ thì cũng là người khác trả nợ phong lưu cho hắn, không phải sao? Lưu Tô Tử có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Phong Phi Vân thế nhưng thật đáp ứng nàng mà giết người, hơn nữa giết chính là người của Thần Thiên Tước Phủ. Còn không phải là gặp phải tai tinh như ngươi sao, mỗi lần gặp phải ngươi luôn là gặp phải kiếp nạn. Lưu Tô Tử có chút mạnh miệng mà nói, thật ra thì hảo cảm trong lòng đối với Phong Phi Vân đã tăng lên gấp bội, hơn nữa trong lúc vô tình thế nhưng ở trên người Phong Phi Vân cảm thấy được một loại cảm giác an toàn mà không giải thích được, giống như mỗi lần chính mình gặp phải khó khăn nguy cấp nhất thì hắn đều có thể giúp mình hóa giải. Lần này có thể không? Trong lòng nàng cũng không nắm chắc. Bởi vì lần đối mặt này chính là Thần Thiên Tước Phủ khiến cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi là ai? Ánh mắt của Vũ Hóa Hiền giả mặc tăng y rét lạnh, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Vẻ mặt của Phong Phi Vân bảo tượng trang nghiêm, chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, tại hạ là đệ tử Phật môn Tục Gia. Một vòng Phật hoàn ở phái sau lưng Phong Phi Vân hiện lên, Phật quang vạn trượng, dưới chân sinh ra một tòa Phật thai thất thập nhị phẩm. Phạm âm xương lên trong thiên địa, Phật văn lượn lờ làm cho người ta có một loại thần vận yên tĩnh vô hạn. Phật khí thật tinh thuần. Ánh mắt của Vũ Hóa Hiền giả mặc tăng y kia co rụt lại, nói. Nếu là người trong Phật môn, vậy liền là có nguồn gốc với nhau, chuyện này ngươi quan không nổi đâu, vị quận chúa này đã được Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ coi trọng, coi như là Phật tổ đến cũng không cứu được nàng. A-di-đà Phật, thiên địa vạn vật có người có đức ở. Không đúng. Khụ khụ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, Phật nói, mọi việc chớ làm ác xuống địa ngục. Phong Phi Vân nói năng hùng hồn đầy lẽ lẽ, thanh âm thần thánh giống như là Phật âm lay tỉnh thế gian. Người đây là muốn chết. Ánh mắt của Vũ Hóa Hiền giả mặc tăng y kia run lên, chắp tay trước ngực, trên đỉnh đầu có 10 viên Phật châu xoay tròn, một tòa Phật Đà Đại Sơn kim sắc chói lọi ép xuống, muốn đem Phật môn Tục Gia đệ tử xen vào việc của người khác này đánh chết. Phong Phi Vân tựa như một vị cổ Phật, lắc đầu thở dài, hai mắt khép lại, trong miệng đọc lên từng tiếng phạm âm. Mễ mễ, mễ hống. Oanh, oanh. Kim mang liên tiếp từ thân thể của Phong Phi Vân bay ra, tổng cộng có 9 đạo kim mang, mỗi một đạo kim mang oanh kích ở trên người của Vũ Hóa Hiền giả mặc tăng y kia, liền đem người này đánh lùi một bước. Phốc, phốc. Khi 9 đạo kim mang oanh kích ở trên người hắn đã đầy máu đen. Quỳ rạp xuống đất, đầu rủ xuống. Lúc này Phong Phi Vân mới dừng niệm Phật văn lại, chậm rãi mở mắt, đi tới trước người Vũ Hóa Hiền giả mặc tăng y đang quỳ trên mặt đất kia, chắp tay trước ngực, xá ba xá với hắn, sau đó niệm chú. A-di-đà Phật, cửa địa ngục đã mở ra, linh hồn nhân môn đang tẩy rửa, hết thảy dơ bẩn đều phải biến mất, sau khi luân hồn sẽ ra đời linh hồn mới. Hắn đang làm gì thế? Vị lão giả da nhăn tóc bạc kia của Bát Thế Tử hỏi. Không biết. Một cái thiếu niên tà khí lẫm liệt đi tới, vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa điểm lên trên đỉnh đầu của Vũ Hóa Hiền giả mặc tăng y một cái, phát hiện sinh cơ trong cơ thể của Vũ Hóa Hiền giả này đã mất hết, thân thể lạnh như khối băng. Thiếu niên tà khí lẫm liệt này vội vàng thu tay lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào thần côn còn đang niệm chú ở phía trước một cái, thân thể có chút phát run, nói. Ô lão. Ngũ giới đại sư đã chết. Phong Phi Vân dừng niệm chú lại, chậm rãi nói. Vị tiểu thí chủ này cũng đừng có nói dối, bát giới đại sư chẳng qua là bỏ qua một cái túi da dơ bẩn, tại hạ mới vừa rồi đã siêu độ cho hắn, niệm kinh văn vãng sinh, linh hồn của hắn đã được tân sinh, một đời sau nói không chừng sẽ trở thành một vị thánh giả, A-di-đà Phật, thiện tâm trường tồn, sinh mệnh không dứt. Mẹ kiếp, lại dám giết Phú Hóa Hiền giả của Bát Thế Tử chúng ta. Đây là muốn lật trời rồi, giết tiểu tử này cho ta. Ô lão không nhịn được mà nói tục một tiếng. Phong Phi Vân nói. Các vị thí chú phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, người giết đến, ta giết đi,
liên tục mấy lần rồi, sao không để xuống hết thảy cừu hận, biến chiến tranh thành tơ lụa? Kháo, con mẹ nó, người giết người của Bát Thế Tử phủ chúng ta, lại vẫn nghĩ đến việc biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Chút ít cường giả kia của Bát Thế Tử phủ đều giận đến hộc máu. Phong Phi Vân dùng ngôn từ xác thực lại mà nói. Đó không gọi là giết, mà là độ hóa, có câu nói Phật độ người hữu duyên, ta đang dùng Phật hiệu hóa giải lệ khí trong thân thể của hắn, để cho hắn tìm về chân ngã, cho hắn cơ hội tái thế làm người. Ở Phật môn mà nói, cái này gọi là công đức vô lượng, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, A-di-đà Phật. Phốc A. Những tu sĩ kia của Bát Thế Tử phủ hộc máu tập thể. Mẹ nó, người đã đem người giết đi lại còn nói ra những lời đường hoàng như vậy, còn biết xấu hổ hay không? Giết, giết, phải đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn. Ô lão nổi giận nói. Ngay lúc đó liền có năm cường giả giết tới, đều là nhân vật cao thủ tuyệt đỉnh, trong đó có người đã bước vào vũ hóa cảnh, đều là hiền sĩ mà Bát Thế Tử chiêu lãm. Oan oan tương báo khi nào mới dứt? Các vị cần gì phải làm như vậy, người là Phật tương lai, Phật đã từng là người, xem ra ta chỉ có thay thế Phật tổ tinh lọc linh hồn của các ngươi. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, sắc mặt hết sức bình tĩnh, vươn ra một ngón tay, hướng về một vị tu sĩ ở trong đó chỉ tới, trong miệng đọc lên hai chữ. Nằm xuống. Một tu sĩ vừa mới bước một chân vào vũ hóa cảnh, linh khí trên người ảm đạm, thân thể mất đi lực lượng ngã trên mặt đất. Ngươi cũng nằm xuống đi. Ngón tay của Phong Phi Vân chỉ về phía tu sĩ thứ hai. Tu sĩ này cũng liền mềm nhũn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Phong Phi Vân liên tiếp điểm ra năm chỉ, cũng không thấy trên ngón tay hắn đánh ra thần thông gì, vẻn vẹn chỉ là chỉ vào những người kia liền tự mình ngã xuống, giống như là trong minh minh thật sự có một vị Phật tổ đang phán quyết sinh tử của người khác. Đây là một màn cực kỳ quỷ dị để cho tất cả mọi người thấy đến trong lòng chấn động. Không ai thấy trong thân thể của Phong Phi Vân lưu chuyển ba động linh khí nào, nhưng mà năm vị tu sĩ có tu vi cường đại kia lại đều ngã ở trên mặt đất. Chết hết rồi. Đây, đây thật sự quá chấn động người ta rồi. Mỹ mâu của Lưu Tô Tử gợn sóng, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch, mặc dù biết tu vi của Phong Phi Vân rất mạnh nhưng mà lại không nghĩ đến thủ đoạn của hắn lại đất đến trình độ không thể tưởng tượng nổi như thế này. Cái tên bán yêu chết bầm này có lá bài tẩy giấu giếm nhiều lắm. Phong Phi Vân thi triển tự nhiên là lực lượng của tử kiếp trong kiếp diệt vạn đạo pháp, hiện tại hắn có thể đạt tới trình độ nói người nào chết thì người đó sẽ chết. Ở trong vô hình đem tuổi thọ của đối thủ chém hết. Đây là lực lượng của tử kiếp. Tử kiếp, vô hình vô ảnh, mặc dù là tồn tại chân thật nhưng mà lại sờ không tới. Cái gì, toàn bộ chết hết rồi. Ô lão dùng thần niệm điều tra 5 người ở trên mặt đất, phát hiện sinh cơ của 5 người này đều đã đoạn tuyệt, biến thành 5 cỗ tử thi, đây cô ra thực là để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Phong Phi Vân chắp tay trước ngực, Phật quang trên người lưu chuyển, phạm âm nổi lên bốn phía. A-di-đà Phật, cửa địa ngục đã mở ra, đang rửa linh hồn của mọi người, hết thảy hiểu lầm đều sẽ biến mất, sau luân hồi. Ngươi còn niệm kinh, ô lão giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên người lao ra một phiến hôi sắc quang mang, nộ hỏa đều muốn từ trong thân thể xông ra. Hắn biết thần côn trước mắt này có chút quỷ dị, không dám khinh thường, tế ra một tấm ngọc phù lớn nhỏ bằng lòng bàn tay để trên đỉnh đầu, bao phủ toàn thân. Tu vi của hắn xa xa không phải là những vũ hóa hiền giả kia có thể so sánh được, hắn đã đạt đến cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong, cả người đều là hôi sắc thần liên, khí trùng vân tiêu. Thủ chỉ như kiếm, điểm ra một đạo kiếm ba thô to tới một thước. Ba ba. Nơi kiếm ba bay qua, mặt đất liên tục nứt ra. Kim tàm Phật vực. Phong Phi Vân chắp tay trước ngực, một tầng kim sắc Phật quang lao ra, Phật khí ngưng tụ thành vô số kim tàm, hiện ra 108.000 loại tư thái. Kim tàm phảng phất có thể niệm chú Phật ngữ, phát ra từng tiếng Phật thanh hùng hậu. Thình thịch. Kiếm ba oanh kích ở trên kim sắc Phật vực, bộc phát ra một cỗ trùng kích cường đại. Nhưng mà Phong Phi Vân lại vẫn không nhúc nhích, giống như lão tăng ngồi thiền, đem một cỗ nhuệ khí kia hóa giải trong vô hình. Thân thể như cũ bao phủ ở trong kim sắc Phật mang, mở hai mắt ra, lắc đầu thở dài nói. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, thí chủ, ngươi nên thu tay lại rồi. Đại cực thiên luân đạo. Ô lão rất không thể nhìn được Phong Phi Vân, bị tức đến không nhẹ, triển khai một loại thần thông cường đại. Vũ hóa chi khí trên người phun ra tạo thành một vòng tròn xoay chuyển,
cương phong nổi lên bốn phía, lực lượng cuồn cuộn xung quanh. Phong Phi Vân cảm giác được nguyệt lượng trên bầu trời truyền đến mấy đạo khí thức khiếp người, xem ra Bát Thế Tử Phủ lại có cường giả đuổi đến, không thể lại kéo dài nữa rồi. Càn Khôn Trưởng Ấn Thiên Địa. Thủ trưởng của Phong Phi Vân mở ra, Phật Quang vô tận hướng vào trong tay hắn tụ tập lại, tạo thành từng tòa địa lý địa mạo giống như một tòa kim sắc thế giới oanh áp qua. Thanh âm gào thét, khí tức khiếp người. Phốc, tu vi của Ô Lão mặc dù là vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong nhưng cũng bị đánh cho hộc máu, da rẻ trên người sinh ra từng đạo vết máu, máu tươi từ bên trong chảy ra rơi xuống đầy đất. Một trưởng này cũng quá mạnh rồi. Một vị tu sĩ niết bàn cảnh thế nhưng đem một vị hiền giả vũ hóa cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong đánh cho hộc máu. Lưu Tô Tử chấn kinh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đây mới là thực lực của hắn. Ai nói bán yêu không thể trở thành cường giả? Hiện tại không phải có một người sao? Nhưng mà một màn tiếp đó càng làm cho Lưu Tô Tử chấn kinh. 3. Thân thể của Ô Lão chia 5 xẻ 7, giống như là mảnh gốm vỡ ra, hóa thành từng khối lớn màu vàng cỡ bàn tay, sau đó biến mất ở trong hư không. Một vị hiền giả vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong bị Phật khí tinh lọc rồi. Cứ như vậy mà vẫn lạc. Vô số người đều bị khiếp sợ, ngay cả những thế tử cùng quận chúa của cảnh khác đều kinh ngạc, người trẻ tuổi này cũng quá trâu rồi, đây là tiết tấu của thiếu niên muốn chứng đạo. A-di-đà Phật, cửa địa ngục đã mở ra, linh hồn mọi người đang tẩy rửa, hết thảy hiểu lầm đều sẽ biến mất. Phong Phi Vân lại đang niệm chú kinh văn vãng sinh, trang nghiêm túc mục, giống như là một vị cao tăng đắc đạo. Lưu Tô Tử không ngừng trợn trắng mắt, kéo cánh tay của hắn. Đã đến lúc này rồi lại còn niệm kinh, còn không mau đi. Oanh! Một viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đường kính mấy chục thước, giống như là một viên thiên ngoại vẫn thạch đem cả đại địa đập lún xuống, xuất hiện một cái hố vẫn thạch khổng lồ ngăn ở phía trước Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Tử. Đây tự nhiên không phải là một khối vẫn thạch mà là một người mặc hỏa diễm khải giáp. Người này cả người đều là hỏa diễm, hư không ở xung quanh thân thể bị thiêu đốt tới vặn vẹo. Một đôi mắt tựa như là hoàng kim đúc thành phát ra thần mang chói mắt. Bỉ nhân chính là tòa hạ Ma La Thiên của Bát Thế Tử, hôm nay các ngươi người nào cũng không đi được. Trên thân người này tản mát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ vô cùng, chiến uy hiển hách, cửu thiên thần động, chiến lực so với Ô Lão còn cao hơn rất nhiều. Trên người hắn có một cỗ thần niệm trùng kích tới, liền đem đại địa ở dưới chân hai người Phong Phi Vân biến thành tiêu thổ. Thất quận chúa thật kiêu ngạo. Thất quận chúa thật là xinh đẹp, thất quận chúa thật động nhân. Bát Thế Tử của thần thiên tước phủ từ trên Nguyệt Thượng Tiên Cung đi xuống, chân đạp vân hà, tay ôm mỹ cơ, phía sau là một đoàn tu sĩ đi theo, không có người nào mà không phải là cường giả. Vị mỹ cơ mà hắn vuốt ve ở trong tay thì Phong Phi Vân có chút quen thuộc, tựa hồ chính là Khoát Kiếm thiếu nữ ở bên cạnh Tây Tiên Cảnh Lục Thế Tử. Nàng buộc lên một đầu tóc màu hỏa hồng, trên thân thể mát khảnh không mang theo kiếm. Mặc một bộ linh y có cảm giác thập phần ôn nhu gợi cảm, ỉ ôi ở trên người Bát Thế Tử, giống như là một kỹ nữ thanh lâu. Quả nhiên, Phong Phi Vân ở phái sau người Bát Thế Tử của thần thiên tước phủ nhìn thấy Phương Đồng Đạo, còn có một nhóm cường giả của Tây Linh Cảnh. Phương Đồng Đạo hướng về phía Bát Thế Tử xá một cái cung kính, lạnh lẽo cười nói. Thất quận chúa của Diệp Hồng là tiên nữ xinh đẹp hạ phàm, thật ra rất ít người biết rõ đại quận cháu của Diệp Hồng Cảnh cũng là nhân vật giống như thiên tiên. Hiện tại đang ở Nam Cực Tinh. Nga, hai vị quận chúa đều là mỹ nhân, cạc cạc. Bát Thế Tử của thần thiên tước phủ cười có chút thâm ý, từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng sờ tròm râu dê ở dưới cằm, nói. Tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh các ngươi thật to gan, thế nhưng dám can đảm chấn giết người của bản Thế Tử, các ngươi đây là muốn tạo phản a? Diệp Hồng Cảnh cảnh chủ Hồng chú nhân tước xem ra là càng lúc càng lợi hại, có phải đã không đem thần thiên tước ra để vào trong mắt? Đã không đem chúa tể để vào trong mắt. Bát Thế Tử này vừa nhìn liền biết là một cái bao cỏ, nói một cái liền đã đem Diệp Hồng Cảnh đều cho dính líu vào, hơn nữa còn chụp cho cái tội bất kính với thần thiên tước ra cùng thánh đình chúa tể. Phong Phi Vân chắp tay ở trước ngực, trên mặt nở nụ cười. A-di-đà Phật, bọn họ đều không chết, linh hồn của bọn họ đều còn sống, đã tiến vào luân hồi. Lưu Tô Tử cảm thấy Phong Phi Vân hôm nay có chút dài dòng. Động thân đi ra, ngạo nghễ mà nói. Bát Thế Tử, ngươi nên hiểu một chuyện, là người của ngươi bất kính với bản quận chúa trước, cho dù chết đi cũng chẳng trách được người khác. Bát Thế Tử tự nhiên sẽ không đem một quận chúa của nhân tước cảnh để vào trong mắt,
ở trong mắt hắn xem ra quận chúa cùng thế tử của nhân tước cảnh đều chẳng qua chỉ là người hầu của thần thiên tước phủ bọn hắn. Ý tứ của thất quận chúa là nói người của thần thiên tước phủ không hiểu quy củ, đều đáng chết, vậy ngươi có muốn đem bản thế tử cũng giết đi, đem tước gia cũng giết đi hay không? Bát thế tử cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nói. Tu sĩ Diệp Hồng cảnh các ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, nhưng mà bản thế tử niệm tình ngươi chỉ là một nữ nhân, không hiểu quy củ, chỉ cần thất quận chúa cùng đại quận chúa tối nay có thể đến Nguyệt Thượng Tiên cung bồi bản thế tử uống một chén rượu, chuyện này chúng ta liền bỏ qua. Lưu Tô Tử cười lạnh nói. Thị phi Hắc Bạch há lại một mình ngươi định đoạt, ánh mắt sinh ra ở trên người, ai đúng ai sai tự có mọi người đến phán xét. Bát thế tử cười mỉa mai, nói. Mới vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, thất quận chúa nói là người của thần thiên tước phủ chúng ta làm sai trước, mới ra tay chấn sát, nếu như sự thật đúng như thế, bản thế tử lập tức khom người bồi tội vì quận chúa, nếu sự thật không phải như vậy, ha ha. Những tu sĩ ở chung quanh liên tục ngậm miệng lại, trừ phi là ăn gan hùm mật gấu, người nào dám đắc tội với thần thiên tước phủ. Ha ha, thất quận chúa, ngươi nhìn xem tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi làm sai rồi. Bát thế tử cười nói. Lúc này thanh âm của một người còn trẻ tuổi sảng khoái vang lên. Chuyện này bản thân ta là nhìn từ đầu tới cuối, có thể trở thành người làm chứng vì thất quận chúa. Một thư sinh tư thế hiên ngang mặc bạch sắc nho bào tiêu sái đi đến, mặt trắng không râu, tóc đen phiêu động, trên đầu quấn khăn của nho sĩ, trường bào trên mặt đất lay động. Phía sau thư sinh mặc bạch sắc nho bào này cũng có một đám tu sĩ đi theo, có tài tuấn của thế hệ trẻ, nam tuấn giật, nữ tướng mạo xinh đẹp, cũng có cường giả của thế hệ trước theo phía sau, trên người mang theo cổ vận, có uy thế bá chủ thiên hạ. Sắc mặt của bát thế tử trầm xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thư sinh đi đến, nói. Các hạ nhưng phải nói tiếng người a. Thư sinh mặc bạch sắc nho bào tính tình rất tốt, cười nói. Người tự nhiên là nói tiếng người rồi. Thư sinh, người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, nếu không sẽ chọc phải tai họa ngập đầu. Phương Đồng Đạo lạnh giọng nói. Ái chà, con mẹ nó ngươi là cái quái gì, ở trước mặt nhị công tử chúng ta, người tốt nhất là để lại chút tôn trọng. Nếu không ta giết ngươi. Một cái thiếu niên bình thường da ngăm đen đang gặm phao câu gà, một bên mơ hồ nói, một bộ dạng rất lớn lối. Ánh mắt của Phương Đồng Đạo lạnh lùng, nói. Ta chính là lục thế tử của Tây Thiên Cảnh, cái chó má nhị công tử gì đó có tin hay không bản thế tử khiến cho hắn biến thành người què. Như vậy sao? Thiếu niên da ngăm đen kia há to miệng ra, lại cắn hai miếng thịt gà, nói. Ngươi ngược lại là đem ta dọa đến có chút sợ hãi a. Muốn chết. Cánh tay của Phương Đồng Đạo biến dài, trưởng ấn trở nên giống như núi nhỏ, một trưởng hướng thiếu niên mặt đen oanh kích tới. Ngươi mới tìm chết. Một nữ tử mặc hồng y đứng ở trước người thiếu niên mặt đen bổ ra một kiếm, kiếm khí liền giống như một con sông bằng kiếm đem trưởng ấn của Phương Đồng Đạo bức lui. Hồng y nữ tử hoành kiếm mà đứng, trong hai mắt băng hàn, ánh mắt bễ nghễ. Nàng cư nhiên mạnh như vậy. Trên mặt Phong Phi Vân mang theo nụ cười, trong miệng thấp giọng niệm một câu. Lưu Tô Tử hơi hơi nheo mắt, nói. Ngươi biết đám người này. Phong Phi Vân gật đầu, cười cười, đột nhiên khuôn mặt cứng đờ, cảm giác được trong đám người đối diện có một đôi ánh mắt tuyệt mỹ đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Phương Đồng Đạo cùng bát thế tử cũng hơi hơi cả kinh, đối phương thậm chí có tu sĩ cường đại như thế, xem ra lai lịch không nhỏ. Bát thế tử kiêu ngạo mà nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chiến địa tước phủ. Bạch y thư sinh thản nhiên nói. Chiến địa tước phủ. Lại dẫn đến một mảnh xôn xao, rất nhiều tu sĩ đều vì đó mà khiếp sợ. Khó trách dám khiêu chiến với bát thế tử, nguyên lai là người của chiến địa tước phủ. Bạch y thư sinh kia không phải là nhị công tử của chiến địa tước phủ đi. Rất có thể, đồn rằng nhị công tử đã kế thừa vị trí môn chủ của thiên toán môn. Có đại vị không phải chuyện đùa, trí cực cực cao, có 102 trên đời. Chiến địa tước phủ chính là phủ đứng đầu của cửu đại địa tước phủ, tu vi của một vị lão tổ kia của chiến địa tước phủ nghe nói đã đạt tới cảnh giới bán thánh, lần này chỉ sợ sắp trở thành thiên tước cảnh rồi. Đây là thần tiên đánh nhau, những người phàm tục như chúng ta vẫn là tránh xa một chút mới tốt. Chiến địa tước phủ cũng không phải là những nhân tước phủ kia có thể so sánh được. Cả đệ lục trung ương vương triều đều vẻn vẹn chỉ có 9 cái địa tước cảnh, mà chiến địa cảnh càng là đứng đầu địa tước cảnh, có năng lực không thể đùa được.
Sắc mặt của Phương Đồng Đạo giờ phút này kịch biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến thư sinh Văn Nhược ở trước mắt này có lai lịch lớn đến như vậy, nếu như người này thật sự là nhị công tử của Chiến Địa Tước Phủ, như vậy năng lực vốn có sợ rằng so với Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ còn phải lớn hơn. Nhị công tử của Chiến Địa Tước Phủ nhưng là nhân vật được lưu truyền đến vô cùng kỳ diệu, được gọi là một trong những người thừa kế siêu quần bạt tụy nhất ở trong thế hệ trẻ của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, lại càng là ở 3 năm trước trở thành môn chủ của Thiên Toán Môn, nắm giữ khí vận thịnh suy, thiên cơ vận chuyển của 13 cái Trung Ương Vương Triều. Lực ảnh hưởng như vậy ngay cả một chút tước gia cũng đều mặc cảm. Giờ phút này Bát Thế Tử có chút ứng phó không kịp, cười nói. Nguyên lai là nhị công tử của Chiến Địa Tước Phủ, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ, đã sớm mong đợi nhị công tử đi tới Thánh Đình, có thể cùng nhau dạo chơi di tích cổ Thánh Đình, không nghĩ tới hôm nay mới thấy nhị công tử đi đến. Thiên Toán thư sinh nhàn nhạt cười nói. Hôm nay vừa tới Nam Cực Tinh, còn có rất nhiều việc muốn làm, ngày khác đi, đúng rồi, mới vừa rồi là hiểu lầm của Bát Thế Tử cùng Thất Quận Chúa. Nếu nhị công tử tận mắt nhìn thấy, xem ra thật sự là do lỗi của đám cẩu nô tài kia, một đám cẩu vật có mắt không tròng, lại dám bất kính đối với quận chúa, thật là chết còn chưa hết tội. Bát Thế Tử mặc dù nói như vậy nhưng mà trong mắt lại tràn đầy thần sắc oán độc, có một tầng lo lắng giấu ở trong mắt mà không cách nào tiêu tan. Nếu đã là hiểu lầm, vậy thì cứ bỏ qua đi, Bát Thế Tử, Thất Quận Chúa, ngày khác chúng ta gặp lại. Thiên Quán thư sinh hết sức phiêu giật xuất trần. Hướng về phía Phong Phi Vân nhìn thoáng qua, sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi. Phong Phi Vân cũng hơi hơi cười, không hổ là Thiên Toán thư sinh, đến thật là đúng lúc, không sớm không muộn, vừa vặn đem lời nói của Bát Thế Tử ngăn lại, nếu như hắn đến sớm một khắc khẳng định sẽ không có hiệu quả như vậy, Bát Thế Tử coi như là vì thể diện cũng phải cá chết lưới rách với Thiên Toán thư sinh. Này, Phong Phi Vân ngươi thật đúng là quá trâu rồi. Ta vốn tưởng rằng người đến Đệ Lục Trung Ương Vương Triều sẽ bị bắt đi đào quáng trong hầm mỏ, không nghĩ đến ngươi thế nhưng cưới quận chúa của Diệp Hồng Cảnh, chẳng lẽ chính là vị quận chủ điện hạ này sao, con mẹ nó thật là xinh đẹp, tiên nữ hạ phàm. Thiếu niên mặt đen kia chạy đến, mặt của hắn so sánh với cái đít nồi còn đen hơn, chỉ có một hàm răng là rất trắng, trong miệng còn ngậm một cái phao câu gà. Con hàng này tự nhiên là tam trích thủ tất chữ xuất kia. Ánh mắt của Lưu Tô Tử lạnh lại. Trợn mắt nhìn tất chữ suốt một cái. Ta xem ngươi mới là từ trong hầm chui ra a, không biết liền đừng nói lung tung, cái tề bán yêu này chính là cưới tỷ tỷ của ta. Tất chữ suốt bị nàng trừng mắt đến lạnh cả sống lưng, lui về phía sau 2 bước, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lại nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Tử, chợt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hèn mọn cười nói. Ta hiểu được, tỷ muội đều ăn sạch, chuyện như vậy hắn lại không phải làm lần đầu tiên. Xem ra là đã làm đến có tâm đắc rồi, làm đến có kinh nghiệm rồi. Con mẹ nó thật là hâm mộ a. Lưu Tô Tử hít sâu một hơi, triệu hồi ra một thanh cổ kiếm, một kiếm hướng tất chữ suốt bổ tới. Mẹ ơi, Phong Phi Vân, ngươi mau quản một chút a, cô em vợ của ngươi giết người rồi. Tất chữ suốt bá một tiếng bỏ chạy không còn bóng dáng, tốc độ nhanh đến như tia chớp, ngay cả Lưu Tô Tử đuổi theo cũng không kịp. Phong Phi Vân đứng ở trong tuyết địa. Mặc cho bông tuyết rơi lên trên mặt, nhìn nữ tử ôm tỳ bà ở nơi xa kia chậm rãi rời đi, y phục trên người nàng so với tuyết còn phải trắng hơn, dần dần biến mất ở trong phi tuyết, chỉ lưu xuống mặt đất dấu chân cô đơn. Người của Chiến Địa Tước Phủ đi rồi, người của Bát Thế Tử cùng Tây Tiên Cảnh cũng đều đi. Tất cả mọi người đã đi, chỉ còn lại Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, thất thần thật lâu. Nữ tử kia thật đẹp. Lưu Tô Tử lại đem mái tóc buộc lên. Đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân, khóe miệng hơi hơi cong lên. Đi thôi, trở về chú Thiên Phủ thương lượng đối sách, chuyện này Bát Thế Tử không thể nào từ bỏ ý đồ. Phong Phi Vân nói. Trên mắt Lưu Tô Tử cũng sinh ra mấy phần thần sắc lo lắng, sự kiện lần này đúng là có thể nói lớn cũng có thể nói nhỏ, nếu như xử lý không tốt, nói không chừng thật sẽ có đại họa ngập trời. Chú Thiên Phủ. 7 vị lão tổ kia của cảnh chủ phủ đều tề tụ ở trong đường. Sắc mặt của mỗi người đều khó xem, không khí hết sức đè nén mà trang trọng. Vừa mới liên lụy đến Lâm Các Lão, hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, để cho tất cả mọi người trở nên rất khó cao hứng. Chuyện này ảnh hưởng khá lớn, xem ra trước tiên nên thông báo cho cảnh chủ đại nhân, trước tiên phải làm tốt biện pháp ứng đối. Tam Tổ trầm ngâm trong chốc lát, lại nói. Trong khoảng thời gian này Tử Nhi cũng đừng nên rời đi,
Bát Thế Tử chắc chắn sẽ không lương thiện vậy đâu, người này làm nhiều việc ác, chuyện gì cũng làm được. Lục Tổ vỗ bàn, hừ lạnh một tiếng. Sợ cái gì, chẳng lẽ hắn còn dám đem toàn bộ chúng ta đều giết hay sao, bổn sự của hắn lớn như vậy ư, Diệp Hồng Nhân tước phủ ta há dễ dàng khi dễ như vậy. Lưu Tô Tử nói, người nào làm ra việc thì người đó nhận, thần thiên tước phủ bọn họ nếu như thật sự muốn trả thù thì cứ việc tìm ta là được. Thất muội, người đảm đương được hay sao, hôm nay nếu không phải Phong Ca xuất thủ, chỉ sợ bây giờ ngươi có trở về được hay không còn là một vấn đề rất lớn. Ánh mắt của Lưu Tô Hồng lóe lên, trên người hàn khí bức nhân. Nếu như ở thời điểm khác, Lưu Tô Tử nhất định sẽ kiên cường đến cùng, nhưng mà giờ phút này lại không nói ra được lời nào, chỉ là hướng về phía Phong Phi Vân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nói. Khi hắn đáp ứng xuất thủ giúp ta, ta liền đã nói qua, ta sẽ không cạnh tranh vị trí người thừa kế cảnh chủ phủ với hắn nữa. Thật sao? Trong đôi mắt của Lưu Tô Hồng lưu động màu sắc kỳ lạ. Ba vị lão tổ trong nội đường đều là sắc mặt biến đổi, sắc mặt của Lục Tổ trầm xuống, nói. Tử Nhi, chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi cũng đừng là ra quyết định qua loa. Ha ha, lão Lục, ta nói ngươi sống đã một sấp tuổi rồi, còn không có nhìn thấu Tử Nhi, Tử Nhi là như vậy là muốn đem tất cả đều gánh lấy, sợ chuyện này liên lụy đến cả Diệp Hồng Nhân tước phủ. Tứ Tổ Vân vê tròm râu cười dài, trên mặt tràn đầy nụ cười sướng khoái, chợt lại nói. Chuyện này ta cảm thấy Phi Vân làm vô cùng thông minh, đem Tử Nhi cứu về, lại không nhục đến uy danh của Hồng Diệp Nhân tước phủ chúng ta, quả thực chính là hoàn mỹ. Mấy vị lão tổ của Lưu Tô Tử nhất mạch bị giận đến run rẩy, nhưng mà lại không thể làm gì, dù sao Tứ Tổ nói đúng, Lưu Tô Tử làm như vậy đích xác là vì suy nghĩ cho đại cục. Nếu tất cả mọi người không có dị nghị, hiện tại ta liền viết một lá thư, đem chuyện phát sinh ở bên này hồi bẩm cảnh chủ. Đồng thời thúc giục cảnh chủ sắc phong đại quận chúa là người thừa kế của cảnh chủ. Tam tổ cũng thật cao hứng, muốn nhìn thấy đại quận chúa sớm chút bước lên vị trí người thừa kế cảnh chủ. Lúc này phía bên ngoài trở nên ồn ào, tiếp theo bên ngoài đại đường truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Một lão giả khoác đạo bào khom người xá một cái, nói. Bảy vị lão tổ, hai vị quận chúa, những tu sĩ kia của các đại vực đều đã nghe nói đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hiện tại phía bên ngoài rất loạn, người người cảm thấy bất an, nên làm cái gì bây giờ? Thật là phòng bị dột thì trời mưa suốt đêm, ngoại nhân còn chưa có đánh đến tận cửa, chính mình đều đã bị rối loạn trước rồi. Ta đi nói với bọn họ. Lưu Tô Tử cắn cắn đôi môi thật chặt, sau đó đi ra ngoài. Tử Nhi. Lục Tổ bỗng nhiên đứng lên, muốn đuổi theo ra ngoài. Lúc này Phong Phi Vân đứng dậy. Chắp tay hướng về phía các vị lão tổ bái một cái, nói. Các vị lão tổ tiếp tục thương lượng đối sách đi, chuyện bên ngoài cứ giao cho vãn bối. Lục Tổ vừa đứng lên liền thở ra một tiếng thật dài, lúc này mới ngồi xuống. Trong chú thiên phủ hết sức hỗn loạn, tu sĩ đến từ các đại vực đều tề tụ ở chung một chỗ, ước chừng có mấy vạn người, không chỉ có anh tài thế hệ trẻ, còn có bá chủ của thế hệ trước. Bọn họ đều nghe nói đến chuyện Diệp Hồng Nhân tước phủ đắc tội với thần thiên tước phủ, từng người đều là trong lòng bất an, có một loại cảm giác đại họa lâm đầu, thậm chí có người đã thu thập hành lý chuẩn bị thoát đi thánh đình. Lòng người tan rã, người người cảm thấy bất an, một mảnh hỗn loạn. Ta chính là người có tộc nhân cùng sư môn, trêu chọc không nổi thần thiên tước phủ, kính xin thất quận chúa thả chúng ta rời đi. Chúng ta không phải là không muốn cùng cảnh chủ phủ cùng chung hoạn nạn. Thật sự là địch nhân quá cường đại, chúng ta đi liều mạng căn bản là tìm đường chết. Thất quận chúa, lần này chúng ta thật không giúp gì được rồi. Lưu Tô Tử nắm bàn tay thật chặt, nhìn những tu sĩ này, ngọa khí cùng tư thế oai hùng ngày thường đều trở nên có chút cô đơn. Các ngươi nhưng là vực chủ phủ, gia tộc mà Hồng Diệp Nhân tước phủ chọn ra, hiện tại bất quá chỉ là gặp phải một chút phiền toái liền rối rít muốn chạy trốn, các ngươi cũng quá không có tình nghĩa rồi. Có người thấp giọng mà nói. Ở tu tiên giới giảng tình nghĩa đều không sống lâu. Một vị lão giả đến từ Trung Cổ Thế Gia nói. Thất quận chúa, không phải chúng ta rất sợ chết, thủ đoạn của thần thiên tước phủ ngươi cũng biết, một khi đắc tội bọn họ liền rất có thể sẽ bị xét nhà diệt tộc. Chúng ta cũng không phải là người không có máu nóng, nếu như không có gia tộc liên lụy, Mạc Ngân ta cũng nguyện ý vì thất quận chúa mà chết trận, nhưng mà một mình ta chết thì coi là cái gì, cả Mạc gia ta sợ là. Mạc Ngân nói, không cần phải nói nữa,
các ngươi có người nào muốn đi thì rời đi đi. Hai tròng mắt của Lưu Tô Tử có chút cay cay, ngẩng đầu lên nhìn tuyết từ trên trời rơi xuống, cảm giác trong lòng có chút xót xa. Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác mình bất đắc dĩ như vậy, tứ cố vô thân như vậy. Phong Phi Vân đi tới bên người Lưu Tô Tử, vươn ra một cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Nàng chợt xoay người, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Bán yêu chết bầm, cất cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Phong Phi Vân liền tranh thủ để cho tay di chuyển ra, cười cười. Ngươi không cần phải như vậy, phương pháp xử lý trên đời này có rất nhiều, không có cục diện nào mà không giải được. Hiện tại gặp phải chính là cục diện không giải được. Mỹ mâu của Lưu Tô Tử trong suốt, thần kỳ pha chút thê lương. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Nếu như bát thế tử kia bị giết đi thì sao? Ở Thánh Đình không ai dám giết bát thế tử. Lưu Tô Tử nói. Phong Phi Vân nói. Không, có một người dám. Lưu Tô Tử chăm chú nhìn vào Phong Phi Vân, sau đó có chút cổ quái mà nói. Ngươi! Phong Phi Vân lắc đầu, cười nói. Ta nói chính là Thủy Nguyệt Thánh Nữ, ở Đệ Lục Trung ương Vương Triều, thần thiên tước phủ một tay che trời, thần thiên tước ra lại càng vô địch đương thời, nhưng mà ta không tin hắn trêu chọc được Thủy Nguyệt Đình. Nếu như Thủy Nguyệt Thánh Nữ giết bát thế tử, ngươi cảm thấy thần thiên tước ra có dám khiêu chiến với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh hay không? Nhất nhất! Trong mắt của Lưu Tô Tử hiện ra tinh quang, nếu như Hiên Viên Nhất Nhất ra tay giết bát thế tử, đây tuyệt đối là biện pháp tốt làm một lần khỏe cả đời, hơn nữa đảm bảo thần thiên tước phủ không dám trả thù. Nàng căn bản không thể nào giết người. Lưu Tô Tử hiểu rất rõ Hiên Viên Nhất Nhất, biết nàng từ trước đến giờ không giết người. Phong Phi Vân cười nói. Đó là thói quen xấu của nàng, chúng ta giúp nàng sửa lại. Nhưng mà, hiện tại ta căn bản không liên lạc được với nàng. Phong Phi Vân cười cười. Ánh mắt của Lưu Tô Tử trầm xuống, sinh ra tức giận, nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Phong Phi Vân, đem ngón tay nắm chặt đến kêu răng rắc. Nhất Nhất mất tích, quả nhiên có liên quan đến bán yêu chết tiệt ngươi. Nàng bỗng nhiên xuất thủ, một đạo phù văn đánh ra, ấn về phía ngực của Phong Phi Vân. Trên cánh tay của Phong Phi Vân sinh ra kim sắc Phật mang, bao trùm lên phù văn kia, đem nàng cản lại. Đừng có nói nhảm, ta chỉ là mời nàng đi thiên quốc làm khách, hiện tại nàng đang rất tốt. Phong Phi Vân cũng không tức giận, lộ ra vẻ hết sức hiền hòa. Vẻ lo lắng trên người Lưu Tô Tử đảo qua liền biến mất sạch, nếu biết Hiên Viên Nhất Nhất ở đâu vậy thì dễ làm rồi, lấy thân phận, địa vị, tu vi của nàng, giết bát thế tử cũng không phải là việc khó. Trong mắt của Lưu Tô Tử tràn đầy sát ý, nói. Hiện tại ta muốn gặp nàng một lần. Dĩ nhiên có thể, bất quá. Trước tiên ngươi phải ổn định những người này. Phong Phi Vân cười nói. Lưu Tô Tử tự nhiên hiểu được nặng nhẹ, lần này bọn họ là đến tiến hành đánh giá tước phủ, đánh giá chính là thực lực tổng hợp của một tòa cảnh, nếu như người của các đại vực đều đi, còn đánh giá cái gì? Sau khi nàng đem những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh tạm thời ổn định lại, Phong Phi Vân liền mang nàng đi thiên quốc, ở trên một tòa hải đảo xanh biết thấy Hiên Viên Nhất Nhất đang tu luyện. Hiên Viên Nhất Nhất đối với tu luyện thánh tính càng thêm tinh thâm, bạch y như tuyết, linh tính phiêu miểu, da thịt như thủy tinh, ngọc cốt thiên thành, đứng ở trên một khối đá ngầm ở bờ biển nhìn triều tịch xa xa, cảm ngộ thiên địa, khí trên người theo triều tịch mà thôn thổ, giống như một vị lăng ba tiên tử đang hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí. Nàng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Tử đi đến, thản nhiên nói. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không hỏi tới tranh đấu thế tục, nếu như ta gia nhập chuyện này nhất định sẽ bị sư môn trách phạt, hơn nữa ta cũng sẽ không giết người, cho dù là ác nhân cũng có phương pháp tốt hơn để cảm hóa hắn. Lưu Tô Tử lộ ra bộ dạng tiểu nữ nhi, nói. Nhất Nhất, nếu lần này ngươi không giúp ta, ta khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Hiên Viên Nhất Nhất khẽ cau mày lại, nói. Thật nghiêm trọng như thế. Lưu Tô Tử gật đầu, nói. Bát thế tử của thần thiên tước phủ làm ác rất nhiều, cường đoạt nữ tu sĩ, Nghĩa cả phi tử của thánh đình chúa tể cũng dám vũ nhục, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, ngươi giết hắn tuyệt đối là trừ hại vì dân. Cũng không ai sẽ cho rằng là ngươi giết nhầm. Hiên Viên Nhất Nhất trầm tư hồi lâu, khẽ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Tu vi của Phong Phi Vân không yếu hơn bao nhiêu so với ta, nếu như hắn xuất thủ như cũ có thể giết bát thế tử. Đừng nhìn ta không có giao tình sâu đậm với nàng, vì sao ta phải vì nàng mà đắc tội với một đại địch như thần thiên tước phủ.
Phong Phi Vân cười nói. Giao tình không sâu đậm, lời như thế ngươi đều nói được ra miệng. Mí mâu của Hiên Viên Nhất Nhất nhíu lại, khí tức trên người trở nên có chút lạnh, một cơn tức giận dâng lên. Trong lòng Phong Phi Vân thầm kêu một tiếng không tốt. Đúng vậy, ở trong mắt Hiên Viên Nhất Nhất, ta cùng Lưu Tô Tử nhưng là tình nhân từng có đụng chạm da thịt. Nếu như lúc này Hiên Viên Nhất Nhất đem chuyện này vạch trần ra, chẳng phải liền là hoàn toàn bại lộ rồi. Chẳng lẽ muốn đem Lưu Tô Tử cũng nhốt lại ở trong thiên quốc? Không được, tất cả mọi người thấy Lưu Tô Tử rời đi cùng ta, nếu như Lưu Tô Tử mất tích, những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đầu tiên là tìm đến trên đầu của ta. Ha ha, ta cùng thất quận chúa nhưng là người trải qua sống chết tẩy lễ, cảm tình rất sâu, chỉ cần là chuyện của thất quận chúa, ta coi như là lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ, chẳng qua là. Lời nói của Phong Phi Vân xoay chuyển. Ta không có thân phận địa vị cao như Thánh Nữ Điện Hạ, càng không có sư môn cường ngạnh như Thánh Nữ Điện Hạ, nếu như ta tùy tiện ra tay giết Bát Thế Tử thì chỉ làm trò bán yêu minh chọc phải tai họa ngập đầu, hơn nữa cũng sẽ mang đến cho thất quận chúa phiền toái càng lớn hơn nữa. Lưu Tô Tử bản năng cảm thấy hai người trước mắt có chút cảm giác là lạ, nhưng mà lại cũng không hoài nghi, trong lòng lo lắng đến chuyện của Bát Thế Tử, nói. Nhất nhất, Phong Phi Vân nói cũng không sai, người giúp ta một lần đi. Hiên Viên Nhất Nhất yêu sầu than một tiếng. Hai người các ngươi đây là liên hợp đến đối phó ta à, nếu đều đau lòng về đối phương như vậy vì sao không ở chung một chỗ đi? Phong Phi Vân lần nữa thầm kêu một tiếng nguy rồi. Sắc mặt Lưu Tô Tử nhưng có chút phức tạp, thở ra một hơi thật sâu, nói. Nhất nhất, người đang nói cái gì, nói đùa gì vậy, ta sẽ coi trọng bán yêu như hắn sao? Các ngươi đều quá không quả quyết rồi. Như vậy sẽ chỉ hại cho cả hai người các ngươi. Mí mâu của Hiên Viên Nhất Nhất nhấp nháy, trên người thánh quang lượn lờ, dừng lại một chút, lại nói. Cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, trở về nói cho Lưu Tô Hồng để cho nàng chết cái tâm kia đi, để cho hai người các ngươi ở chung một chỗ, ta liền phá lệ ra tay giúp ngươi giết người một lần, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi hạnh phúc, ta coi như là bị sư môn trách phạt cũng sẽ không tiếc. Thứ hai, Phong Phi Vân. Ngươi cùng đi với ta giết Bát Thế Tử, dùng cái này để chứng minh ngươi yêu Tô Tử, nếu ngươi là nam nhân thì tốt nhất lấy ra dũng khí đi. Phong Phi Vân vuốt vuốt cái trán, trong lòng kêu khổ không thôi, xoay người liền rời đi. Phong Phi Vân, ngươi đứng lại đó cho ta, rốt cuộc ngươi nói những gì cho nhất nhất. Lưu Tô Tử đuổi theo, tính toán ngăn cản Phong Phi Vân chạy đi. Hiên Viên Nhất Nhất nhìn một đôi tình nhân nơi xa này, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoan hỉ oan gia. Nàng liền lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Phong Phi Vân hướng Hiên Viên Nhất Nhất nhìn thoáng qua, vội vàng bố trí một tầng trận pháp cách âm nói. Ta có thể nói với nàng cái gì, ta xem nàng là sợ bị sư môn trách phạt, cố ý nói ra những lời đó để từ chối. Ngươi nhìn nàng nói như vậy cũng là tiếng người ư, bảo ta cùng đại quận chúa tách ra, loại lời nói như dùng gậy đánh uyên ương này nàng đều có thể nói ra miệng. Đây là lời mà một cái thánh nữ không ăn nhân gian khói lửa nói ra sao, đây rõ ràng chính là rất sợ chết, không dám làm địch với thần thiên tước phủ, loại bạn khuê phòng này ta cảm thấy ngươi vẫn là tuyệt giao với nàng mới tốt. Lưu Tô Tử đứng thẳng trên bờ biển, nhìn sóng chiều, cười lạnh. Ngươi cho ta là người ngu sao, nhất nhất căn bản không có ý tứ này, nhất định là ngươi ở trước mặt nàng nói cái gì không nên nói mới làm cho nàng nói ra những lời như vậy, ta coi như là hiểu rồi. Khó trách nhất nhất đồng ý lưu lại cái cao cấp bí cảnh này, khẳng định là người lừa nàng gì đó, ta sẽ đi hỏi nàng ngay bây giờ. Được rồi, ta nói lời thật cho ngươi biết. Phong Phi Vân đem Lưu Tô Tử kéo về, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lại, nói. Kỳ thật, Thánh Nữ Điện Hạ luyện công tẩu hỏa nhập ma, suy nghĩ hỗn loạn, đang ở trong thiên quốc an dưỡng, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy nàng, nghĩ biện pháp khác đi. Lưu Tô Tử liếc hắn một cái, nói. Ngươi cảm thấy ta ngay cả người bị tẩu hỏa nhập ma đều không phán đoán ra được ư, ta vẫn là tự mình đi hỏi nàng là được rồi. Ta nói cho nàng biết là ta thầm mến ngươi. Phong Phi Vân nói. Lưu Tô Tử chợt dừng bước, thân thể mềm mại khẽ run rẩy một chút, trên khuôn mặt sinh ra hai vầng đỏ ửng, tim rõ ràng đập nhanh lên, nắm bàn tay thật chặt, nói. Ngươi đang nói lời vô liêm sỉ gì vậy? Phong Phi Vân nói. Ta nói không phải là những lời vô liêm sỉ, đều là lời chân thật nhất trong lòng, kỳ thật ta thầm mến ngươi đã lâu rồi, bằng không cũng sẽ không liều chết cứu ngươi nhiều lần như vậy,
càng sẽ không mỗi lần đều ở thời điểm ngươi nguy hiểm nhất mà xuất hiện. Hô, nói những lời này có chút mạo muội, ngươi không nên để ở trong lòng. Lưu Tô Tử cảm giác khuôn mặt mình có chút nóng lên, đây là lần thứ nhất có người dám trực tiếp ở trước mặt mình biểu lộ tình cảm ái mộ như vậy, hơn nắp còn là một tên bán yêu. Nếu như là lúc trước nàng mà không đem tên bán yêu này làm thịt mới gọi là chuyện lạ, bản quận chúa há lại là một tên bán yêu như ngươi có thể thầm mến. Nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa tu vi của Phong Phi Vân hiện tại lại sâu không lường được, nàng coi như là muốn làm thịt tên bán yêu này sợ là cũng không có thực lực đó. Thân thể của nàng giống như là thấp xuống mấy phân, nhẹ nhàng cắn môi, ngón tay nắm lấy chéo áo thật chặt, trong lòng đang mắng đủ loại, thật lâu sau mới lạnh lùng nói. Tên bán yêu ngươi thật đúng là đủ lòng tham, ăn trong chén còn nhìn trong nồi, cũng không soi gương lại xem chính mình là cái dạng gì, cư nhiên còn thấm mến bản quận chúa. Với cái đức hạnh kia của ngươi, cái thân phận kia của ngươi. Nàng xoay người rời đi, bước nhanh hướng Hiên Viên Nhất Nhất đi tới, cảm giác tim đập cực nhanh, trong lòng lần nữa đem Phong Phi Vân mắng cho vô số lần. Bán yêu chết tiệt, không có chuyện gì thế nhưng nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, hiện tại lại là tỷ phu của ta. Lại còn nói thầm mến ta, thật đúng là muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc, không biết xấu hổ, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cho rằng ta là loại nữ nhân như Lưu Tô Hồng sao. Thình thịch, đầu nàng đụng lên trên người Hiên Viên Nhất Nhất một cái. Hiên Viên Nhất Nhất vẫn không nhúc nhích, lắc đầu thở dài nói. Tô tử, mới vừa rồi trong miệng ngươi đang nhắc tới cái gì? Cái gì cũng không có a. Lưu Tô Tử vuốt vuốt cái trán. Vậy các ngươi đã suy xét kỹ chưa, chọn loại thứ nhất hay là loại thứ hai? Hiên Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân bạch y bồng bềnh, tiêu sái thong dong, giống như là một trận xuân phong quét qua. Thánh nữ điện hạ, người không nên ép thất quận chúa, thật ra thì chúng ta còn có một cái biện pháp giải quyết tốt hơn. Bầu trời của Nam Cực Tinh tổng cộng có 8 vầng trăng sáng, quay chúng quanh là một viên tinh cầu khổng lồ xoay tròn. Trên mỗi một vầng trăng sáng đều có điện vũ cung khuyết huyền phù, chỉ có người có thân phận siêu nhiên mới có thể đi lên những nguyệt thượng tiên cung này. Cơ Mạc Nguyệt, ở trung ương của 8 vầng trăng sáng là một ngôi sao nhỏ có đường kính 6.000 dặm. Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất giờ phút này đã lên trên Cơ Mạc Nguyệt. Tu vi hai người đều cực cao, tốc độ nhanh như lưu tinh, có rất ít người có thể thấy được bóng dáng của bọn họ. Vì sao hiện tại chúng ta liền động thủ? Không làm thêm chút mưu kế. Hiên Viên Nhất Nhất lưng mang cổ kiếm, bạch y xuất trần, da thịt như mỹ ngọc, bộ ngực ngạo nghễ, thắt lưng mảnh như cành liễu, trên người có từng điểm quang vũ đang bay xuống. Phong Phi Vân đi ở phía trước lộ ra vẻ rất là thong dong, trên mặt mang theo nụ cười, nói. Giết người không qua đêm, qua đêm tất sinh biến, xung đột giữa Bát Thế Tử cùng Diệp Hồng Cảnh thất quận chúa thì hiện tại người biết cũng không nhiều. Hiện tại chúng ta đem hắn giết đi là có thể đem một mặt bất lợi khống chế ở trong phạm vi nhỏ, nếu như chờ mâu thuẫn giữa Bát Thế Tử cùng Diệp Hồng Cảnh tăng lên mới ra tay. Ha ha, đến lúc đó sợ rằng Bát Thế Tử vừa chết, người của Thần Thiên Tước Phủ liền sẽ tìm đến trên đầu những tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh, đến rồi. Hai người đồng thời dừng bước lại, đều mặc bạch y, một người phiêu miểu thánh khiết, một người anh tư hiên ngang, tràn đầy tự tin của cường giả. Giống như một đôi thần tiên quyến lữ đứng ở bên ngoài một tòa nguyệt thượng tiên cung. Đây là một phiến tiên cung huyền phù ở trên mặt trăng, quỳnh lâu ngọc vũ, tiên hạc bay múa, mỹ cơ phi thiên mà qua, vẽ ra từng tòa nhà, chậm rãi nhắm mắt lại là có thể nghe được tiếng đàn ca ở trong tiên cung truyền tới. Một ít tu sĩ cường đại cưỡi linh thú bay tới, tiếng cười quanh quẩn ở trên hư không, sau đó tiến vào tiên cung, biến mất ở TNG từng tòa cung điện ngọc khuyết. Đây là địa phương nào? Hiên Viên Nhất Nhất khẽ cau mày. Phong Phi Vân sờ sờ cằm, cười nói. Địa phương nói chuyện yêu đương. Vì sao chỉ có nam tu sĩ đi vào? Phong Phi Vân cười nói. Bởi vì bên trong có cung cấp nữ tu sĩ, có giỏi ca múa, có tài tình vô song, có quốc sắc thiên hương, có tu vi tuyệt đỉnh, bảo đảm để cho từng tu sĩ đến đây đều hài lòng. Người dẫn ta đến Thanh Lâu. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân nói. Đừng nói đến đề tục như vậy, nữ tử nơi này đều bán nghệ không bán thân, dĩ nhiên nếu như có tu vi đủ cao, hậu đại cũng khá lớn, ở chỗ này cái gì cũng có thể mua được, hiện tại Bát Thế Tử liền ở trong một tòa hoa gian động thiên này, chúng ta đi chiếu cố hắn. Phong Phi Vân mang theo Hiên Viên Nhất Nhất tiến vào trong một tòa nguyệt thượng tiên cung.
Trên một tòa linh đảo huyền phù trong Nguyệt Thượng Tiên Cung, Bát Thế Tử ngồi ở trung ương, bên cạnh có rất nhiều nữ tử dung mạo xinh đẹp làm bạn, đặt mình ở trong khóm hoa, sắc mặt của hắn lại cũng không dễ nhìn bao nhiêu. Một nam tử mặc hỏa diễm khôi giáp di qua, quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói. Phàm là tu sĩ nhìn thấy chuyện ngày hôm nay đều đã bị giết, một tên cũng không để lại, trừ, chiến địa tước phủ. Không cần phải để ý đến chiến địa tước phủ, thiên toán thư sinh quản được một lần, không quản được lần thứ hai, ta tính toán hắn cũng sẽ không bởi vì một quận chúa của nhân tước cảnh mà cá chết lưới rách với thần thiên tước phủ chúng ta. Bát Thế Tử lạnh lùng nói. Tây Thiên Cảnh Lục Thế Tử Phương Đồng Đạo âm ngoan nói. Nếu người chứng kiến ngày đó đều đã chết, đây cũng là chết không có đối chứng, chúng ta hiện tại liền đi chú thiên phủ hưng sư vấn tội, không sợ đám lão tổ của Diệp Hồng Cảnh bọn họ không đem hai vị quận chúa doa ra, hắc hắc, nghe nói tu vi của hai vị quận chúa này đều đã đạt đến niết bàn đệ lục trọng, Bát Thế Tử thái bổ nguyên âm của các nàng, tu vi khẳng định nâng cao một bước. Bát Thế Tử cười lạnh. Một lão giả vội vàng đi tới, hướng về phía Bát Thế Tử khom người bái một cái, nói. Mới vừa rồi ta nhìn thấy tên tiểu tử kia của Diệp Hồng Cảnh. Tên tiểu tử kia. Tâm tình hôm nay của Bát Thế Tử rất không ổn, đặc biệt là nghe được ba chữ Diệp Hồng Cảnh kia. Chính là tên tiểu tử hôm nay giết Ô lão. Tốt, đến vừa lúc, lại chủ động đưa đến trước của, hôm nay chính là ngày chết của hắn. Bát Thế Tử cười lớn một tiếng. Lão giả kia cũng là âm trầm cười, nói. Không chỉ có như thế. Bên người tiểu tử kia còn đi theo một nữ tử dung mạo như thiên tiên, xinh đẹp chí cực. So sánh với thất quận chúa của Diệp Hồng Cảnh còn đẹp hơn. Bát Thế Tử chợt có hứng thú. Lão giả nói. Chỉ có hơn chứ không kém, quả thật chính là tiên nữ hạ phàm. Bát Thế Tử lại cũng không đợi được nữa, vội vàng triển khai thiên nhãn thần thông, tìm kiếm ở trong tiên cung, rất nhanh liền ở phía dưới tìm được bóng dáng của Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất. Thời điểm khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Nhất Nhất, nhất thời huyết mạch giống như căng ra, từ trước đến giờ còn chưa thấy nữ tử xinh đẹp mà thánh khiết như thế, trước kia có ngủ cùng với những cô gái khác cũng còn không đẹp bằng một ngón tay của nữ tử này. Đây chẳng lẽ là lễ vật mà trời cao đưa đến? Đi, ta muốn đích thân gặp vị mỹ nhân này một lần, không nghĩ đến đệ lục trung ương vương triều ngoại từ cửu thiên tiên tử ra còn có giai nhân như thế. Bát Thế Tử cực kỳ hưng phấn. Bị vẻ xinh đẹp của Hiên Viên Nhất Nhất hấp dẫn đến tâm thần không yên, đứng ngồi không được, lập tức liền từ trên linh đảo bay xuống, xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân ngồi ở trên ghế bằng ngọc, nhấc lên một bầu rượu màu đồng xanh, liền rót rượu cho Hiên Viên Nhất Nhất, căn bản giống như không nhìn thấy Bát Thế Tử đến. Tiểu tử, nơi này đã thuộc về Bát Thế Tử, người có thể lăn. Một đại hán đầu chọc đi qua. Một trưởng đem bình rượu trong tay Phong Phi Vân đánh bay ra ngoài, rượu cũng chảy ra đầy bàn. Phong Phi Vân ung dung thong thả cười nói. Vậy cũng tốt, chúng ta đi chỗ khác. Chậm đã. Đại hán đầu chọc kia ngẩng mũi lên, cười lạnh nói. Ta nói là ngươi cút đi, vị tiểu thư xinh đẹp này lưu lại với Bát Thế Tử chúng ta. Phong Phi Vân cười nói. Vị tiểu thư xinh đẹp này sợ rằng không đem Bát Thế Tử các ngươi để vào trong mắt. Ha ha! Tất cả tu sĩ đều cười lên, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân giống như là đang cười một tên ngu ngốc. Cả đệ lục trung ương vương triều còn không có nữ nhân nào mà Bát Thế Tử chúng ta không chiếm được, tiểu tử, ngươi tốt nhất là biết điều một chút cút qua một bên, nếu không lát nữa sẽ là ngày chết của ngươi. Thình thịch! Đại hán đầu chọc kia trực tiếp bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thân thể đụng lên trên vách tường, sau đó ngất đi. Hiên Viên Nhất Nhất như cũ ngồi ở chỗ đó, trên người tiên hà lượn lờ, cơ thể tuyết trắng, thánh nữ hạ trần, thản nhiên nói. Ta chẳng bao giờ giết người qua, hôm nay các ngươi đừng ép ta phá lệ. Tốt, có tính cách, ta thích nữ tử như vậy. Bát Thế Tử đi qua, một tay giống như ảo ảnh hướng vị trí eo thon của Hiên Viên Nhất Nhất đưa tới. Đây là một loại thủ ấn, tựa như tự hư tự huyễn nhưng mà hết sức cao minh. Tu vi của Bát Thế Tử này không kém. Phong Phi Vân khẽ mỉm cười, biết Bát Thế Tử này sắp xui xẻo rồi, lại dám đùa giỡn Thủy Nguyệt Thánh Nữ, đây không phải là muốn chết sao? Chẳng qua là không biết Hiên Viên Nhất Nhất có thể chân chính giết hắn hay không, nếu như nàng không đành lòng hạ thủ, vậy Phong Phi Vân cũng chỉ đành tốn công rồi. Hoa! Tay của Bát Thế Tử còn chưa đụng vào y phục của Hiên Viên Nhất Nhất, cánh tay đã bị một đạo kiếm khí chặt đứt.
nửa đoạn cánh tay bay ra ngoài, máu trong cổ tay chảy ra đầm đìa. Bát Thế Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị giết. Đàn bà thúi, dám cắt cánh tay của ta. Hiên Viên Nhất Nhất cũng dâng lên lửa giận, cổ kiếm lần nữa bay ra ngoài, oanh kích ở trên bộ ngực của Bát Thế Tử, trực tiếp đem Bát Thế Tử bắn bay ra ngoài, đan điền bạo liệt, huyết tuyền lăn xuống, trào ra xa mấy chục thước. Nàng không hạ sát thủ, chẳng qua là phế đi tu vi của Bát Thế Tử. Phong Phi Vân ngồi ở đối diện với nàng, âm thầm lắc đầu. Bát Thế Tử phải chết. Phong Phi Vân nhìn đúng thời cơ, đang ở thời điểm Hiên Viên Nhất Nhất đem Bát Thế Tử đánh bay ra, lập tức đánh ra lực lượng của kiếp diệt vạn đạo Pháp, một đạo tử kiếp đánh vào trong thân thể của Bát Thế Tử, hoàn toàn chặt đứt sinh cơ của hắn. Tiện nghi cho ngươi rồi. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy. Thình thịch, Bát Thế Tử rơi trên mặt đất, toàn thân đều là máu tươi, không nhúc nhích. Những tu sĩ kia của Bát Thế Tử phủ đều bị dọa, làm sao ngờ tới có người dám ra tay tàn nhẫn như thế với Bát Thế Tử, nếu như Bát Thế Tử bị thương tổn, bọn họ đều hỏng bét. Một nữ tu sĩ xông lên đem Bát Thế Tử đỡ dậy từ trên mặt đất, nhất thời sắc mặt đại biến, run giọng nói. Bát Thế Tử, chết, rồi. Oanh! Tất cả mọi người bị dọa đến trên người đổ mồ hôi lạnh, trời ạ, nữ tử này thế nhưng giết Bát Thế Tử. Hiên Viên Nhất Nhất hơi có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân ở đối diện một cái, gia hỏa này như cũ phong khinh vân đạm, tựa như là người không có chuyện gì, đang tự mình uống rượu. Chết, phải chết, đem tên hung thủ này bầm thây vạn đoạn, lấy tính mạng của nàng để tế điện cho vong hồn Bát Thế Tử. Tất cả tu sĩ đều hướng Hiên Viên Nhất Nhất giết tới, đủ loại lực lượng cùng thần thông đều oanh áp xuống, làm cho cả tiên cung này đều đang run rẩy, rất nhiều điện vũ đều ầm ầm sụp đổ, biến thành phế tích. Oanh long long, từng đạo lực lượng chấn động, có vũ hóa hiền giả tế xuất thập phẩm linh khí oanh áp xuống. Hiên Viên Nhất Nhất đều không có chút biến sắc nào, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lấy tâm ngự kiếm, cổ kiếm trên lưng bay ra ngoài, kiếm khí tung hoành, đem tất cả thần thông đạo pháp đều đón lấy. Phốc, phốc, mỗi một đạo kiếm khí bay ra thì có một vị tu sĩ ngã trên mặt đất, không bị chết nhưng mà tu vi lại bị phế rồi. Nhưng mà những tu sĩ ngã trên mặt đất này cũng rốt cuộc không bò dậy được, rất nhanh liền đã bị chết thật, bị chết mà không giải thích được.